cái cách mà cái tầm nhìn khi anh mở ra thì anh mới có được. Mà muốn mở ra anh phải vào tài chính. Chứ còn nếu không anh giống như là anh chỉ đánh nhau ở trong trong một cái phạm vi hẹp thôi. Không bao quát rộng được. Đấy. Thế nên tôi bảo là bây giờ quý vị cho con cái đi học nước ngoài một năm hết tiền tỷ. Rồi cũng về kỳ vọng là con cái nó làm đến ông nọ bà kia. Mà chắc chó thì nó đã thành ông nọ bà kia, có khi nó về làm bảo vệ là bình thường. Thế thì cái tiền đấy là cái tiền người ta chi cho cái sự kỳ vọng. Thế thì vào tài chính này mà chưa đánh thua lỗ độ vài trăm triệu đã xoắn tít cả lên, đấy là chưa phải là mình phải xác định này. Có thể ngày hôm nay học cũng bảy, mai thua luôn. Đấy là chuyện bình thường. Nhiều người cứ bảo chứ, thế chúng mày đi học ông này thì có tiền không? Tháng này kiếm được mấy triệu. Thế tôi bảo tôi không dạy học trò của tôi cách kiếm mấy triệu. Mà nó giống như đi học võ công ấy. Ông phải có võ, đến lúc võ công ông phải uyên thâm, đến cái lúc thằng địch nó đến nó cướp thì ông dở ra được ngay, chứ đến lúc mà nó đến nó cướp rồi ông mới đi tìm xe ông đọc thì ông chết rồi, đúng không? Thế thì cái học trò của tôi ấy là tôi dạy cách để mà nhìn ra cơ hội, nhìn ra mọi ngóc ngách kiếm tiền của xã hội và kỹ năng thực chiến. Có thể nói là nếu mà ai theo dõi tôi 10 năm nay thì không ai có thể nói tôi là vị trí số 2 cả, vô địch thực chiến của tất cả cái đất nước này luôn. Và học trò của tôi có những người người ta cứ nhằng cái nó lại nhằng cái lại đại ca em vừa kiếm được 5 tỷ, em lại kiếm được 10 tỷ. Tức là nó như thế. Tức là cái đấy là cái mà mình dạy cho nó cách chộp cơ hội, nhìn ra cơ hội và chộp được nó. Và mở cái tầm nhìn ra. Chứ không bị bó hẹp trong một cái phạm vi nào cả. Và quý vị đừng mong là học tôi mà giàu ngay nhé. Nói thật đấy. Nhưng mà có thể khi hiểu tôi thì bạn có thể giàu bất thình lình bất kể giờ nào. Có nghĩa là chỉ một con ruồi bay qua có thể là vồ phát là lên người rồi. Đấy. Thế thì đấy mới là cái kỹ năng. Chứ không phải bởi vì trong xã hội có rất nhiều thằng có nhiều tiền. Nhưng chưa phải đã giỏi. Bây giờ tôi chỉ nói ví dụ bà con nông dân ở Mỹ Đình. Là ôm cái ruộng ấy xong rồi bây giờ đô thị lên đất nó sốt qua đền bù đền biếc. Nhà nào cũng kiếm trăm tỷ chục tỷ. Thế nhưng mà cũng gọi là đại gia rồi. Nhưng cái tầm người ta không tới. Thì một thời gian sau thì của cải nó lại chia lại thôi. Tức là nó tiêu hết thôi. Thế thì cái tôi muốn nói quý vị này. Cái đẳng cấp con người mới là quan trọng. Nhưng tôi mới nói là những thằng học trò của tôi. Khi đã học tôi là tôi cài sẵn cho nó 1 triệu đô trong đầu. Mà một ngày nào đó nó sẽ lấy ra. Chứ không phải là chỉ là cái kiếm tiền bình thường. Tiền không quan trọng bằng đẳng cấp. Đẳng cấp có thể tạo ra tiền. Chứ tiền nói thật chứ có thể may mắn chúng thì nó vẫn có đấy. Thế nhưng mà đến lúc mà không đủ trình thì nó lại đi thôi. Trên xã hội nói câu là bây giờ nếu thế giới này mà đem cào bằng tất cả, chia hết tài sản xã hội cho tất cả chúng ta bằng nhau, sau 10 năm thì tất cả thằng giàu tiền nó lại về hết thằng giàu. Còn đâu có thằng nào nghèo thì vẫn nghèo. Đẳng cấp nó chỉ đến thế đấy. Đúng không? Khi mà đẳng cấp ông thấp thì giàu như bằng ông Đoàn Nguyên Đức cái kia tỷ đô la rồi cuối cùng sợ chết sắp chết nó quay rồi. Đúng không? Chứ có phải là cái nhiều tiền mà sợ đâu. Nên tôi dạy học trò tôi nha. Đã học anh Bảy thì gặp những thằng nào lắm tiền thì đừng có khiếp. Phải tự tin lên. Đúng không? Bởi vì chúng nó có thể ngày hôm nay nó giàu hơn mày nhưng ngày mai nó lại nghèo hơn mày đấy. Nhưng chả biết thế nào một lần đâu. Cuộc đời thì xã hội nó tiền nó cứ chia đi chia lại chia vòng quanh. Cứ 10 năm chia lại một lần mà ông không hiểu thì nó chia lại cho ông hết. Cho nên ông cứ đừng tưởng ông giàu hôm nay mà ngày mai ông đã giàu. Đấy. Xã hội là cứ thằng nọ vặt thằng kia thôi. Chứ đừng có tưởng là quý vị ngồi ở nhà mà nó không vặt. Nhá. Càng ngồi nhà nó vặt cho càng khỏe. Bởi vì tại sao? Xăng tăng này, thịt tăng này, gạo tăng này. Tất cả chi phí con cái học hành bệnh viện tăng này, lương ông tăng đâu. Đúng không? Đấy là vặt chứ là cái gì? Thế làm thế nào để chống lại cái sự vặt đấy đây? Phải có võ công. Đúng không? Mình phải vặt lại nó. Chứ không phải là ngồi để nó vặt xong rồi cứ kêu ca trình bày hoàn cảnh làm gì. Đúng không? Nhiều người cứ bảo ơi tôi số tôi thế nọ thế kia số tôi nó nghèo cho nên là cứ tiền thì thấy nhiều ra toàn thấy ra không thấy vào. Thế nhưng mà mình giỏi thì lại ngồi được cái chỗ toàn thấy vào không thấy ra. Đúng không? Đấy mới là khó. Chứ quý vị cứ nghĩ quý vị sợ thì quý vị tiền nó vào nhà quý vị chắc. Đúng không? Càng sợ tiền nó càng ra. Đấy. Các cụ ở liều ăn nhiều. Cho nên là cái này là mình hiểu được cái tư duy như vậy thì mình đầu tư mình không sợ hãi.
Rồi thị trường tài chính nó có nhiều thứ công cụ có thể nói là hủy diệt, siêu hủy diệt để có thể thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mệnh. Nó không đơn giản như bất động sản đâu. Bất động sản là sóng, nó chỉ gọi là sóng vừa vừa. Nhưng mà sóng của cổ phiếu bất động sản nó gọi là sóng thần. Có nghĩa cái biên độ của nó dao động kinh khủng, nó tăng vèo cái 10 lần, 5 lần. Có con tăng như lô đề. Đấy. Thế nhưng mà đất tư ghi chỉ tăng 2-3 lần thôi. Thế thì bây giờ mình phải hiểu cái nguyên lý thông nhau của nó. Thì mình mới dám chơi. Chứ mai mua xong cái rõ ràng nó đang trên tăng rất là khỏe, mà nó mua vào xong lỗ 20% cái bán thật xong tăng 3 lần, chốt lỗ thật xong rồi nó lại tăng 3, 4, 5 lần nữa. Thế cái tầm nhìn nó quyết định hết. Nếu như kể cả các quý vị buôn bất động sản mà quý vị không biết được cái tư duy vĩ mô, thì lãi 5%, 10% là mừng vừa lỡ thì chốt. Chốt xong nó chạy 5, 6 lần nữa. Thế là cứ suốt ngày cứ quay đi quay về, ăn được mấy cái đồng tiền lẻ xong rồi trả ra đâu đâu, đến lúc nó sập cho cái coi như là lại ta lại về mắng lợn. Đấy, đấy là cái bệnh là không có tầm nhìn và tư duy không được mở ra thì anh giống như cái thằng mù. Thằng mù thì bói mù cứ đi cứ giờ giờ dẫm dẫm, không biết đâu là đích, không biết đâu là chỗ nào là hố sâu. Thì anh khi không biết thì anh sợ lắm. Nay anh sợ giảm, mai anh sợ chết, ngày kia anh sợ. Tôi thấy rằng anh đang ôm một cái kho vàng, thằng hàng xóm nó ra nó dậm chân cái nó bảo ôi rồi trong đấy có bom, thế là cụ thể chạy cái đã, chạy xong thằng khác là vồ mất, nó giờ mất. Và chứng khoán cũng như thế, và bất động sản như thế. Chứ là không biết thì sợ, biết thì người ta không sợ. Nếu như tôi biết cái công ty tôi đang ôm là nó rất nhiều đất, mà đất nó rất rẻ giá vốn, cái tương lai nó rất khủng. Nói tôi ôm bao nhiêu lần tăng gần 100 lần thì tôi có sao đâu, đúng không? Thế còn quý vị nhiều người cũng theo tôi đấy, cũng học tôi đấy, giảm cho 20% sợ quá chửi lung tung beng này. Thế xong rồi là hoảng loạn, xong rồi bán xong rồi tăng thêm 5 lần 7 lần nữa, thế là hoảng loạn tiếp vòng 2. Thế cái làm giàu ấy cũng có một số người học tôi ấy, người ta bảo trên thị trường tài chính ấy, đó học bảy này một là lên lại ra rất nhanh. Nghe thằng nào mà lởm khởm là dễ bị tàu hỏa nhập ma, tức là tâm thần luôn ấy. Chỉ có hai con đường thôi, một là tâm thần, hai là siêu giàu. Đấy, câu chuyện là có thật, 3-4 thằng tâm thần nhập trại rồi đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên đừng có nghĩ rằng là cứ học tôi là giàu nhé. Nhập trại có rồi, câu chuyện của thật Quỳnh là xe đấy, nhập trại trà nhập trại rồi, chứ không phải đơn giản đâu. Bằng trà ngày xưa là nếu mà nó nghe anh bây giờ nó có khoảng 200 tỷ. Nhưng mà bây giờ là sao nó gần như phá sản hết rồi. Thế cho nên là bây giờ hôm qua nó nhắn tin ở trong Zalo, mình không dám trả lời nữa. Đấy. Nó bùi ngùi quá. Đấy. Tức là nó đã từng theo anh và đầu tư rồi, đến lúc cổ phiếu giảm 20% quay sang chửi anh luôn. Nó bán cái cổ phiếu Phú Tài của anh bây giờ là giá 25. Nó chuyển sang mua con FLC. Thế anh có bảo nó về trong room là mua NFLC giá 15. Thế thì anh có bảo nó là đây có thể là một quyết định mà mày sẽ ân hận suốt cả cuộc đời. Nghĩ rằng 2-3 năm sau thì con FLC là về còn 3.000. Còn Phú Tài thì chạy coi như là mấy chục lần, chạy lên 300.000 cả đấy. Có nghĩa là nó thua kép, mất ăn con Phú Tài là độ khoảng 15 lần. Xong rồi lại còn thua tiếp cái con FLC độ khoảng 5 lần nữa. Thì tổng động viên là nó 5 tỷ, bây giờ nó chỉ còn có độ khoảng hơn 100 triệu thôi. Trong khi đó nếu nó để con Phú Tài và sau này nó vào lời vốn của anh thì nó bây giờ tài khoản nó khoảng 200 tỷ. Mà chỉ cách nhau có độ khoảng 5-6 năm rồi. Mà là từ xỉ sai đường, mà từ vực sâu mà nó lún xuống vực sâu luôn. Chứ cho nên đây là câu chuyện là thực chiến, là nó gọi là kinh điển, và anh vẫn nhắc các học trò mới bây giờ là việc đầu tư đừng để cảm xúc nó chi phối. Con người ta, và vẫn dạy tất cả các anh em là dù có quý ông bảy ông mấy, thần tượng ông bảy ông mấy, nhưng mà đầu tư bằng lý trí chứ không phải đầu tư bằng cảm xúc. Ông bảy nói sai đừng nghe, đúng không? Thế thì cái này là cái mà không phải ai cũng hiểu đâu. Ví dụ như đầu tư lại cứ thấy quý ông bạn này, thế thì ông bảo của nó ABC bờ cờ thì mình cũng ABC bờ cờ.
Thế nhưng mà tóm lại rằng là ông bạn ông sai, ông không lừa mình đâu, đúng không? Nhưng ông tốt thôi, nhưng mà vấn đề là trình ông cũng chỉ đến thế thôi chứ đúng. Thế thì ta phải kiểm chứng lại, chứ không phải ông cứ nói thế là mình theo. Thế thì nhiều khi là cái tâm lý đám đông là rất dễ là bị cuốn theo cái đấy. Mà nhất là lại đầu tư những cái việc lớn trọng đại trong đời, cứ về nhà hỏi vợ, nó cả đi về nhà hỏi ông hàng xóm, cái đấy là cái tối kỵ. Tham khảo thôi, mình biết là mình tôn trọng thì là mình sẽ tham khảo ý kiến, mình gọi là cho nó vui thôi, chứ còn để quyết định được cái sự nghiệp của mình là không được. Bởi vì cái tất cả, nên nhớ rằng là tất cả những người giàu là người ta không đi hỏi ai cả, hỏi thì hỏi thằng thật giỏi ấy. Còn có loại làng nhàng nghèo nghèo không biết kiếm tiền đừng có hỏi, hỏi mất thì giờ. Nhiều khi đang đang cao hứng nó để đánh cho mấy câu như mấy cái gáo nước lạnh vào, gì cái này làm thế nọ thế kia, toàn khó khăn gian khổ ra, tự nhiên mình tâm nản chí, đang sắp trúng quả tự nhiên nó làm cho mình tụt hứng cái, thế là thôi thì bỏ cuộc. Đấy. Cái đấy là cái mà nhiều người vướng. Cái cơ hội trong cuộc đời là nhiều khi nhận diện được ra đã khó rồi, nhưng nhận diện ra rồi anh phải có quyết tâm để anh theo nó nữa, lại còn khó nữa. Nếu anh muốn theo có nữa thì lại mà lại cứ đi trình bày hoàn cảnh nhiều, bởi vì số người nghèo thường là rất đông, người nghèo chiếm 95% xã hội. Cho nên mà ông cứ đi hỏi thì yên tâm rằng là ông sẽ về cái vị trí nghèo. Ông càng hỏi lắm ông càng về cái vị trí nghèo, đúng không? Ông hỏi bây giờ chẳng hạn, bây giờ quý vị đi về hỏi bố mẹ là con đang làm lương 15 triệu, 20 triệu công ty nước ngoài, bây giờ bỏ học, bỏ đi làm, đi theo cái ông Bảy là toàn gièm gió liên thiên trước ngày ngồi quán cà phê, thế chắc chắn là bố mẹ sẽ dễ nảy đấy, đúng không? Chứ là, ôi giời ơi, mày phải đi làm này cho nó chắc ăn, nói kia. Đấy là câu chuyện bình thường. Nên như cứ hỏi nhiều xong rồi về nhà là tất cả mọi cái động lực là nó biến hết. Đấy. Tư duy là cuối cùng chả đi đâu đâu cả. Nhưng cuộc đời người ta phải có những cái thứ người ta chấp nhận trả giá, chấp nhận tất cả thì người ta mới thành công. Tất cả những cái thằng ngày xưa nó đi làm chính trị nó có thể bị cắt cả đầu luôn đấy. Không có chơi, nó mới làm vua làm chúa được chứ. Còn bây giờ ông ở cái gì cũng sợ thì ông làm gì? Chưa đánh ông đã thua, chưa làm ông đã đầu hàng, thì cuối cùng thì ông phải chấp nhận cái cuộc sống nghèo hèn thôi. Còn cái người nó đủ giỏi thì ngã chỗ nào ta lại đứng lại chỗ đấy. Đấy là không sợ. Thế thì vào thị trường tài chính này thì mình phải hiểu. Đầu tiên, cái sổ đỏ là cái xác nhận ông có bao nhiêu cái mét vuông đất. Cái cổ phiếu nó xác nhận là ông có bao nhiêu cái cổ phần của công ty ABC bờ cờ. Thế thì cổ phiếu cũng là tài sản, sổ đỏ cũng là tài sản, tiền cũng là tài sản, vàng cũng là tài sản. Đấy là bốn cái kênh chính để hình thành tài sản trong xã hội. Có nghĩa là hỏi ông này có bao nhiêu tiền thì tôi có 100 tỷ, hỏi ông kia có bao nhiêu cái nhà tôi có 8 cái nhà, hỏi ông này ông có bao nhiêu cổ phiếu tôi có 5 triệu cổ phiếu công ty ABC, hỏi ông có bao vàng tôi có 1.000 cây. Ví dụ thế là người ta, đấy là bốn cái kênh tài sản để đánh giá cái sự giàu có của một con người trong xã hội, chính là chỉ như vậy thôi. Chứ ông khoe ông có bao cái xe máy bây giờ nó lỗi thời rồi đấy. Thế thì bốn cái kênh này thì tiền nó sẽ chảy vòng quanh, nó cứ luôn luôn nó chỉ có trong bốn kênh thôi, chả chảy đâu cả. Thế lúc nào nó vào thằng nào là lúc nào nó chạy ra khỏi thằng nào thì là mình dịch được, mình dịch được thì là mình sẽ có tiền đấy. Chứ mình không dịch được là mình toi đấy nhá, là mình điên mày đấy, đại gia cũng điên mày đấy. Tức là trong cái bốn kênh đấy thì thường tiền chỉ là cái vật thể trung gian để quy đổi thôi đấy. Và thường thường là độ khoảng 10, 15, 20 năm thì có lúc tiền mà có giá trị, là lúc đấy bây giờ là sẽ xảy ra khủng hoảng và chính phủ sẽ sát tín dụng về đấy, thì tiền rất có giá trị. Còn đâu là trung bình thì khoảng 20, 30 năm thì chỉ có, thì đến 18, 28 năm tức là đến 90% là tiền không có giá trị, tiền là một cái vật vứt đi, càng ôm lâu càng mất giá, càng nghèo. Đó. Thế thì vấn đề là mình dịch được cái vĩ mô thì mình sẽ hiểu là tiền nó sẽ chảy vào bất động sản, hay chảy vào chứng khoán, hay chảy vào vàng, hay chảy vào một cái hình thái nào đó, thì mình sẽ tìm được ra cơ hội. Ví dụ như đợt tới này là tiền sẽ chảy vào bất động sản và chứng khoán này, kiểu rất mạnh, bởi vì là cái lãi suất, khi mà lãi suất nó giảm về thì gửi ngân hàng không ăn thua thì nó giải phóng tất cả cái tiền bà con gửi trong ngân hàng ra. Ông gửi ông không ăn thua thì trước đây ông gửi ông đủ ăn đủ
Mặc thì bây giờ ông gửi không đủ ăn đủ mặc nữa, ông phải mang ra ông mua đất, mua cát, rồi ông mua cổ phiếu, ông đầu tư. Đó. Thế thì nó chảy ra như thế là anh em bây giờ có vào chứng khoán là có thiên thời đây. Tức là cái cửa sống là cao và cửa chết thì thấp. Có nghĩa là dòng tiền đang chảy vào. Đúng không? Thế lúc nào nó chảy ra mà bây giờ ông lại cứ ngồi ông cãi thì có khi ông chết luôn. Kể cả ông tỷ đô la cũng chết. Đấy. Thì trong cái sách của tôi có bài là bài thiên thời. Cái bài thiên thời của tôi rất là kinh điển. Và nhiều người hiểu được bài đó là đều thay đổi đổi đời rất nhanh. Nó cải cả vận số đó, quý vị có tin không? Đấy. Bởi vì hiểu thiên thời là hiểu là con trời rồi. Con trời có nghĩa là có thể đánh bại tất cả. Thiên thời là gì? Thiên thời là tất cả những cái yếu tố vĩ mô và tất cả những cái yếu tố về dòng tiền xã hội nó ủng hộ mình. Ví dụ ông Khổng Minh ngày xưa đi đánh trận Xích Bích là ông phải cầu gió đông. Gió đông phải thuận hướng của ông thì ông mới đốt được quân địch, chứ ông nói thổi ngược lại đốt ông thì ông chết, đúng không? Thế thì bây giờ anh em đi làm ăn cũng thế, thì là cũng phải đi theo thuận gió. Có nghĩa là nếu như trường hợp mà gió nó đang thổi mình lên thì là mình sẽ cửa giàu mình rất cao, mà mình cứ cưỡng lại mệnh trời là mình sẽ chết. Thế nào là cưỡng lại mệnh trời? Ví dụ chẳng hạn bây giờ em đang kinh doanh taxi làm ăn phát đạt, bây giờ mấy cái thằng Grab nó ra đông quá, xe nó thì vừa xịn, giá nó lại vừa chạy rẻ, em không cạnh tranh được nữa mà em cứ đâm đầu vào đấy là em chết. Tranh nhau mấy cái đồng tiền lẻ không thể giống được. Hay là ví dụ cái thời cái iPhone nó ra nó bé, người tăm này nhà nhà mua, mỗi thằng cứ 1 năm đổi cái, thì cái thời máy tính để bàn ngày xưa thì nó rất là oách, đúng không? Ông nào mua cái cây PC về để trên bàn là rất oách. Bây giờ thì những cái đồ đấy thì bán nó mất thiên thời rồi. Thì nó ông cái kinh doanh mặt hàng đấy thì nó chỉ có từ đi ngang và đi xuống, nó lỗi thời mà. Hay câu chuyện nhà mặt phố mà cái nhà ngõ mà cứ hai hai xe máy tránh nhau, thế bây giờ thời nhà nhà ta sắm ô tô mà ông lại cứ chui vào đấy mua là ông đi ngược thiên thời, là ông chỉ có đi ngang và đi xuống. Còn ông nào phát hiện ra những cái thiên thời sáng choang thì ông đấy là giàu rất nhanh. Đấy, giàu rất nhanh. Thì cái dịch thiên thời này phải hiểu được thiên thời thì gần như là ta đi đến đâu là thắng đến đấy. Và không 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 dễ bị đánh bại. Ta sai một tí thì thiên thời cũng sửa cho. À, ví dụ như là năm kia là cái thằng bạn thân của tôi là Sao Thái Bạch. Sao Thái Bạch thì trước đấy thì tôi xui nó mua đất toàn nước Đà Lạt rồi. Thế thì năm Sao Thái Bạch nó kiếm rất to, rất giàu. Đấy. Tức là nó như người ta là Sao Thái Bạch là không kiếm được tiền, nhưng mà nó đúng thiên thời cái là vẫn cứ kiếm bầm bầm mấy chục tỷ ấy. Không không phải là sợ sao, bởi vì nếu mình hiểu được cái luồng tiền, hiểu được mình đang làm cái gì là mình đã nắm chắc 70% phần thắng rồi. Có những cái trường hợp ví dụ như chẳng hạn như là nó bị mất mùa thịt lợn chẳng hạn đấy, như vừa rồi thiên thời thịt lợn giá nó tăng gấp đôi, nhiều cổ phiếu lợn nó tăng nó 4 5 lần 7 8 lần có. Thế thì đấy là hiểu thiên thời là mình vào mình vô được những cơ hội nó. Thế thì 1001 các cái mặt hàng ở trong xã hội này, từ xăng dầu điện đóm rồi lợn gà gạo tôm cá rồi khoáng sản, tất cả nó đều có thể tạo ra một cái thiên thời. Dĩ nhiên có những cái thiên thời nhỏ, có những cái thiên thời lớn, có cái thiên thời chỉ trong 5 tháng 3 tháng thôi, còn có những cái thiên thời nó kéo dài hàng thập kỷ. Ví dụ như cái ô tô nó đang bùng nổ này là nó sẽ kéo đất ven tăng hàng thập kỷ. Đấy. Và ai mà chấp nhìn được ra nó và đón đầu được thì người đấy giàu. Đấy. Thập kỷ xe máy thì nó cũng sản sinh rất nhiều đại gia mà cứ ven ven mua đất xe máy. Thập kỷ ô tô bùng nổ thì nó cũng sẽ sản sinh như thế. Và ông nào mà chớp được là được. Đấy, mình xin nghỉ một tí. Rồi chúng ta cho một thầy một tràng pháo tay thật lớn được đó anh chị. À, rồi trong thời gian giải lao thì anh chị có thể đi ra ngoài. Rồi chúng ta sẽ giải lao 5 phút. Ừ.
Alo, 1, 2, 3, 4. Mời tất cả anh em chúng ta tranh thủ vào hội trường để chúng ta tiếp tục học được nhiều nhất. Rồi để chúng ta tiếp tục chương trình học điều những điều tuyệt vời từ thầy. Đề nghị tất cả các anh em chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ, để cho thầy trở lại tiếp tục cái bài giảng ạ. Mình xin nói chuyện tiếp. Tức là vừa nay có ngồi nghe mấy bạn nói cái chuyện là thua lỗ chứng khoán rồi thua lỗ nọ kia, thì mình cũng có nói này, không có cái gì là an toàn cả. Cuộc đời là không có gì an toàn cả. Thế thì vấn đề là trong đầu tư nó có những khái niệm an toàn mà nếu như mà bạn không hiểu thì bạn rất dễ chết. Khái niệm an toàn trong đầu tư là mua rẻ dưới giá trị thật, chứ không phải rằng là bất động sản là an toàn hơn hay là chứng khoán là an toàn hơn. Bây giờ bất động sản ông vẫn nhảy cầu bình thường nếu ông cứ vào đỉnh bóng. Chứng khoán cũng thế thôi. Và thằng nào để mà nói là an toàn được ấy là vô cùng khó. Nhưng mình có thể quản trị được cái rủi ro, cân đối được cái rủi ro và lợi nhuận. Bây giờ một con Mercedes mà đáng giá nó 3 tỷ mà ông đi ông mua 5 tỷ, 10 tỷ thì yên tâm là ông chả an toàn tí nào cả, mà loạng quạng cái là ông nhảy cầu luôn. Nhưng một cái con xe nó xấu hơn, ông mua Hyundai thôi, xấu xấu bẩn bẩn thậm chí đang hỏng, nhưng mà giá nó mông má lại bán được 500 đấy, cũng 50 là kiểu gì cũng giàu. Thế thì khái niệm an toàn nhất là những tài sản khi mà bạn nắm ở vùng trũng nhất đại dương là an toàn nhất. Khi nó nằm ở vùng trũng nhất đại dương có nghĩa nó định giá rẻ như cho như xin chẳng hạn, nó dưới giá trị thật nhiều quá thì cái lòng tham của thị trường nó chất chứa, nó sẽ đẩy cái giá tài sản nó lên. Thì bạn đang nằm ở cái vùng an toàn nhất. Tiền cũng không an toàn, vàng không an toàn, Bitcoin không an toàn, bất động sản không an toàn, và chứng khoán không an toàn. Thậm chí bạn ngồi trong nhà không an toàn. Đấy. Nhưng đừng đi tìm sự an toàn. Gửi ngân hàng lại càng không an toàn. Ngân hàng là phá sản, bây giờ đền có 75 triệu rồi đấy. Nhá. Thì cái thứ hai đó là tiền thì cứ mất giá ầm ầm, bạn vẫn mất tiền. Cho nên đừng bao giờ đi tìm sự an toàn tuyệt đối. Đấy, và càng sợ bao nhiêu thì càng dễ mất tiền bấy nhiêu. Chỉ vấn đề ở đây là cái đẳng cấp của nhà đầu tư xuất sắc là quản trị được cái sự rủi ro đó. Có nghĩa là quản trị như nào? Tôi mua một cái tài sản này, tôi phải cân đối giữa cái rủi ro và cái lợi nhuận. Có nghĩa là nếu mà quả này tôi thắng được bao lần. Mà nếu mà tôi thua, tôi mất bao nhiêu phần trăm. Và nếu như cái xác suất là thua, mất ít mà được thì được nhiều. Là chơi đấy, tất tay đấy. Không? Có nghĩa là bây giờ bạn ra ngoài kia, bạn đánh một con lô, chúng bạn một ăn bốn, mà bây giờ bạn mất thì là bạn mất trắng luôn. Xã hội người ta vẫn chấp nhận cái xác suất rủi ro đó. Thì bây giờ nếu như bạn nhìn thấy một con cổ phiếu, mà bây giờ nếu một tháng bạn ăn được 10 lần, mà bạn thua bạn chỉ mất 20% thôi, thì quánh chết bỏ. Đúng không? Vì liều ăn nhiều mà. Tức là ra xã hội bây giờ đánh con xổ số, người ta chắc chắn là ta mất luôn.
Nhưng người ta có kỳ vọng nhỡ đâu cụ trúng cái chết cụ thì là người ta vẫn oãnh. Thế mà bây giờ bạn có cơ hội còn tốt hơn như thế, có nghĩa là xác suất thắng thì rất cao, xác suất thua thì rất thấp, mà thua là ít tiền, thua tiền lẻ mà được tiền chẵn. Thế tôi mới dạy học trò tôi là cái công nghệ tiền lẻ đổi tiền chẵn, có nghĩa là bỏ đồng tiền lẻ ra nhưng mà đến lúc mà thắng thì ta lại vơ được cái đồng tiền nguyên cả nguyên khối về. Đấy. Thì là mình phải quản trị rủi ro được như thế. Chẳng hạn như cách đây độ 3 năm là tôi xui bà con nông dân là lên Hòa Lạc là múc đất. Bởi vì tại sao cái khoảng cách nó đi có 20 phút bằng cái Lê Văn Lương tắc đường thì nó đi hết tiếng, mà trong khi đó đi lên Hòa Lạc có 20 phút. Mà đất Hòa Lạc bây giờ có loại đất hỗn hợp là có toàn 100.000 với 200.000 mét vuông. Thì cái giá đấy tôi bảo chả bao giờ thua đâu. Được thì sẽ được hàng chục lần. Thậm chí là đô thị nó kéo đến ô tô người ta kéo lên dầm dầm nó thành cái Mỹ Đình thì có ăn hàng trăm lần. Nhưng mà nếu mà thua lỗ thì 200-300 nghìn thì còn giảm vào đâu nữa. Đúng không? Tương nó rẻ hơn cả rau rồi. Thế thì thua thì chả cửa thua, mà được thì được ăn rất là nhiều. Thế nhiều người lại không hiểu, lại bảo tôi xui vào chỗ chết rồi, chỗ này nó mù mờ lắm, nó lâu lắm, nó xa lắm rồi, nó không thanh khoản rồi, thế lọ thế kia. Người ta sợ mà. Thế đấy là cái tầm nhìn nó khác biệt, và cái định giá khác biệt, và cũng như là cái tư duy nó khác biệt, người ta mới nhìn ra được như vậy. Chứ không phải là ông cứ thấy người ta đi buôn, chỗ này ngon lắm, ông cũng bảo nó ngon lắm, ông nhảy vào mua. Nhưng trong cái đầu tư thì không phải là đi mua cái đồ ngon mà giàu. Nên nhớ một điều, câu cốt lõi là đi mua là mua kỳ vọng tương lai, mua cái sự bẩn thỉu. Sau này nó hóa rồng, hóa phượng, hóa thiên nga, chứ không phải đi mua cái con thiên nga. Bởi vì nếu bạn nhìn nó là con thiên nga thì bạn phải trả giá cho một con thiên nga rồi. Bạn nhìn thấy cái tài sản này nó nguy nga lộng lẫy thì như Phú Quốc thì giá nó trên trời rồi. Vấn đề bạn có nhìn ra Phú Quốc cách đây 10 năm hay không? Mỹ Đình bạn có nhìn ra khi nó là ruộng rau muống hay không? Eco Park bạn có nhìn ra nó từ khi nó là cái đầm lầy không? Đúng không? Thì tất cả những người đi trước đấy mới là người giàu. Còn tất cả những cái thứ nó đẹp bây giờ bạn vào là bạn đang trả giá cho cái người đi trước, chứ không phải tài sản của bạn. Tất cả những gì mà bạn nhìn thấy đều là tài sản của người khác. Bây giờ rõ ràng là Vincom đẹp không? Quá đẹp nhá. Tiện ích bệnh viện, chung cư cao cấp nhá, đông vui nhá. Vào trả tiền cho nộp tiền cho vượng anh giàu. Đến bạn có giàu không? Ôm cái 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa không tăng. Đúng không? Cho nên đấy là cái tư duy mà nhiều người sai. Sai khi mà nhận diện cơ hội. Cứ bảo chỗ này đẹp lắm là xúc rồi. Mà không biết là xúc vì cái gì nữa. Mỹ Đình bây giờ đẹp lắm, 3, 4, 500 triệu mét vuông đấy. Vào một xúc đi xem có tăng được gì nữa. Tăng được, vẫn tăng. Nhưng ít lắm. Mà những cái vùng nó sắp thành Mỹ Đình ấy, xa xa tí như Quốc Oai, An Khánh, Ghe Chim Cô, lên quanh nó gần gần, sau này nó lại tăng nhiều. Bởi giá nó đang bèo. Có khi ra xa độ 5-6 cây số nó chỉ độ mười mấy triệu, 20 triệu mét vuông thôi. Sau này nó lại lên 100 triệu, 200 triệu. Thì đấy là cơ hội đấy. Thế thì cái này là cái mà nhiều anh em là thường thường là đi mua cái sự thỏa mãn. Một cái cơ hội mà đầu tư để đem lại sự giàu có là nó rất là mông lung và nó mơ hồ ở phía trước, người ta gọi là kỳ vọng của tương lai ấy. Thì tôi nói là cái sức mạnh của kỳ vọng tương lai nó rất là lớn, nó lớn hơn sự thật nhiều. Bây giờ ngày xưa quân của Bác Hồ là thì toàn ăn bo mì hạt khoai sắn, nhưng mà lính Mỹ thì trang bị tận răng, lương cao chót vót, nhưng mà anh vẫn thua đấy. Bởi vì tại sao? Cái học thuyết nhà mình là tiến lên chủ nghĩa xã hội là không cần làm cũng có ăn. Mà lúc bây giờ thì bà con đang đói. Thế các chú anh kinh lắm. Thế nên sức mạnh của nó là cái niềm tin đấy. Hay câu chuyện như IS bây giờ bảo đánh bom. Ông cho 1 tỷ. Ông của bom bánh đấy. Bố ông nào làm bánh. Nhưng bảo sau ngày mày chết thì lên thiên đàng mày sướng lắm. Gái đẹp là bâu vòng quanh, coi như là tiền tiêu không hết, yeah. Thích gì được nấy, các chú vòng quanh luôn. Đấy nó là sự thật đấy, niềm tin đấy. Cho nên cái đầu tư, người ta phải đầu tư vào cái kỳ vọng và cái niềm tin ấy. Cái chỗ nào sắp đẹp, chỗ nào sắp giàu ấy, thì cái tài sản nó rất là bền.
Những niềm tin phải có cơ sở chứ không phải niềm tin đều đâu. Đấy, có nghĩa cái chỗ này nó đang, ví dụ như vừa rồi như Bắc Giang đấy, thì manh nha thằng Apple về phát là giá đất xung quanh đã 3-4-5 lần rồi. Lúc nó về thật là có khi 3-4-50 lần đấy. Thế thì mình phải đi được vào những cái vị trí đó mình mới có cơ hội lớn được. Nhưng bây giờ ông mua những chỗ nó đã ổn định bằng vàng rồi, có nghĩa là ông chỉ giữ tiền. Giàu sang phú quý là hơi xa. Đã. Thế còn tại sao cái cổ phiếu bất động sản nó lại có thể giàu hơn cái thằng ôm đất? Bởi vì nó là tổng hợp của tất cả những cái tinh hoa nhất của bất động sản. Có nghĩa rằng là bây giờ quý vị đi buôn ôm một lô đất lẻ 100m2. 100 năm sau cái lô đất nhà bạn không đẻ ra thành 200m được. Nó chỉ là 100. Nhưng cái cổ phiếu đất hôm nay nó làm một dự án. 10 năm sau nó lớn lên nó làm 100 dự án như cái công ty nhà anh Vượng. Có nghĩa là nó có đẻ cái quy mô lên 100 lần. Cổ phiếu bất động sản có sự gia tăng về giá trị biết đẻ ra. Đấy. Điều thứ nữa là cổ phiếu bất động sản có chênh lệch đĩa tô, điều mà bất động sản các bạn không có. Có nghĩa là giá đất ở khu này đang 40 triệu mét vuông, nhưng công ty tôi là lấy ruộng có 500 nghìn đền bù cả xây ở tầng 4 triệu. Quý vị đi mua 40 triệu mà đòi giàu hơn tôi là không có đâu. Đúng không? Vì quý vị là giống như người bán lẻ, tôi là thằng sản xuất. Tôi ăn từ gốc ngọn. Có nghĩa sản phẩm của tôi đến tay quý vị là tôi đã chén 10 lần rồi. Còn quý vị tăng 20% thì biết là 20%. Thế hôm vừa rồi tôi cũng là hội thảo. Thì tôi có nghe một bạn hỏi là thế đi chạy cái đất gì nhỉ? Đất xen kẹt để đổi sang là đất ở thổ cư để bán chênh lệch. Thế tôi bảo là cái đấy là do là nó mình chưa hiểu về cái tầm nhìn. Chứ bây giờ trên sàn có những công ty như NHA đấy, nó xin phát cả 50 hectare. Nó lấy toàn đất ruộng. Xong rồi nó làm sang sổ đỏ. Giá bèo nhèo. Có lúc cổ phiếu có 3.000. Rẻ 1/5 giá trị thật. Sao không mua? Cái gì phải đi ra ngoài để làm những việc phức tạp như thế để rồi lúc mà nhớ công an tóm cổ cái toi. Đúng không? Chạy trò kỳ tá láo cho công an bắt này. Đây người ta làm chính tắc. Mà mình không biết cách đu càng người ta. Đấy là do tầm nhìn ấy. Ngày xưa có một anh bạn là ngồi tâm sự với tôi và cái thằng Hà Đô nó lấy đất nhà em nó đền bù cho em được có hơn 100.000 m2 mà nó bán mấy chục triệu. Thế mình đánh câu mình bảo thế sao mày không biết mình cướp lại của nó? Cổ phiếu nó rẻ như rau nó tăng 10 mấy lần đấy. Đất trên đất nhà mày không biết thì có nghĩa là trình mày chưa đủ. Xã hội là kiến ăn cá ăn kiến nha. Mày cướp của tao, mai tao cướp lại của mày. Chứ không có sợ thằng nào cả. Đấy. Thấy nó như thế là lập tức mình phải xem là cái cổ phiếu của nó định giá như nào. Thấy nó rẻ là mình phải bâu vào ngay. Cướp lại ngay. Chứ còn nếu không, quý vị không tầm nhìn là không cướp lại được. Đấy. Gọi là nếu mà nhìn mà mình có tầm nhìn là mình chỉ đụng khẽ đâu đâu cái. Mình chỉ đi thoáng đi chợ phát thấy giá đường tăng phát có khi phải chiếu. Quy chiếu ngay là cái con của cổ phiếu đường nào nó đang tồn kho nhiều. Đúng không? Đấy, ra khỏi ngõ cái là nghe thằng này nó ho cái là biết thằng này có cái vấn đề gì đây. Là ta lại dịch ra cơ hội kiếm tiền rồi. Thế nên cái học trò của tôi là chúng nó có thể kiếm tiền được mọi lúc mọi nơi. Và võ công thực chiến là nó rất rộng. Có nghĩa là hôm nay đánh chỗ này mai đánh chỗ khác. Chứ nó không bị bó hẹp ở một phạm vi nào đó. Nhiều khi anh chỉ biết có mỗi cái chỗ của anh thì là anh bị xa lầy đấy. Là anh trói chân đấy khi 5 năm 7 năm ông cũng ra trong cái chỗ khác. Dầu vật vã ra thì ông lại không điều hình được đến đấy. Đấy. Thế nên cái quan sát xã hội nó mới là cái quan trọng. Tầm nhìn xã hội và quan sát xã hội. Chứ không phải là câu chuyện là quý vị giỏi kiếm tiền ở một lĩnh vực nào đó. Nhưng mà tất cả cái quyết định sự giàu có của quý vị lại đếch phải là do quý vị rồi. Mà do cái tiền của ông chính phủ nữa. Do cái luồng tiền xã hội nó vận hành. Bây giờ tiền nó đang bơm bất động sản thì quý vị bơi trong đó là giống như cá được bơm nước à. Quý vị sẽ thành công. Nhưng ngày mai rút, quý vị không biết. Cứ chết dần chết mòn. Đang giàu thành phá sản. Nhưng quý vị không biết tại sao. Đấy là cái mà
hầu hết là bị dính. Ăn thì cười hỉ hả, nhưng đến lúc đùng gái chết lần cành hết, không biết lý do. Thế thì cái anh ban nãy nói chuyện với anh chủ quán cà phê đấy, anh Dương vừa nói chuyện, tôi dạy khu lớn nhà tôi ở đấy là một lớp, trong đó có anh Nam là đệ tử bạn của anh Hoan này, cũng là đang kèm cặp anh Dương và anh Quốc đấy. Thế thì nó ra nó hóng, nó bảo là em nghe anh nói mà về một tuần em không ngủ được. Một tuần em không ngủ được. Vì sao? Em hiểu hết tại sao em làm cả đời không có tiền. Đấy. Thế bắt đầu nó về là bán cái chung cư được tỷ rưỡi. Thế bây giờ nó quật mấy phát là coi nó lên kiếm được mấy tỷ. Là em bỏ luôn quán cà phê. Thế là bọn mình lại bơ vơ hết chỗ ngồi. Đấy. Nó bảo là gặp anh mấy tháng đầu nó khác hẳn, thông lão. Đấy. Tức là trước đây nó cứ đi kiếm tiền, đi kiếm tiền, đi kiếm tiền, nhưng mà không biết tiền ở đâu cả. Thế mở cái quán cà phê ra thì thuê nhà tháng mười mấy triệu, tiền bàn, tiền ghế, tiền tủ lạnh, tiền điện, tiền nước, tiền nhân viên. Bán cốc cà phê được 20.000, ngồi thu bao cốc cho đủ. Thế là cứ làm được đầu lộ đấy, làm đâu không tiền. Nên mình phân tích cái là gãi đúng chỗ, nó hiểu được vấn đề, cái là quyết định ngay. Cũng rất nhiều người là người ta chộp được ngay khi mà người ta hiểu rất nhanh. Trong những số những đệ tử của anh có những nhiều người hiểu rất nhanh, như cái anh Giang ở đại ca của Thuần đấy. Là chỉ cần nghe cái phân tích cái thập kỷ ô tô của cái anh Giang, anh vồ ngay 6 lô đất ở Nha Trang. Mà bây giờ anh đặt cọc có 30% thôi, chưa phải giá hết tiền, mà đất tăng 5-7 lần rồi. Thì có nghĩa là cái tỷ lệ lợi nhuận của anh không biết là bao nhiêu kể. Thì như là ăn mấy chục lần của anh ta. Tôi chỉ nghe chém mấy câu, nhưng mà người ta thoáng qua một cái, người ta đã hình dung được ra là người ta vồ rồi. Cho nhiều ông thì lại không đủ cái độ nhanh nhạy như thế, thì lại về lại còn phải bàn, rồi còn hỏi vợ, rồi còn đi. Nhưng có khi ông lại lỡ. Thế thì cái cách vận hành của thị trường, khi mình nắm được thì mình sẽ đủ tự tin. Ông không nắm được thì đừng nói ông dám quyết liệt nhé. Ông vừa oánh vừa run. Mà đã vừa oánh vừa run thì không bao giờ thành công được cả. Đấy. Con đường chỉ có mình phải hiểu nó và mình phải nắm được nó đã. Đấy. Thế thì cổ phiếu, trở lại cái vấn đề cổ phiếu bất động sản. Đấy, như ban nãy nói về câu chuyện là nó chạy được đất, nó xin được dự án từ ruộng lên đến thành phố, sổ đỏ. Nó ăn chênh lệch địa tô hàng chục lần. Tại sao mình không đánh đu theo nó? Mình không làm được mà. Đúng không? Thế nhiều công ty bất động sản nó có thể vay hàng nghìn tỷ. Ngân hàng người ta bảo lãnh cho. Đầu tư. Mình vào mình có phải trả nợ đâu. Nó lỗ mình có phải trả nợ đâu. Nó dùng đòn bẩy để cho mình. Tại sao mình không đánh đu? Nhiều doanh nghiệp nó xin dự án 10 năm mới xong dự án. Mình vào khi mua rẻ hơn giá trị thật bao lần. Thế tại sao mình không đánh đu? Mình tiết kiệm được cái thời gian. Dùng được đòn bẩy. Đấy. Dùng được cái quan hệ chính trị để tranh được cái địa tô hàng chục lần như thế. Thế rồi tiếp tục là bây giờ nếu quý vị mà đầu tư một lô đất đi, quý vị có làm cho hạ tầng nó thay đổi để giá đất đã tăng được nhiều lần không? Tất nhiên là nhỏ lẻ không làm được. Mà quý vị sẽ giống như người bị động. Bị động có nghĩa là cứ há miệng để chờ. Nếu có thằng xung quanh nào nó đến nó làm cho mình cái gì đấy tốt đẹp thì nó giá đất mình mới tăng được nhiều lần, còn nó không có cái gì thay đổi thì mình cũng tăng từ từ thôi, đúng không? Thế nhưng bởi tại sao những ông như Tuyển Tuần Châu này, Flamingo này, là các ông cứ lấy cái đất đồi, đất ruộng, đất rừng cứ 10.000 mét vuông này, các ông về ông trồng cây xanh, trồng hoa lá, ông tổ chức thi hoa hậu, rồi ông làm dùm em lên, tóm lại là cảnh quan đẹp đấy, đúng không? Thế nó hút khách du lịch về, thì từ cái đất rừng ông ấy bán lên thành cái đất biệt thự triệu đô. Ông ăn chênh hàng trăm hàng nghìn lần ấy thì ông mới thành đại gia tỷ phú được chứ. Đúng không? Chứ mình ngồi ôm miếng đất há miệng chờ sung thì làm sao mà giàu bằng nó được. Thế đấy là những cái tư duy mà không phải ai cũng nhìn ra. Có nghĩa là mình phải tranh thủ được tất cả những cái vấn đề đó. Mình nhìn ra được. Mình mới làm được. Thế nếu như ngày xưa ông Vượng mà ông ấy có độ 100 tỷ, ông bán mì tôm chẳng hạn. Từ thời bên Nga mà ông có độ 100 tỷ, ông ra ôm 3 cái nhà, 5 cái nhà ở mặt phố. Bây giờ thì giỏi lắm, có 1.000 tỷ, 2.000 tỷ thôi. Sao không có hàng chục tỷ đô la được?
Mà ông muốn có chục tỷ đô la thì ông phải làm những cái phi vụ mà mang đến chuyện là siêu ngạch, lợi nhuận siêu ngạch. Lợi nhuận siêu ngạch ở đây là gì? Ông lấy đất vàng, cổ phần hóa nó định giá rẻ, nó không định giá vào trong tài sản của nhà nước, và ông mua lại cái thâu tóm lại cổ phiếu đó, ông ấy xây lên chung cư, ông bán, ông hoàn chỉnh lệch giá. Chứ còn nếu ông ra ngoài xã hội, ông đi mua miếng đất, ông xây chung cư thì ông không lãi như thế đâu. Ví dụ ông mua miếng đất là 200 triệu mét vuông, nhưng mà ông ấy lấy thâu tóm qua con đường cổ phiếu ấy, thì chỉ có 2 triệu thôi. Thì ông ấy ăn ra cái phần chênh lệch đấy, nó gọi là đút túi được cái tài sản xã hội chủ nghĩa. Trong cái quá trình mà nó chuyển đổi từ nhà nước sang tư nhân thì nó rất nhiều doanh nghiệp của nhà nước là được thừa hưởng đất vàng, đất bạc, rồi những cái kho báu như hải cảng, mỏ miếc. Những người nào mà nhìn ra được thì đều có cơ hội. Còn mình không nhìn được là mình cứ đi đường thẳng, nghĩa là mình phải mua 200 triệu một mét vuông đất, xong mình xây lên cái tòa chung cư thì lãi mình chỉ bằng cái tăm thôi. Nhưng nó đi đường tắt thì nó lại mua được 1-2 triệu, thậm chí có mấy trăm nghìn mét thôi. Như tôi mua Ligozi 14 là tính ra, tôi tính ra tôi mua có 10.000 đồng mét vuông đất. Đất trung tâm thành phố ấy. Nói quý vị không tin đâu. Thế nên tôi tăng 100 lần rồi, tôi chưa thấy thỏa mãn. Tức là cả công ty tôi 3 khu đô thị nha, mà lúc thấp nhất thị trường định giá có 15 tỷ thôi. Mà 3 khu nhỏ nhỏ nó cũng phải 50 ha. Đấy. Thế thì đấy là những cái lúc mà tài sản nó rẻ mạt, là người nào mà nhìn ra được. Chứ không phải là không nhìn ra được thì ông sẽ đi bảo theo này bằng chứng khoán là sợ lắm, kiểu gì nhảy lầu. Thế nhưng người ta hiểu được thì người ta lại không sợ nữa. Lúc bấy giờ là phải tất tay tất chân. Đấy. Đi hiểu rồi thì sợ gì, bây giờ ông mua giá như thế thì ông còn sợ nữa, thì ông còn làm ăn cái trò gì cho đời nữa. Đúng không? Thế thì đây là nhiều người là ra trận thì chưa đánh nó sợ. Thì chặt hết cơ hội của mình đi. Chặn hết tầm nhìn của mình đi. Vừa bảo theo ông Bảy đã thấy về là vỡ đã cản rồi. Thế tự khắc là cơ hội tự nhiên đã khép lại. Bởi vì kiến thức của mình nó chỉ đến thế thôi. Không rộng được ra thì nhìn làm sao thấy cái gì nữa. Cho nên là cái người giàu không bao giờ là cái người sợ hãi. Chỉ là cái người mà biết cân đối thôi. Kể cả như tôi đầu tư, tôi xác định cùng lắm nhá. Có ngày xưa tôi rủ ông bạn tôi bán 2 cái nhà. Ông bạn tôi là trước khi gặp tôi là thua. Bán 2 cái nhà về chứng khoán và vợ con là muốn đuổi ông ra đê. Tức là nói đến chứng khoán là vợ, anh không được chơi, anh đánh bạc cái này, anh giết vợ con. Rồi bố mẹ thì nói thế nọ kia. Thế là đi với tôi toàn đi trốn. Hai thằng đi cà phê toàn đi trốn. Thế mà tôi lại xui dại, ông ấy vào lại chứng khoán năm 2011 thì đến lúc mà vào phát lại lỗ luôn 20%. Bởi vì là lúc bây giờ thị trường nó rơi thảm quả. Thế thì ngày nào ông gọi điện cho tôi, ông bảo, ông Tuấn ơi, liệu có chết không? Liệu có sập không? Đã, yên tâm lên giá này, một là anh em mình xanh cỏ, hai anh em mình đỏ ngực. Đấy. Thế là ngày nào tôi nói đùa, tôi vẫn hay nói chuyện trong room, tôi bảo là ngày nào phải tiếp cho ông một ít thuốc kích thích để ông ấy tồn tại đã. Đấy. Thế bây giờ thì ông ấy đặt một câu, ông bảo tôi ước gì bây giờ vài năm nữa kinh tế nó phục hồi tôi kiếm được 10 tỷ. Mình thì bảo với tôi chỉ mong có 4-5 tỷ tôi mừng lắm này, bởi vì là như thế nó ao ước rồi, lúc bây giờ nó nghèo mà. Thế thì bây giờ thì ông ấy có một ngày có khi cổ phiếu ông giảm cũng đến 10 tỷ. Đấy. Thế nó như thế mà tăng có khi 10 tỷ. Thế bởi vì cái sai tiền nó to lên rồi, cái trước đây tiền vốn nó có hơn tỷ, bây giờ nó lên cả 100 rồi thì cái biến độ dao động trong một ngày nó to. Thế thì đấy là đi thì toàn đi trốn. Mà bảo là bán nhà, có cái nhà văn quán bây giờ bán được là khoảng 12 tỷ. Thì bảo bán vợ ông cho bán. Vợ bắt là phải sang tên đổi chủ. Vợ ôm. Vợ bảo là anh quánh chứng khoán kiểu này, nếu mà thua lần nữa vợ con em là không, mẹ con em không có nhà ở thì cứ phải sang tên cho em cho chắc. Điểm chỉ đàng hoàng. Đấy, thì ông bạn ông bảo tôi phải đi điểm chỉ đàng hoàng. Không thiếu cái gì cả, cho nó cầm. Đến mức độ như thế cơ mà. Nếu như mà con người ta mà không đủ cái bản lĩnh, không đủ cái niềm tin cũng như không đủ cái tầm nhìn thì quý vị không thể vượt qua được những cái khúc cua đấy đâu. Nó gọi là khúc cua tử thần này. Có nghĩa là
1001 các cái yếu tố người ta cản bạn lại. Nhưng mà trong khi đó bạn lại phải là cái người xông lên, không được phép lùi lúc đấy nữa. Bởi vì lùi lúc đấy là có nghĩa là cơ hội, tất cả cơ hội là khép lại hết hoàn toàn. Mãi mãi nghèo. Đấy là như... Thế thì bây giờ học được càng nhiều, con người ta càng giỏi, người ta càng tự tin. Còn người ta càng không giỏi, người ta càng sợ hãi. Mà càng sợ hãi, càng mất tiền. Đấy. Chứ cứ bảo thằng này nó liều lắm, chứng khoán nó cũng oánh, bất động sản nó cũng oánh, cái gì cũng oánh. Nhưng mà thằng đấy có khi nó lại giàu. Còn cái thằng mà chả dám oánh cái gì, yên tâm nghèo vĩnh viễn. Không bao giờ ngóc cổ lên đâu. Nghèo bền vững luôn. Đấy. Nhưng tôi được cái là tôi liều, bởi vì từ ngày xưa là tôi hay nói đùa với học trò là 72 bộ môn cờ bạc, cái gì tôi cũng chơi cất. Ngày xưa ở trường Đại Bách Khoa, người ta gọi tôi là giáo sư tiến sĩ chủ nhiệm bộ môn đánh chắn trường Đại Bách Khoa nữa. Đấy. Còn đá gà cờ bạc cái gì khét lẹt luôn ấy, tên tuổi khét lẹt luôn. Tất cả các bộ môn cờ bạc là gì chơi tất. Thậm chí bắn súng hai tay nhá, bắn trúng lắm. Bắn không có đối thủ luôn. Đấy. Thế là, nhưng mà thế nó có cái một cái sự tôi luyện, cái bản lĩnh. Chứ không có cái gì là phi không có tác dụng cả. Cái gì nó có hữu ích cả. Nó luyện cái bản lĩnh của mình. Những lúc cần cân não là nhất là cụ lại ra đê. Cụ ra đê mấy lần rồi cụ không sợ nữa à? Đúng không? Quen rồi. Đấy. Còn ví dụ như quý vị bây giờ cứ sợ mất tiền xong là suốt đời lụn bại là cụ là không dám làm, không dám nghĩ gì cả. Thế thôi. Thì khác nhau đẳng cấp chỗ đấy. Cho nên học trò tôi cũng dạy là cách ngã để mà đứng dậy được. Phải đủ võ công để ngã. Nếu có ngã còn đứng dậy chứ. Chứ mà ngã xong rồi là gục luôn thì là... ba đời vẫn nghèo thì là kiểu đấy là hỏng rồi. Nhiều người bị như thế chứ. Bởi vì cái khi mà ông làm lại là ông bị rào cản. Người này gàn người kia nói ra nói vào là ông cuối cùng chấp nhận là thôi tôi đi làm bảo vệ lương tháng 5-7 củ cho nó chắc. Thế là cuối cùng là suốt đời ông thế, đến đời con ông vẫn nghèo tiếp. Đời cháu ông vẫn nghèo tiếp. Nó như thế. Còn nếu mà người ta đủ đẳng cấp thì người ta xác định là thôi tiền hôm nay của mất thay người, ta lại có trình độ, ta lại gỡ lại sao? Thua trận này ta bày trận khác. Cơ hội không thiếu. Cơ hội luôn lặp đi lặp lại, không bao giờ hết cơ hội rồi. Xã hội cứ có thằng nào nó kiếm được tiền, giàu lên là mình đều có cơ hội. Mình cứ hiểu nó là mình có cơ hội. Đấy. Nhưng không phải là hôm nay được cơ hội này lỡ rồi. Nhiều người người ta bảo, ước gì tôi gặp ông Bảy cách đây đã 7-8 năm thì tôi giàu lắm rồi. Thế ngày mai lại có ông lại bảo thế. Mấy năm sau, một đống người bảo thế. Tức là nó anh em nó truyền miệng, nó bảo câu này là câu mà có thể là kinh điển trong cả thập kỷ. Tức là ông nào cũng bảo cứ phải gặp ông này sớm thì mới giàu. Nhưng mà đến lúc gặp ông nói có tin đấy đâu. Đấy. Đó là như thế. Là câu nói của thập kỷ là ước gì em được gặp anh Bảy sớm. Ôi tôi cái tin nhắn đấy tôi phải nhiều trong Zalo, Facebook của tôi có mà ngập. Đấy. Nhưng mà gặp anh nói đếch đi. Đấy. Cứ thích cái thời gian quay lại đấy. Nhưng mà phía trước vấn đề ta là bàn là tương lai phía trước. Đấy. Phía trước nó là cái gì? Và kiếm tiền như thế nào? Đấy. Thế thì đấy là những khái niệm về cổ phiếu. Và để quý vị hiểu rằng là cổ phiếu và bất động sản hay bất kể cái đầu tư gì, tài sản nào, cái tính an toàn đều không có gì là an toàn. Và đều có rủi ro, có lợi nhuận. Nhưng vấn đề là người giỏi phải biết quản trị nó. Quản trị được rủi ro. Đấy. Đặt mình vào thế. Nếu đánh trận này, tổn hao bao nhiêu binh mã. Nếu giành được thành trì, thì vinh quang cỡ nào. Và cảm thấy là nếu mà đánh trận này, binh mã chỉ có thể tổn hao 20%. Mà có thể giành được cả Giang Sơn, Giã Đắc. Thì dùng tất cả gọi là các loại máy bay tàu chiến coi như là huy động hết. Oanh mới trận. Đúng không? Chứ không phải sợ. Bây giờ có những lúc giá trị nó rẻ đến như cho như rau ra rồi mà còn vẫn còn sợ thì còn đánh cái gì nữa. Đấy. Nên là mình cân đối được thì mình không bao giờ sợ cả. Mình có tầm nhìn mình không bao giờ sợ cả. Ví dụ như câu chuyện bây giờ đất mình biết nó đang bơm tiền mà phải bơm vài năm nữa thì có thể là hôm nay cái cổ phiếu mình ôm nó lại giảm tí. Thay vì mình chạy thì mình biết rằng là nó còn bơm, yên tâm cổ phiếu mình kiểu gì phải lên thì là mình lại ôm tiếp.
Thế cái thằng có tầm nhìn thì mới ăn được giày như thế. Còn quý vị không tầm nhìn thì chạy rồi. Chạy là có khi thua thật. Xong nếu nó tăng không dám mua lại đâu. Thế xong nó tăng mãi mãi. Chịu không nổi nữa lại vào đúng đỉnh. Thế thì cái câu chuyện là ngày xưa đi buôn đất thế. Ở khu nhà tôi là cái đất dịch vụ La Khê bây giờ nó có 300 triệu mét thôi. Có, một lô. Thì là cứ mua dưới viết tay này. Thế đến lúc mà các bố mua oánh vòng một, mua thăm dò một lô. Đến lúc nó lên đến 5 tỷ, 4 tỷ rưỡi, đỉnh cao của bong bóng rồi. Thì các bố vay ngân hàng mua thêm 5 lô. Gọi là full margin. Full đòn bẩy, oánh tất tay. Tất tay trong cái là ta ra đê. Đấy, là câu chuyện như thế. Nên là thường thường là cái đầu tư là nhiều người bị cảm xúc. Khi nó tăng nhiều quá, kìm hãm cũng nổi. Nhưng cái lúc nó giảm thì lại sợ quá, cũng chạy là văng dép. Đấy, thế thì nếu như mình mà có lý trí, mình hiểu biết được thì mình sẽ tránh được cái tình trạng đó. Nhưng mà nói thế tôi cũng run lắm đây nha anh Tuần, đệ tử tôi xuống xin tôi oxy liên tục. Xin tiếp oxy. Chứ không có nhiều lúc là mà cũng cân não lắm. Bởi vì bây giờ rõ ràng một cái cổ phiếu một công ty tốt, nhưng ngày mai nó có một thằng cổ đông rửa hơi, nó dỗi, nó bán nhiều. Thế là sập. Sập là coi lăn quay ra sàn, một tuần sau đã mất 40-50%. Thằng nào chả khiếp. Thế đến cái lúc mà nó hết cái cơn đấy thì nó lại hồi. Thế nhưng mà ông nào mà không nhìn ra thì là sợ quá là chạy là bán luôn đáy. Bán luôn xong rồi đến lúc nó quay lại nó tăng cho vài lần nữa, điên luôn. Mới gọi là tàu hỏa nhà ma. Không đỡ thể đỡ nữa. Nhiều trường hợp như thế lắm. Đấy. Cho nên là cái này là tôi cứ nói đùa ở trong room là lúc nào mà cổ phiếu của tôi tăng thì anh Bảy lại đẹp dài lắm. Đấy, mà lúc nào cổ phiếu của tôi giảm thì anh Bảy lại là dưới lọ thế kia. Nhiều người nó bị cái cảm xúc như vậy, người ta không tránh được. Và cái, trong cái quyết định của cái cuộc đời mình ấy là không để cái cảm xúc nó xen vào bất kể một cái gì cả. Tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, anh em, thậm chí bố con, anh em ruột, không để cảm xúc đấy xen vào trong cái quyết định đầu tư mình. Quý ai quý, tin ai tin, nhưng vẫn phải suy nghĩ bằng cái đầu của mình, tự mình quyết được số phận vận mệnh mình thôi. Giàu có chỉ có mình quyết định được. Đấy, không có ai quyết định được thay rồi. Nếu có người quyết định thay thì xã hội giàu hết rồi. Ông Bảy chỉ dạy cho nền tảng cơ bản, những lý thuyết căn bản, cách vận hành của đồng tiền, cách nhìn ra các cơ hội. Chứ ông Bảy không thể gọi là cứ làm giàu hộ được. Đúng không? Dạy cho cái tư duy thôi. Còn cuối cùng vẫn phải là bản thân mình. Mình không làm được thì là phải chấp nhận thôi. Thế thì nhiều anh em ấy là khi mà đầu tư lúc vào thì rất là hào hứng. Nhưng mà thua một trận một cái là coi như tất cả cái nhuệ khí, cái tinh thần là coi như mất hết. Mất hết là cuối cùng là từ bỏ cuộc. Từ bỏ cuộc bởi vì đấy là cái kiến thức anh chưa đủ. Anh chưa đủ. Chứ nếu đệ tử của tôi bây giờ như anh Thuần, anh Thiếc, bây giờ anh có thua một tí với các anh đốt đi lốc. Thua phát, nó gợi lại này. Thua người ta không sợ. Thua mà biết mình sao mình thua. Ngu biết mình ngu chỗ nào. Thì người ta không sợ nữa. Nó không bị chột. Còn thường thường là 90% chột. Bây giờ bảo ông tay trắng phát rồi là ông chột hết. Ông không còn đủ cái tinh thần để mà đánh nhau. Và đi vay mượn tiền là thấy sợ rồi, khiếp. Thường đầu hàng số phận. Đấy. Còn nếu mà bây giờ quý vị nhìn thấy một muôn vàn cơ hội, hôm nay ngã ta lại đứng dậy. Và đấy là cái đẳng cấp. Đẳng cấp quan trọng hơn tiền nhiều. Tôi có thể không cho được nhiều anh em tiền, học trò tôi tiền. Nhưng cứ nó có đẳng cấp thì nay nó vồ cái, mai nó vồ cái, mấy năm sau nó quay lại, nó bảo em lại kiếm được đống tiền. Đấy, thế thôi. Thế thì bây giờ quý vị bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán nhé. Chứng khoán là nó như này này. Một cái công ty khi mà nó đưa lên sàn niêm yết, tức là nó sẽ chia ra nhiều phần nhỏ. Có nghĩa là ví dụ một công ty Ligozi 14 của tôi chẳng hạn thì là nó có 240 triệu cổ phiếu. 240 triệu cổ phiếu thì nó chia cả công ty ra thế thì có nghĩa ông có 10 triệu ông đánh được, ông có 5 triệu ông đánh được, ông có 100 triệu ông đánh được, ông có 10 tỷ ông đánh được. Và cái hay của tài chính là như vậy. Nếu như mà ông mà đi ôm lô đất 10 tỷ mà nếu cần trả banh 200 triệu ông có cưa được 2 mét ra ông bán đâu. Thậm chí ông ngồi ông treo cổ luôn ấy.
ngân hàng tịch thu luôn vì ông chưa bán được đất. Ông thì không thể cắt nhỏ được. Những cổ phiếu thì ông ôm 10 tỷ thì nó tương đương ví dụ như 10 triệu cổ phiếu chẳng hạn, thì cần 200 triệu bán 5 phút có tiền luôn. Đấy là tính ưu việt. Cho nên về lâu dài, đỉnh cao người ta vẫn thích cái thằng chứng khoán hơn là cái thằng đất. Cái thằng đất mỗi lần mà nó xuống nó nằm đắp chiếu thì úi dồi ôi, năm chả bán được. Bán thì lỗ. Cần tiền giả banh không có, tiền tiêu không. Thế thì cái cổ phiếu khi người ta chia ra như thế thì để cho nhiều người có thể tham gia được và có thể mua bán được và tạo thanh khoản. Và thị trường vốn là gì? Thị trường vốn là nơi để mà huy động vốn cho doanh nghiệp, cũng như là những cái người mà không có điều kiện kinh doanh vẫn có thể tham gia được làm kinh doanh. Có nghĩa ông mua một cổ phiếu thôi, ông cũng là người chủ của doanh nghiệp rồi. Và đi họp là công ty phải mở. Đấy. Người sở hữu cổ phiếu chính là người chủ doanh nghiệp. Và anh sở hữu nhiều thì anh làm chủ to, còn nếu anh sở hữu ít thì anh làm chủ nhỏ. Chứ nó cũng không phải là cổ phiếu là giấy lộn hay là cờ bạc cái gì cả. Còn khái niệm cờ bạc có, bất động sản có, chứng khoán có. Cái đấy tôi sẽ nói sau. Tại sao nó là cờ bạc và tại sao nó là không cờ bạc. Đấy. Thế thì cái cổ phiếu khi người ta chia ra như thế thì nó có những công ty mà bạn đầu tư vào mà nó phất thì tất nhiên là bạn giàu. Mà nếu như mà nó lụn bại thì tất nhiên là bạn nghèo. Nó cũng giống như bạn mở công ty riêng thôi. Nhưng nó lại có một cái hay hơn là tính cơ động. Có nghĩa là nếu bạn cảm thấy nó sắp nghèo, bạn chạy được. Chứ cái công ty riêng nhà bạn mà kể cả bạn có biết nó sắp nghèo thì bạn cũng chỉ úp mặt vào tường thôi. Thế gọi là đấy là oánh cảm tử quân. Bởi vì bạn không thể cân máy móc sắt vụn được, dễ dàng được. Bạn không thể trả đuổi nhân viên đi hết được. Bạn không thể coi như là dẹp tiệm ngay được, bởi vì thằng này nợ, thằng kia nợ. Bây giờ bạn dẹp tiệm cái là tất cả thằng nó nợ bạn là nó bùng hết. Đúng không? Thế thì thường thường cái chết của sản xuất trực tiếp rất là đau đớn. Đau đớn ở chỗ này này. Khi người ta bị lỗ rồi, người ta cứ bảo là tôi nuôi thêm mấy năm nữa, hy vọng nó lại. Thế năm nay ông lỗ đồng, trong năm lỗ thêm 2 đồng, trong năm lỗ thêm 3 đồng, thì cuối cùng là tung tay trắng. Cân đồng nát tay trắng. Cho nên nó mới sản sinh như ông Huyên mà làm ô tô, ông Huyên già Viasuki, hay là những cái ông như Cà Phê Thái Hòa, rồi rất nhiều doanh nghiệp, rồi như là hải cảng, rồi tàu bè đấy. Tức là khi mà cân đồng nát, hay là mấy bây giờ vừa rồi mấy hãng taxi, tức là khi cân đồng nát là không có gì cả. Tất cả tài sản 20 năm cày cuốc là tay trắng hết. Bởi vì tài sản thật ông không có, ông chỉ có toàn thằng này nợ và ông nợ thằng khác, chứ ông cũng không có tiền mặt thật. Mà mấy cái tài sản hiện hữu của công ty ông thì toàn bàn ghế, máy móc, rồi ba lăng nhăng, taxi, những cái thứ mà ông mua rất nhiều tiền, nhưng mà lúc ông bán không bán được bao tiền. Đấy. Thế thì cái sự chết của một cái doanh nghiệp mình tự làm sản xuất này, đôi khi cái chết nó đau đớn gấp 1000 lần chứng khoán. Tôi đã từng chết rồi đấy. Cho nên tôi mới chọn con đường chứng khoán. Cái lúc mình chết nó nhú mặt vào tường, nó muốn chạy không chạy được cơ. Cho nên chứng khoán này cụ chỉ thấy là giá dầu giảm gì à? Cảm thấy cái chen dầu giảm thôi, sút, ủ thế chuột. Có khi vẫn thu hồi được 95% binh mã. Còn cái thằng kia chết à, chả thu được thằng nào. Có nghĩa xóa sổ ảnh văn mới đấy. Thế cho nên là đừng nghĩ chứng khoán là cờ bạc. Chứng khoán nếu mà đỉnh cao của nó là tư duy, nó có thể giúp mình tiến binh và lùi binh rất là nhịp nhàng đấy, phát huy được rất nhiều sở trường sở đoản. Bây giờ chứng khoán kể cả giảm giá, ông lỗ 30%, 50% ít ra ông vẫn còn được nửa. Nhưng nếu ông tự ông sản xuất, có khi ông mất trắng luôn, không còn số nào luôn. Mất còn âm cả xuống vốn, còn nợ nần thêm. Chứ đừng có nghĩ là thằng nào an toàn hơn thằng nào. Nếu mình hiểu ý như thế thì mình không sợ gì cả. Đó. Phải học đầu tư mới biết được. Nhưng nếu không học đầu tư, không biết, cứ bảo tôi làm của tôi, nó chắc không có đâu. Bởi vì anh đã phải là giỏi nhất xã hội chưa? Nhưng trên thị trường tài chính toàn những bọn tinh hoa nhất xã hội. Như anh Vượng chẳng hạn. Ông ấy làm chủ tịch được, như ông mà vào chủ tịch cổ phiếu sập luôn. Đúng không? Thế thì mình cứ vào mình bảo mình làm cho mình thì chắc. Những cái thằng mà kiếm tiền giỏi nhất xã hội nó làm chắc hơn nhiều. Chứ mình là cái thằng nhỏ lẻ lơ chơ vơ vào cạnh tranh đâu. Đúng không?
Cho nên là cứ nghĩ rằng là như thế, nhưng mà thực tế lại không phải như thế. Ông nào cũng bảo tôi cứ phải của tôi, tôi ngồi tiền tôi làm được đút túi tôi chắc hơn ông gạch, đúng không? Thế nhưng mà vẫn ra đê bình thường. Đó. Còn cái thằng kia nó tưởng không chắc nhưng có khi lại vẫn giàu bình thường. Và chắc hay không chắc đó là khái niệm mà phải hiểu biết ta mới dịch được. Thế thì mình nói là bây giờ bản thân bạn muốn làm kinh doanh, bạn muốn làm mặt công nghệ, mà bây giờ công nghệ là cao siêu quá. Như công Tesla chẳng hạn, ông ấy làm cả xe điện rồi ông còn lên cả mặt trăng mặt trời, thì ông có làm được đâu, ai làm được theo ông ấy? Thế người ta mới đánh đu theo ông ấy. Đu mà một thập kỷ qua nó tăng hơn 1.000 lần đấy. Đấy, cả đất nước Mỹ rồi thế giới lại đánh đu, tức là đánh đu theo vĩ nhân. Có phải là bây giờ ông đòi làm như người ta, ông làm vào mắt, đúng không? Ông ăn chả xong ông đòi ông làm như người ta, đúng không? Thế thì rõ ràng đây là cái đầu tư, nó là tận dụng những thằng khác và đánh đu theo những thằng khác. Nó giỏi hơn mình thì mình đu theo nó, chứ không phải là cứ sợ nó lúc nào trong đầu chỉ sợ nó ăn cắp tiền của mình thôi là không đúng. Đấy. Nước Mỹ là dân số hầu hết người ta đầu tư chứng khoán. Việt Nam cái tỷ lệ thấp lắm, cho nên là cái dư địa để phát triển của thị trường là rất lớn. Càng ngày thị trường nó càng hoàn thiện. Các ông cứ bảo là thị trường mình thì toàn lừa đảo, rồi thông tin thì thiếu minh bạch. Nhưng mà thực ra nó phản ánh nhất vào giá. Khi mà càng minh bạch bao nhiêu và số lượng đông người ta càng tham gia nhiều thì giá tài sản nó càng cao. Thế nên mình tham gia từ lúc ít thì nó còn mơ mơ hồ, nước đục thì lại có cơ hội lớn. Nước trong thì không có cá, mà có cá chả đến được bạn. Cái gì rõ ràng quá thì cơ hội khép lại. Thế tại sao thị trường chứng khoán Việt Nam có những cơ hội nhân hàng trăm lần tài khoản, như hàng nghìn lần tài khoản? Ví dụ như là trước đây là các công ty nhà nước là người ta cổ phần nó không minh bạch. Người ta cổ phần thì định giá các cái tài sản đất đai, đất vàng, đất bạc thì là người ta có không cho vào cái giá trị của cổ phần hóa. Ví dụ như Diệt Lan Mùa Đông là 2,4 hectare đất của phố Nguyễn Tuân, 47 Nguyễn Tuân là định giá có 12 tỷ. Và cao su sao vàng là 6,5 hectare đất mặt đường Nguyễn Trãi định giá là khoảng hơn 20 tỷ. Thế kem Tràng Tiền định giá đâu 2 tỷ, 1.000 mét vuông phố cổ ở phố Hoàn Kiếm. Thế rồi bánh tôm Hồ Tây đâu khoảng 600 triệu. Thế thì tất cả những cái khách sạn sông Nhuệ Hà Đông đâu chục tỷ. Thế thì đấy là những cái kho tiền quốc gia nó bị tuồn ra ngoài. Thế thì những cái người mà tinh anh thì họ đã cờ vồ xong rồi. Đấy. Thế thì cơ hội nó vẫn còn, nhưng mà nó lại ở chỗ khác. Đấy, thì những cái đấy là cái mà nhiều người, hay là ở đây ở cái đất Việt Trì nhà tôi có một ông gọi là ông Bút Nước. Tổng thống Bút giàu lắm. Một năm bây giờ ông kiếm nó khoảng 80 tỷ. Lúc bây giờ nó cổ phần hóa cái nhà máy nước của Việt Trì thì là vốn nó xây của Đức, vay đâu hơn 1.000 tỷ. Thì nó khấu hao rồi các thứ, rồi nó định giá lúc vừa sau này là còn có khoảng 25 tỷ thôi. Thì ông này ông ấy mua được. Ông làm chủ tịch. Thế thì bây giờ là cứ mỗi một năm là ông ấy bán nước ông thu độ 80 tỷ chia nhau. Giờ giàu lắm, ông thịt thổ, thịt trâu thì ông ấy linh đình lắm. Cái gì của ngon vật lạ là ở Việt Trì là phải để ông Bút Nước chứ. Đấy, thế thì tôi có thằng cháu thì nó chơi thân với con ông ấy, có đợt ông ấy hâm hâm lên ngon, ông tặng mỗi thằng con Prado 2.7 tỷ. Nhà anh thừa tiền. Các chú thích chơi kiểu nào anh chơi kiểu đấy. Thế thì người ta mua được cái định giá rẻ như thế. Chứ nếu bây giờ ông bỏ 1.000 tỷ ra, ông xây, có khi ông trả lại ngân hàng vỡ mộng. Nhưng người ta lại đi đường tắt, người ta lại mua cái tài sản bán của nhà nước giá rẻ, thanh lý, thì người ta lại giàu lên. Cho nên cái người mà đầu tư khôn ngoan là kẻ sử dụng vốn giỏi nhất. Kẻ sử dụng vốn giỏi nhất là ông cũng đầu tư nhà máy nước khi ông lỗ, tôi cũng đầu tư nhà máy nước, tôi lại siêu lợi nhuận bởi vì tôi có cái giá vốn rẻ 1/30 của ông. Tôi bỏ có đồng tôi ăn được 10 đồng, mà ông bỏ 100 đồng ông vẫn ăn có 10 đồng. Thì rõ ràng ông không giỏi bằng tôi. Đất cũng thế, quý vị bỏ vốn ra to, tôi bỏ vốn ra thấp. Tôi bỏ ra 5 triệu, tôi bán được 40 triệu. Quý vị bỏ 39 triệu, cũng chỉ bán được 40 triệu. Thua tôi là cái chắc.
đúng không? Thế thì vấn đề ở đây là những cái đấy không phải ai cũng chỉ được cho bạn, và không phải ai cũng nhìn ra, mà phải biết quan sát mới nhìn ra được. Thế thì quan sát được một cơ hội như thế trong đời có thể là chộp cái là thay đổi hết cả cuộc đời rồi. Đấy. Chứ không biết thì không bao giờ chộp được cả. Ngày xưa cái thằng như thằng cao su ra vàng bây giờ lúc cổ phần hóa mà định giá có hơn chục tỷ thôi. Kinh khủng. Tức là cái kho báu tài sản đó kinh khủng. Mà nếu người bình thường là không nhìn thấy được, cuối cùng là người ta móc nối, người ta canh từ cái lúc nó chuẩn bị cổ phần hóa, người ta đớp hết rồi. Thì đâu nó biết thì chỉ đánh đu được tí thôi. Trong xã hội thì tất cả những cái giai cấp mà tinh anh đấy là nó luôn luôn đi trước. Và mình không hiểu thì thường mình sẽ chả hiểu được nó giàu thế nào, tại sao nó giàu. Mình chỉ biết mình làm mãi chả thấy tiền đâu mà chúng nó điên cướp, ăn cướp giật gì nào giàu nhanh thế, đúng không? Thế mình không giải mã được. Nhưng mà học trò tôi là tôi đều giải mã hết. Thằng nào giàu kiểu gì, cướp giật kiểu gì là tôi phải giải mã cho nó hiểu. Thì sau này nó có cơ hội nó phải cướp lại được thế, đúng không? Nhiều ông ấy ra bảo chứ xã hội này toàn tham ô tham nhũng, mình cứ đi bất mãn xã hội. Nhưng tham ô tham nhũng thì ông vẫn có cách ông cướp lại của nó đây. Sao ông cướp? Ví dụ bây giờ cả thành phố Việt Trì nhà tôi nào là mỏ cát, mỏ đá, mỏ sỏi, công an bảo kê đánh bạc, rồi coi như là đây bắt tướng công an đánh bạc cả mấy chục nghìn tỷ đây. Thì cuối cùng kiếm tiền nhiều vào thì ra khu Minh Phương nhà tôi mua đất của tôi lại ngồi tôi luộc lại kiến ăn cá lại ăn kiến, đúng không? Chứ có sao phải sợ. Bây giờ các ông tranh nhau ông đi mua đất thì ông lại làm giàu với thằng ông cổ phiếu đất chứ làm gì? Tức là chạy vòng quanh như thế. Không phải là lúc nào ông cũng phải là ông cứ phải đi mua đất. Đất của ông hôm nay 40 triệu, ông thấy cao rồi mà cổ phiếu định giá tương đương có 1 triệu, ông lại phải sang cái thằng cổ phiếu. Ông đón lõng phục cái đấy. Tính cơ động là như thế. Chứ không phải thấy nó lên 40 triệu rồi, ôi sốt ruột quá, mình đi mình mua 40 triệu. Trong khi cái cơ hội cái thằng ôm đất đấy đang định giá rẻ 10 lần. Ta phải điều binh mã ngay sang cái bên thằng ôm đất. Đấy vừa rồi tôi mới dạy đội anh Quốc, anh Dương là đi. Mấy anh Nam nhất là đi mấy cái khu đô thị để khảo sát xong về mua cổ phiếu đất là như thế đấy. Đất nó đang định giá 10 mà bây giờ cái giá cổ phiếu đang định giá 1. Tôi có sự vênh nhau thì nó tạo ra một cái vùng trũng. Cái vùng trũng thì nó dễ bành. Đấy. Ông ngồi ở cái vùng mà định giá rẻ nhất xã hội thì cái luồng tiền xã hội nó sẽ luôn luôn hướng về phía ông, nó đẩy ông lên. Còn khi ông ngồi ở trên vùng cao ấy, thì cái xu thế dòng tiền xã hội nó sẽ rút đi, thậm chí nó chỉ duy trì được đi ngang thôi, thì ông sẽ là gọi là dễ bị là nghèo đi. Thế thì vấn đề ở đây là tìm được những cái vùng trũng, những cái khái niệm đấy trong đầu tư là nó phải có đội của nhóm đi soi, đi khai quật, đi tìm hiểu và phải hiểu đất đai của nhiều vùng. Ví dụ ông chỉ biết Phú Quốc thôi, ông có loanh quanh Phú Quốc, ông cũng có biết Quảng Ninh là gì đâu, ông biết Việt Trì là gì đâu, ông biết chỗ khác là gì đâu, thì bản thân là cái khả năng của ông đã bị giới hạn rồi. Đấy. Nhưng mà học trò tôi là nay nó đi Phú Quốc, mai nó đi Vân Đồn, ngày kia nó đi Cát Bà, ngày kia nó lại đi Hòa Lạc, rồi nó cứ chạy vòng quanh, gì chỗ nào thấy cái đệ nhà ông Bảy đi đào mìn, đấy, thế là nó đi nó khai quật. Thế thì nó mới ra được vấn đề. Đầu tư là một công việc rất nghiêm túc, chứ không phải là ngồi nhìn. Ngồi nhìn nó không ra gì đâu. Vì có những cái kho tài sản chìm trong xã hội nó rất lớn, mà nó chỉ đào trúng phát là lên kinh khủng, nó như diều gặp gió. Định giá như cho như xin. Chỉ cần liều mạng một tí và có tầm nhìn một tí là không có thể thay đổi được. Thế thì cái cổ phiếu nó hay như thế đấy. Tức là khi anh chia ra nhiều tài sản thì ông có 10 triệu, ông mua mấy cổ phiếu, ông làm ông chủ. Ông vào đi họp, mẹ ngồi quát nạt lãnh đạo như đúng rồi. Yeah. Ông có 10 triệu thì nhưng vào ông họp, ông ngồi ông chém gió như thánh như thần. Ông được làm ông chủ mà. Đấy, nên là cái dân chủ và cái hay của cổ phiếu thế. Mình không thể bỏ qua nó được đâu. Vì bỏ qua nó là bỏ phí mất 70% cơ hội trong cuộc đời đấy. Bất động sản chỉ chiếm độ 30% cơ hội trong cuộc đời thôi.
còn cổ phiếu chiếm 7% trong một đời. Bởi vì tại sao? Cổ phiếu nó có cổ phiếu bất động sản là tinh hoa của bất động sản, nhưng nó lại còn hàng nghìn ngành nghề khác, nó rộng ra như thế. Và thằng bất động sản và thằng cổ phiếu là bình thông nhau. Khi mà cái giá đất mà tăng 2 lần nha, cổ phiếu có thằng nó tăng 20 lần, 50 lần đấy nha. Vì nó có tính đòn bẩy kinh lắm. Tức là ông đầu tư 10 tỷ và một lô đất ông lãi được gấp đôi là 20 tỷ. Thì cái thằng cổ phiếu đất nó lại ôm 100 hectare đất chỗ đấy cơ. 100 hectare đất mà giá nó được khoảng 10.000 tỷ, bây giờ nó nhân gấp 2. Úi trời ơi, nó lại ngang với cả đi buôn ma túy lại. Đúng không? Thì cái thằng đấy nó lên siêu đại gia. Đấy. Vấn đề là mình có nhìn được ra hay không? Đấy. Nó có tính đòn bẩy khổng lồ. Cho nên đã từng có thời là cái cổ phiếu bất động sản nó tăng cứ mỗi ngày 5%, nó tăng 1 năm đi. Không biết là bao tiền. Tăng đến phát điên cả xã hội, phát điên như người nó là gọi là thằng nào không tin được mắt mình nữa. Thế mình không biết là phí. Mà rất nhiều ngành nghề nó mới lạ, rất nhiều ngành nghề nó ưu việt, mình không làm được. Mình vào trong đấy mình có thể tranh thủ kiếm được 5-10 lần cái là, mà đời chỉ 2 cái 5-10 lần thôi là ấm lắm đấy. Từ 1 tỷ ta lại lên thành cái thằng gì rồi đấy. Thì nó không phải là đơn giản nữa đâu. Nên là đừng có vội vàng là ngày mai ta phải giàu luôn. Có thể hào ông bảy chỉ một cuộc đời chỉ chụp 1-2 cơ hội lớn. À, lấy lại đến báo cáo đại ca em hoàn thành sứ mạng lịch sử. Đấy. Chứ không cần phải đánh nhiều. Thế cái cổ phiếu. Khi mà nó chia như thế thì người ta phải nhìn ra được cái giá trị vốn hóa. Cái khái niệm vốn hóa có nghĩa là cái khái niệm là cái tổng số cổ phiếu nhân với cái cổ phiếu ấy, nhân với thị giá. Ví dụ chẳng hạn tôi, công ty của tôi là 24 triệu cổ phiếu mà nhân với giá 60 thì nó sẽ ra được khoảng 1.400-1.500 tỷ gì đấy. Có nghĩa là cái giá trị công ty Ligozin 14 đang là 1.400 tỷ. Ví dụ thế. Là anh bỏ tiền ra mua tất cả công ty của tôi. Thế cái lúc thấp nhất của tôi là 15 tỷ. Có nghĩa là bỏ 15 tỷ là có thể mua tất cả công ty của tôi. Đó, thế thì bây giờ mình phải mổ xẻ ra là cái giá trị doanh nghiệp này nó có xứng đáng với cái 1.400 tỷ hay không? Đúng không? Thế thì nếu như anh mổ xẻ được là giá trị nó có thể đến 10.000 tỷ thì anh lại phải nhập tiếp hàng vào. Còn nếu mà giá trị nó chỉ có 100 tỷ mà ông lại mua đến 1.500 thì yên tâm là quả bom khổng lồ ông chuẩn bị nó đưa ông về đồ đá. Nó là như thế. Thế thì vấn đề ở đây là trò chơi đầu tư là trò chơi, nó là kết quả của cuộc chơi hãy định giá đúng. Cuộc chơi tài sản là kết quả của cái cuộc chơi hãy định giá đúng. Ông định giá sai thì ông sẽ chết, và ông định giá đúng là ông sẽ giàu. Đấy. Bây giờ nếu như ông mua một tài sản trị giá 1.000 tỷ, ông mua với giá 100 và ông đợi thị trường định giá lại cho ông 1.000 tỷ thì ông sẽ ăn được 9 lần. Đúng không? Còn ông mua giá 3.000 tỷ, thị trường định giá lại ông thì ông mất cả cơ nghiệp. Thế cho nên người nào định giá giỏi thì người đấy sẽ có cái khả năng thành công. Mà định giá ở đây nó gồm 2 yếu tố. Định giá hiện tại và định giá tương lai. Mà cái định giá tương lai mới khó nha. Chứ định giá hiện tại lại mỗi. Định giá hiện tại anh có thể đong đếm là công ty có bao mét đất, có bao cái nhà, có bao nhiêu đồng tiền gửi ngân hàng. Nhưng mà định giá trong tương lai là cái mà rất ít người làm được. Những ông nào mà định giá được tương lai giỏi thì ông đấy thì đột phá kinh khủng. Đánh thắng như chỗ không người. Bởi vì là người ta phải nhìn được cái tương lai phía trước. Ví dụ như ông Abramovich khi cái thập kỷ 90 ở nước Nga là cái giá dầu nó có 20 đô thôi. Thì ông nhìn được ra là cái tương lai giá dầu nó sẽ cao. Ông mua vào cái cổ phiếu dầu lúc bây giờ nó thua lỗ. Giá rẻ lắm. Thì sau này ông trở thành người giàu nhất nước Nga là nhờ cái giá dầu nó tăng 5-6 lần. Đấy. Thế thì bây giờ ví dụ ở Việt Nam nó vẫn có cơ hội tương tự như vậy. Ví dụ như bây giờ ông soi được thằng nào lắm đất mà tự nhiên đất tăng 5-6 lần rồi mà cổ phiếu nó chưa tăng mấy.
nó định giá đang rất rẻ, thì ông biết là tương lai nó rất sáng lạn, ông soi được là ông giàu. Thế thì cái định giá tương lai là nhiều học trò của tôi giai đoạn một là không làm được vì chưa đủ cái trải nghiệm và chưa đủ cái tầm nhìn. Có người định giá là công ty này chỉ được 100 tỷ thôi, bán béng này, bán xong cái nhân 10 lần, bởi vì cái tương lai nó lại xảy ra diễn biến hoàn toàn khác. Ví dụ mình xác định mình đầu tư doanh nghiệp này mình đầu tư 10 năm mà là mình bảo đất nó có 10 triệu mét vuông thế này ăn thua gì, nhưng khổ lắm 10 năm sau thì giá đất nó lại 100 triệu cơ ạ. Thế nên là cái sai số của ông nó lại rất là lớn. Thế cái đây nó là phải tổng hợp được cái vĩ mô để mình nhìn được cái xu thế của tương lai, xu thế xã hội. Ví dụ ông nhìn cái thằng Hòa Lạc, ông bảo ui giời thì vắng teo vắng tẻo này, gà vịt lợn chạy ấm ấm này, chả thấy ngon thế nào cả. Nhưng ông lại sai ở cái tương lai, là bây giờ khoảng cách nó rất gần, đi có 20 phút người ta nhà nhà sắm ô tô, người ta dí ga cả đến nơi, 5 năm sau ông quay lại nó đông nghịt, giá của nó lên trên trời. Thế thì cái người giàu là người đi tìm tương lai, không đi mua hiện tại. Cái hiện tại càng xấu càng bẩn bao nhiêu mình càng được mua rẻ, mà cái tương lai càng sáng bao nhiêu thì mình càng giàu, vì mình ăn chênh cái đoạn đó mà. Bây giờ ông mua cái ruộng rõ ràng là chả ai dùng được vào việc gì cả, thì giá mua chỉ 300.000 mét vuông thôi. Đến cái lúc mà ông nhìn thấy cả nước nó dùng được việc rồi, cho thuê tắt rồi, có cái siêu thị ngay lù lù bên cạnh, cái đô thị hoành tráng ngay kế bên nữa, rồi lại thấy mấy cái quán cà phê lung linh ra, 100 triệu, 200 triệu một mét, giá nó lại sẽ trả lời đủ rồi. Thế cho nên là cái người mà đi tìm được những cái tương lai trong các ngành nghề, trong bất động sản, nhìn được trước là những người mà sẽ ở top giàu nhất. Còn khi tất cả xã hội nhìn ra rồi, ông cũng nhìn ra, kiếm tiền lẻ thôi, không có tên là giàu. Nếu may mắn mà gọi là nó sốt nóng quá thì ông kiếm được khúc. Nhưng ông vẫn là chỉ người gọi là anh hay gọi là húp tí nước suýt mỡ thừa của cái bữa tiệc đó. Chứ không phải là người được ăn tiệc ăn nguyên cả mâm ấy, thì là phải những thằng đi trước đó. Đi sau thì ông chỉ ăn hôi được tí. Thế thì nhiều người là ăn hôi hay là không ăn hôi thì người ta không khái niệm đấy, người ta không biết được. Nhưng mà mình là có người góc nhiệt độ, người nhà đầu tư, mình phải mổ xẻ được câu chuyện đó. Mình biết lúc nào là mình đang thằng ăn hôi, lúc nào là cụ đang ăn cả mâm, bê cả mâm. Thế thì lúc bây giờ là mình nhìn được ra như thế thì mình sẽ biết mình ở đâu trong cái cuộc chơi đó. Mình sẽ rút hay là tiến, nó hợp lý. Khi mà mình biết rằng mình là chỉ thằng ăn hôi thôi thì mình kiếm một tí thì mình chạy, nó dâu cay. Và khi mình biết mình ăn đang chuẩn bị bốc cả mâm là mình bốc bát họ chơi luôn, bánh to vào, yeah. Đấy. Chứ không phải là nhiều người, người ta cũng đầu tư, người ta cũng được tiền, nhưng ta không biết họ đang làm gì đâu. Đấy. Nếu bản thân mình không hiểu mình thì cũng đừng nói là thắng được người khác. Đấy. Có nghĩa là hôm nay may mắn thì ông đớp được miếng, ngày mai nó không may thì ông lại sảy ra 2 miếng. Thế loanh quanh là ông vẫn thế thôi. Tiền trong xã hội sẽ luôn được phân chia lại về hướng này hoặc hướng khác. Nó tùy theo vĩ mô trong một cái chu kỳ kinh tế. Cái chu kỳ nửa cuối này là thuận cho bất động sản, bởi vì nó là chu kỳ bơm nhiều tiền. Thế tôi chỉ hỏi quý vị này, tại sao tiền một năm nhà nước bơm ra 20% mà lạm phát chỉ có 3%, 4%? Về mặt nguyên lý là tiền nhiều thì tài sản nó phải tăng giá, đúng không? Tôm cá lợn gà nó phải tăng giá, mà tại sao nó cái phần mà chênh nó đi đâu? Nó chui bất động sản, nó hãm bớt cái lạm phát. Tức là nếu tiền về thì là
sang năm tôi sản xuất ra tăng thêm 1.050 đài áo, thêm 50 đài nữa thì là GDP tôi tăng 5%, đúng không? Thế thì về mặt nguyên tắc là tôi sẽ phải bơm ra tương ứng là 1.050 đồng thì cái áo của tôi nó sẽ giá đi ngang. Và nếu tôi bơm 1.200 ra thì cái áo kiểu gì nó sẽ bị tăng giá, đúng không? Thế nhưng bây giờ hiện tại như quốc gia mình là năm nào cũng bơm rẻ rách là 17%, nhưng năm nay cả đầu tư công chắc phải lên 25%, mà lạm phát nó vẫn chỉ 3-4%. Thế về cái tiền kia đi đâu? Nó là cái bất động sản, nó đánh lừa quý vị. Bất động sản không nằm trong rổ lạm phát, rổ chỉ số tính lạm phát. Bởi vì nếu chính phủ để cái bất động sản mà vào cái chỉ số lạm phát thì bà con nông dân là nhảy ngược lên, cái chỉ số lạm phát nó cao rồi, mà giấu cái chỉ số lạm phát để vào bất động sản. Bởi vì là quý vị mang tiền ra ôm đất hết rồi thì quần áo tôm cá lượng gà nó tăng vừa vừa. Chứ như năm 86 là cái thị trường bất động sản chưa phát triển, nó bơm ra đồng nào là quần áo tôm cá bóng đèn rồi xích xe đạp rồi gọi là lốp xe đạp và phi hơn. Rồi áp suất Liên Xô một buổi sáng tăng mấy trăm phần trăm. Đấy là nó gọi là siêu lạm phát. Một năm lạm phát 800%. Mà nếu mà ai ôm tiền thì coi như là xóa sổ hết. Tiền nó gọi tiền bạc tài sản rất tồi tệ. Và sẽ có nhiều lúc là mang tiền ra mà giải cầu thang. Bởi vì chính phủ mà vỡ trận gọi là in như Zimbabwe đấy, có 1 tỷ đô la mang một cái xe đẩy ra để mà cân tiền để mua được quả trứng. Thế nó đổi thế. Vỡ trận mà. Đấy là vĩ mô vỡ trận đấy. Nhiều quốc gia bị như thế. Cho nên những người mà giàu người ta không đi kiếm tiền, mà đi kiếm những tài sản quý giá hơn tiền trong dài hạn. Ôm tiền là một giải pháp tồi tệ nhất, hiếm khi là đúng. Một thập kỷ, 2-3 thập kỷ có khi chỉ được 1-2 năm đúng, còn đâu trượt đấy. Giữ được những cái tài sản mà về dài hạn nó luôn luôn nở ra theo cái lượng dòng tiền, giữ được, chống được tất cả những yếu tố lạm phát và các cái chính sách vĩ mô. Alo. Có nhiều anh em cứ bảo là tôi vừa ôm lô đất rồi, tôi tăng được 15%, tôi cứ phải chốt tiền để cho chắc, đúng không? Trong khi ông chính phủ cứ năm nào cũng bơm tiền ra, cứ bơm tiền ra, đất nhằng cái sang năm nữa nó lại x2 x3 rồi, ông chốt được cho chắc, cuối cùng ông chắc được tí, cuối cùng ông mất 10 tí. Đấy là câu chuyện bình thường. Cổ phiếu ông thế thôi, điện tử của tôi chốt cái cung cổ phiếu Liu Ji 14 của tôi chốt từ cái lúc mà cách giá này mấy chục lần nữa, cứ chốt tiền cho chắc, hôm cho chắc, nhưng quay lại mấy năm sau lại bảo thôi em mất cơ hội chỉ lên triệu đô rồi. Bởi vì cái giá đất nhà tôi nó cứ tăng, tăng hết năm này năm khác, giá cổ phiếu tôi lại cứ bành tiếp hết năm này năm khác. Thế thì trong khi ông thì ăn non, ông chốt bén mất rồi, ông lãi được 15-20%, ông cười, nhưng chúng nghe vào hợp tác coi ông chốt cười phé, quay lại thấy mất đống tiền. Đấy là do anh không hiểu cái xu thế và cách vận hành của xã hội. Anh đầu tư lúc nào anh cứ nghĩ tiền của anh là số 1, nhưng thực tế những cái người mà có tư duy tầm nhìn, người ta lại rất coi thường cái đồng tiền. Đồng tiền không phải là số 1. Không có tỷ phú đô la nào trên thế giới giàu nhờ ôm tiền 5-10 năm cả. Mà chỉ thấy toàn thằng ôm đất mấy thằng ôm cổ phiếu thôi. Đấy. Cho nên là đừng đánh giá cái đồng tiền nó quá lớn, càng nhìn đồng tiền nó quá lớn thì càng dễ thua. Đấy, có những thứ tài sản sau 10 năm nó tăng gấp 100 lần tiền, 200 lần tiền. Thì mình phải tìm được ra những cái tài sản đó. Mình đặt tiền mình vào đấy. Giống như bây giờ, cái ông Khổng Minh, ông ấy đi đánh nhau. Không có tầm nhìn thì ông biết đánh trận này là quân Tào nó sẽ rút về cái hẻm núi nào. Ông lại phải đặt quân nhà ông ra đấy, ông ấy phục kích ở đấy. Thế mình nhìn được vĩ mô, mình biết là tiền xã hội nó chuẩn bị nó chảy đảo hướng này, đảo hướng kia. Thì là mình lại phải chuẩn bị mang coi như rổ giá thúng mủng ra cái chỗ đấy, là mình thả đấy đã. Thì biết là nó sẽ chảy đấy. Thế thì nếu mà không biết điều đó là ông như thằng mù luôn. Đánh không thắng đâu, thắng chỉ ăn may thôi.
xong vài năm sau ta lại về mang lợn. Đấy, nhưng cách đây 2 năm thì bất động sản nó trầm lắng lắm. Tôi đi chém ở Nick, các anh em cứ bảo là nổ mấy bóng, báo như chuyên gia tài chính bảo những nổ chết nơi. Tôi bảo mới đi nửa chu kỳ thôi, ông nào anh cứ anh tiếp đi thoải mái, và lạc xúc múc, tất tay tất chân, ăn 3-4 lần, đơn giản. Thế mình phải hiểu, mình mới nói được cái điều đấy, chứ không phải là mình cứ nói bừa. Vì mình biết là cái cung tiền của chính phủ sẽ và còn ra rất nhiều. Thì mình mới nói được cái câu đó. Thế còn nếu mà quý vị cảm thấy rằng là ăn được 15%, xong quý vị không hiểu gì cả, thôi chốt xong là mất cơ hội. Vì không có tầm nhìn. Cái thằng có tầm nhìn dài nó mới ăn được. Cái thằng, cái mua rẻ chỉ là một vấn đề. Nhưng bán giá nào nó còn khó 10 lần. Đấy. Ông mua được rẻ, nhưng mà bây giờ khổ lắm, ông lên được có 10% ông bán rồi, mà nó lại tăng 100 lần thì xui chết rồi. Ông rẻ thế rẻ nữa để giữ ích gì? Cái thằng nó lại giữ được tăng 100 lần mới ăn đủ. Nhưng ngày xưa đất Mỹ Đình 35 triệu xào, dụng ông uống ấy, các cụ cứ bảo, nó lên mấy lần cứ bảo cao, ảo bóng, đến mấy trăm triệu mét vuông chưa thấy lỗ. Đúng không? Cái tiết cứ bảo cao nổ thì các ông cứ chốt 50% thì công cuối cùng không có giàu đâu. Mỗi bà con nông dân người ta giàu thôi. Người ta điếc, chả biết gì cả, giàu. Đúng không? Nên có những nhiều cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán nhá, tất cả các chuyên gia tài chính của anh không giàu, mà có mấy cụ về hưu chả biết gì cổ phiếu của anh giàu. Tại sao thế? Cụ điếc, cụ chả biết gì, có biết là lên xuống sóng thế nào, nó chả sợ bố con thằng nào thì thấy thế. Quý ông chủ tịch này thì làm kinh doanh tốt đấy thì tao cứ gửi vào đấy hơn gửi tiết kiệm. Thế xong rồi sau quay lại 10 năm tăng 100 lần rồi. Còn mấy ông thánh chứng là cứ nhảy ra nhảy vào là cuối cùng là thua hết. Đấy. Đây ở câu chuyện có thật nhé. Ở Việt Nam này ông tiến sĩ Alan Phan này du học bên Mỹ đấy. Là nói về trình độ ông này cao lắm. Quỹ đầu tư của Mỹ luôn. Về Việt Nam này chém gió gọi là phần phật đấy. Nghe chém ông ấy chém là lạnh hết gáy luôn. Về Việt Nam nộp tiền ngu 2 triệu đô luôn. Nhưng mà có cái bà năm lụng bán bún, bà chỉ học lớp 7, lớp 8 ấy. Học ít thôi. Nhưng ra chỉ có mỗi nhu cầu là bà mua sân phơi bún. Thỉnh thoảng bà giải ra bà phơi bà hóng. Trong lúc chết để lại 1,000 mấy trăm tỷ. Con cái kia nhau xoài. Tức là đấy nó là cái tầm nhìn. Người ta cứ mua, người ta tích trữ tài sản, rồi người ta gặp may thì chúc. Chứ không phải là ông giỏi quá, nhiều khi ông lại không chịu ghép chúng đâu. Bởi vì ông biết lắm quá thì ông lắm công cụ quá, ông bị dối. Ông nhìn đâu ông lại oánh được mấy ngày, xong ông lại bỏ ra ông oánh cái khác. Thế ông thả vào toàn những chỗ nó trượt thì ông vẫn thua thôi. Nhưng nhiều người buôn đất đấy nhá, có người ta mua gom đất từ lâu rồi, cứ để đấy. Bây giờ ta giàu cực kỳ luôn. Nhà tôi có một ông anh nhá, và một bà chị. Bà chị thì bà cứ kiếm được bao tiền thì bà đi mua đất và để đấy. Hỏi mua bà bán, bà không bán. Bây giờ bà rất giàu. Còn nhà có ông quá mà bà chị gái nữa thì cứ lúc ế thì chả quan tâm. Lúc nó cứ tặng la đi vay ngân hàng để xúc. Để xúc xong y rằng lại dính. Thế là không giàu được. Cho nên cái đây ở cái chỗ là tầm nhìn và kiên nhẫn nó mới quyết định. Chứ không phải là ông cứ múa tít thảo lò lên là ông đã thắng được đâu. Thế mình lại nói tiếp về câu chuyện lâu mà nhanh. Chứ là đám đông ấy, thì có một cái tâm lý này này. Ông nào thích ăn sẵn. Có nghĩa là đất tôi mua chỗ này là có sẵn bệnh viện luôn, sẵn trường học luôn, có sẵn tất cả mọi thứ. Thế thì, nhưng mà chỗ kia thì phải chờ rất lâu, đấy, phải 10 năm nữa mới ngon, nan giải lắm. Thế thì họ lại sai ở chỗ là cái chỗ nan giải, chỗ giờ. Tại sao lại thế? Ví dụ như đất Mỹ Đình chẳng hạn, nó ngon tất rồi đúng không? Quý vị mua 300 triệu mét vuông rồi thì 10 năm sau cùng lắm nó lên được 300 nữa thành 600. Nhưng cái thằng kia thì 10 năm sau thì cái dư địa của nó khi từ 100.000 nó lên vỗ 10 triệu. Có nghĩa là dư địa nó cao kinh khủng. Đúng không? Thế thì
ông tưởng rằng là ông đi ăn sẵn thì lại là lâu hơn cái thằng đi cấy trồng. Cho nên nó mới sản sinh ra cái ông Warren Buffett, là mà ông bảo là rất nhiều người là họ biết tôi nhưng họ không học được tôi. Thì thằng nào nó cũng chỉ muốn giàu nhanh, không ai muốn giàu chậm. Giàu chậm, người ta bảo giàu chậm lên Hòa Lạc mốc thì dĩ nhiên là nhìn nó xa, điện đó mình chưa có, trường học thì không, đi lên thì xa. Nhưng mà khổ lắm, giá nó có 100-200-300 nghìn mét vuông, lúc nó cứ vèo lên 1 triệu cái là đã thấy 10 lần rồi. Còn ông kia mà tăng thì giả dích ra mỗi năm 3 năm khi chưa được 10%, trả lãi ngân hàng đã chết rồi. Thế thì cái dư địa tăng giá của cái vùng xa, nhưng mà nó do nó cái ô tô nó cứ kéo lên, cứ do đô thị hóa nó cứ tràn ra, thì cái dư địa nó lại rất là tăng rất là nhanh. Tưởng lâu nhưng lại thành nhanh. Cho nên như tại sao nhiều anh em ông Hòa Lạc chỉ có 3 năm thôi đã nhân 10, nhân 7 rồi. Mà trong khi các cụ mua cái đồ ăn sẵn ở trong này thì 3 năm cùng lắm thì tôi vẫn đang hòa chứ ăn đồng nào. Nhưng đừng có nghĩ là cái thứ lâu mà là lâu. Mình phải nghĩ ngược đi. Ai nghĩ xuôi thì mình phải nghĩ ngược, mình nghĩ như họ thì làm sao giàu được. Cái bản chất cái người mà giàu trong xã hội là gì? Họ chỉ chiếm 5%, 3%, 1% thôi. Thì cái tư duy của người ta phải ngược. Chứ không phải là ông cứ nghĩ xuôi tất cả đều chọn cái phần ngon hết về mình, cái phần xấu để cho ai. Đúng không? Ông nào cũng chọn có trường học, có chọn bệnh viện, chọn tiện ích, chọn gì cái gì cũng chọn. Thế thì cái phần xấu phần ai? Có khi phần xấu các ông dành cho đại gia đấy. Hiểu không? Giống như bà Nam Lũng mua ruộng, mua ao xong rồi thành đại gia 1000 tỷ đấy. Còn các ông mua nhà phố cổ, ông tăng được tí. Đây câu chuyện đó là tư duy đầu tư, chứ không phải là ông cứ chọn phần ngon về mình thì ai, trẻ con nó cũng biết, đúng không? Anh ra anh nhìn bảo cái đất Mỹ Đình nó ngon hơn đất Hòa Lạc, anh ra hỏi kể cả thằng trẻ con nó mới có lớp 5, lớp 3 nó cũng bảo ôi, đất Mỹ Đình ngon hơn Hòa Lạc, đúng không? Hay là chọn cái công ty Vincom ở trên sàn chứng khoán nó bảo nó ngon hơn L14, nó có chắc chắn L14 là con hàng lởm so với cả thằng Vincom, đúng không? Ví dụ Vincom nó ngon quá, to quá, đúng không? Nhưng mà định giá nó 300.000 tỷ. Tôi mua L14, lúc tôi mua định giá có 15 tỷ. Tôi cũng mấy khu đô thị. Đúng không? Rõ ràng là tôi bỏ một đồng nhưng mà tôi được cái giá trị tương lai hàng trăm hàng nghìn đồng. Còn bạn mua Vincom thì bạn bỏ một đồng, bạn chỉ được giá trị tương lai đồng rưỡi thôi. Làm sao giờ bằng tôi được? Đấy. Cho nên bài toán là xa, tưởng xa nó lại gần, tưởng gần nó lại xa. Ông tưởng đi nhanh thì ông thành chậm, ông tưởng đi chậm thì ông lại thành nhanh. Cho nên những cái người ta gọi là trong đầu tư là cái những người mà thiếu kiên nhẫn ấy. Dần dần là tiền nộp hết mấy thằng kiên nhẫn, nó kiên nhẫn là nó ăn tất, nó chấp nhận đi xa, nó chấp nhận chờ lâu, nó chấp nhận là không thèm xem giá, chấp nhận ủ điếc, nó lại ăn tất cái thằng mà cứ suốt ngày cứ phải mai mua có lãi ngay, không có lãi là sút ngay. Đấy. Đầu tư nó như thế mà. Bây giờ bạn mua một con lợn 5 cân về nuôi thì nó còn dư địa tăng lên 150 cân. Khi mà bạn nuôi đến 140 cân, bạn về xuất chuồng, bạn chờ con lợn nó lớn lên thì bạn ăn chênh lệch là 135 cân, bạn giàu rồi. Còn các bạn khác thì lại bảo chứ tao mua con lợn to luôn cho hoành tráng, to luôn thì lại mua được giá 5 cân chắc, đúng không? Mà ông phải bỏ tiền ra 140 cân rồi, lợn nó hết tuổi lớn rồi. Ông nuôi bây giờ ông cho ăn rất nhiều sơn hào hải vị, nó không có lớn được lợn đâu, nó chỉ đến thế. Đấy là cái tư duy khi mà đi đầu tư là như vậy. Cho nên ông không chịu chờ đợi con lợn nó lớn thì hôm nay ông muốn ăn của người khác, ngày mai người khác ăn của ông, thì đó chính là cờ bạc. Có nghĩa ông mua con lợn có 3 ngày ông đã đòi, chưa thấy lớn lạng nào ông đã đòi bán gấp rưỡi chắc còn ta rồi. Tức là ông cầu có những thằng ngu nó đến nó mua cho ông, thì có nghĩa là cẩn thận ông ngu nhất. Bởi vì nó không có thằng ngu thì ông ngu nhất cái gì nữa, đúng không? Thế nên là
cái bí ẩn nhất của giàu sang mà tôi luôn dạy học trò tôi là đừng bao giờ đi bán cái đồ mà không có giá cho người khác. Bởi vì nếu mình xác định những cái thứ đó thì sau này cẩn thận là ngu nhất. Nó không có thằng nào ngu mua của ông nữa. Thì ông thằng ngu nhất là gì nữa? Đấy. Thế thì mình bán cho người ta một cái sản phẩm sau này mình đầu tư. Người đến sau người ta vẫn phải còn kỳ vọng giàu sang chứ. Người ta hết kỳ vọng rồi. Ông bán cho người ta con lợn để về nuôi mà con lợn tuổi nó lớn, lớn kỳ kim được tạ rưỡi. Ông nuôi đến 149 cân rồi ông bán cho người ta thì người ta về lớn vào đâu. Đúng không? Thế thì như thế là không được. Nếu các ông mà cứ đi mua những cái sản phẩm mà nó mang tính chất nó hết cái dư địa để tăng giá rồi thì thường là nghèo. Thường là nghèo. Thế nhưng để phân biệt thế nào là cái dư địa tăng giá lại là một cả một vấn đề. Đấy. Mua tương lai, mua dư địa tăng giá. Chấp nhận chờ lâu. Chấp nhận đầu tư dài hạn. Thì sẽ rất dễ giàu. Nhưng mà nếu mà cứ muốn ăn nhanh thì thường cứ loanh quanh là hôm nay mình vặt thằng khác miếng, thằng khác mai nó cũng vặt. Vì lợn đã lớn cân nào đâu. Mình không ăn được cái giá trị gia tăng. Tài sản nó có giá trị gia tăng nhé. Ví dụ chẳng hạn bây giờ bạn mua một cây vàng 100 năm sau bạn chỉ có một cây vàng. Cây vàng không đẻ ra hai. Cho nó cũng không có tỷ phú đô la nào giàu như ông vàng hàng thập kỷ đâu nhé. Nó chỉ có lúc nào bất ổn vĩ mô người ta trú ở đấy thôi. Lên một tí trong nó lại xì. Bởi vì giá trị gia tăng của vàng là không có. Một cây vàng 1000 năm sau bạn truyền lại cho đời cháu gọi bạn rằng bao nhiêu đời đi chăng nữa nó vẫn là cây. Không đẻ ra hai cây. Đấy. Và cái người mà giàu phải chọn những tài sản có cái giá trị gia tăng. Tự gia tăng là giá trị. Ví dụ bây giờ như này là gia tăng giá trị này. Bây giờ khu này đang ruộng. Thì bây giờ ngày mai nó thành có một thằng nó quy hoạch cái ra mặt phố. Thì ruộng chả cho ai thuê được cả. Thuê chả không đồng không hào. Thì bây giờ ngày mai nó thành cái phố nó cho thuê được đắt. Thì nó gia tăng giá trị của lô đất này. Thế cho nên là nhiều đại gia bất động sản mới sản sinh ra chứ không có đại gia vàng. Và cái cổ phiếu cũng thế. Cổ phiếu là hôm nay công ty làm ăn phát đạt nó từ một khu đô thị rồi nó nhân lên thành 10 khu đô thị. Rồi nhân 100 khu đô thị. Tức là nó gia tăng cái giá trị của nó ra. Và anh phải ăn được cái sự gia tăng giá trị đó thì mới là kẻ không đánh bạc. Còn nếu như giá trị mà không tăng tí gì mà anh chỉ ăn chênh lệch giá thôi thì nó là sự đánh bạc. Thế thôi. Giá gì đánh bạc cũng có thể thắng, có thể thua. Còn nếu anh ăn được cái gia tăng giá trị thì thường là cái cửa thua của anh rất ít. Và nó an toàn. Bởi vì rõ ràng anh đầu tư một công ty mà bây giờ trước đây anh mua nó lãi có 1 tỷ. Quy mô nó tương đương 1 tỷ. Bây giờ nó lên đến 10 tỷ rồi thì cái giá trị tài sản của anh phải tăng lên. Ừ. Chứ còn anh chưa chờ nó tăng mà anh đã đòi là ngày mai đấy thằng bạn nó xui tàu xúc qua lại cái mai tàu bán luôn. Thế thì thường là cứ mấy hôm là thấy chết đấy mà. Khoe ăn khoe uống suốt ngày nhưng mà xong mấy hôm lại thấy biến mất. Nhiều khi mình không giải mã được câu chuyện đấy thì mình cũng sẽ bị sợ. Đấy. Ví dụ như anh đầu tư của công ty anh Vượng cách đây độ 2008 thì định giá có hơn 1000 tỷ. Bây giờ định giá là 300.000 tỷ. Thế ông phát hành cổ phiếu mấy lần đấy. Nhưng mà tóm lại cũng ăn hàng chục lần. Đầu tư công ty Hà Đô từ 2008 đến giờ ăn mấy chục lần. Và có những công ty thì ăn 100 lần, 200 lần nữa bình thường. Vấn đề là soi được ra hay không. Và kỹ năng soi thì dần dần tôi sẽ giới thiệu. Chứ không phải là học một lúc. Quý vị học ngay được hàm lượng của tôi. Có thể nói đây có anh Tuần đệ tử tôi vào là theo tôi 7 năm rồi mà nhiều lúc vẫn còn choáng. Bởi vì cứ mỗi ngày là một thế cờ, nó không thể nào mà một ngày mà quý vị lĩnh hội được gần đấy kiến thức đâu. Nhiều khi nó phải chém mà mỏi mồm nha. Thì tự nhiên nó ngấm vào lúc nào không biết. Thế cái cách dạy của tôi ở ngoài là tôi cứ toàn ngồi cà phê chém gió, cứ mặc cái quần đùi thôi. Thế xong rồi ra ngồi làm chén cà phê lâu lâu lại chõ mõm vào chém mấy câu. Thế xong rồi lại ngồi uống cà phê lại nói chuyện tiếp. Thế thì anh em nó cứ ngồi nó chém quen ấy thì là nó tự nhiên nó nhập tâm, thế khác nó thành. Chứ không phải là cái lúc dạy nhồi một đống vào mà mình chưa có sự trải nghiệm, chưa có cái gì cả nhồi nó không vào,
mai chữ nghĩa giả thầy quên hết ngay mà. Đấy. Nhưng có những cái trận đấu nó phải đổ máu ra. Thì bây giờ nó lại càng đỉnh cao hơn. Nhưng cứ chém khơi khơi này chưa thấy đổ máu là ông nào cũng khí thế. Lúc mai ra nó vả cho phát. Răng hàm mặt là đi phẫu thuật. Sợ phát khiếp. Gặp ông Bảy không dám chào. Ví dụ thế. Bình thường. Nhiều chuyện như thế. Thua đến mức độ nát mặt chạy mất dép. Lần sau bảo quay lại chứng khoán đi là thôi sợ. Em cạch biến già. Ví dụ thế. Mình lại giải lao một tí. Rồi bây giờ giải lao thì anh em cũng không còn gì ăn. Thì mời tất cả các anh em đứng dậy, chúng ta giải lao một chút cho nó cơ thể nó giãn ra để tiếp thu kiến thức tuyệt vời của thầy thêm. Dạ. Cửa trên bị hỏng á, anh em đi cửa dưới giùm nha. Alo. Xin mời tất cả các anh chị em vào lớp. Thầy đã vào rồi, anh chị em vui lòng vào lớp. Để đảm bảo thời gian học tập được nhiều nhất. Thời gian bên thầy rất là quý, nên anh chị cố gắng tập trung học nhiều. Lớp mình lưu ý là anh chị em nào mà đi sau mà chưa check in á, thì có gì hết buổi trưa nay anh chị vui lòng ra check in lại nha. Chưa check in thì phải check in. Rồi, mời tất cả các anh em vào đây, thầy vô. Rồi, tất cả các anh chị cho một kèm hố tay thật lớn để cho thầy trở lại cái bài giảng. Giờ mình chờ tiếp tục trở lại nhé. Alo, được rồi. Tức là bây giờ các bạn có một số khái niệm là các bạn sẽ phải tự tìm hiểu. Vì cái này nó là gọi là kiến thức ABC bờ cờ mà mình nói thật là mình dạy từ đầu là mình rất là ngại. Ví dụ cái cách đặt lệnh chứng khoán, mở tài khoản chứng khoán và cách nhìn bảng điện là thế nào, là đặt lệnh thế nào, là trần thế nào, là sàn thế nào, là xanh thế nào, là đỏ. Thì cái đấy là nên gặp các đệ tử của tôi đi trước hoặc là những người biết thì người ta sẽ hướng dẫn cho bạn. Bởi vì tôi có một cái quỹ thời gian nó không nhiều. Google, ok. Cái gì không biết thì nhờ anh Google anh dịch. Anh Google con nhà bà Gồ. Đấy, anh dịch ra hết. Thế thì còn những cái gì mà mình dạy nó thì mang tính chất là tinh hoa của võ học thôi.
Chứ còn nếu bây giờ mình lại đi dạy lại những thứ mà ABC và C nó lâu lắm. Thật sự là hết sức là lâu, hết sức nan giải. Đấy. Thế thì cũng có nhiều người học tôi ban đầu thì cũng không ngộ được ra cái gì đâu. Nhưng mà thường những cái anh mà quánh đầu thua đấy mà gặp tôi thì sướng lắm. Gặp tôi thì tôi nói cho phát rồi ông biết ông thua hết ở chỗ nào. Là ông ấy đổi đời ngay lập tức. Cho những ông mà cứ thế thương binh bệnh binh mà gọi là toàn đầu rơi máu chảy, ông ấy xuống là y rằng là sau đấy rằng đấy về thành tài. Rất là khủng khiếp. Bởi vì nó va chạm rồi, nói đến đâu cái là nó chạm được ngay vào cái điểm yếu, vào nỗi đau của nó, là ngày mai là nó đứng lại dậy một cách oanh liệt luôn. Đấy, có những cái đệ tử tôi đầu tiên là thua 3 tỷ còn 600 triệu, suýt đi nhỉ cầu. Thế nhưng cuối cùng tôi huấn luyện xong lại oanh lại thắng ở bầm. Đấy là như thế. Nó phải có kinh nghiệm trận mạc, có thua đau, có những cái là trả giá, thì đôi khi người ta mới thấu hiểu được những cái lời nói của mình nó đúng. Còn có khi bây giờ nhiều vị chưa trải nghiệm được, đang thắng 15%, cười hớn hở, bảo ơi ông này là phét. Thế mai đến lúc thua đau quá thì bây giờ lại bảo ừ ông này là đúng. Đấy là cái do là cái nhận, cái cảm quan ngay từ ban đầu. Không phải ai đã nhận diện được ra cái những cái khái niệm mới. Bởi vì cái cũ nó, nhiều khi con người ta để từ bỏ những cái ý tư duy cũ nó rất khó. Ông đang đi làm tháng 10 triệu. Và ông bỏ đi, ông làm kinh doanh, ông buôn đánh quả. Nghe nó cứ phiêu phiêu. Ít người dám bỏ. Đấy. Ít người dám bỏ nhưng người ta lại không nghĩ là cái giá phải trả cho cái sự không dám thay đổi. Mà chỉ nghĩ đến là mình thay đổi là có thể chết. Nhưng người ta lại không nghĩ là có khi mình không thay đổi chết nặng hơn. Bởi vì nghèo vĩnh viễn mà. Không thay đổi cứ nghèo mãi. Nhưng mà cái thằng thay đổi thì nó lại có được nhiều cơ hội, thì nó lại gặp nhiều may mắn, thì nó lại lên mầm. Đấy nó khác nhau cái cách nhận thức. Thì mỗi dần dần cứ phải chém nhiều. Chém gọi là chém đi chém lại. Bắt đầu là ngấm dần vào cái thằng người. Thì bắt đầu là tự khắc lúc nào đấy võ công tự nhiên ra cứ mầm. Đấy. Nhiều học trò tôi là cứ chém xong rồi tôi còn khinh nó còn chưa biết gì cả, mà thế thì tự nhiên nó lại kiếm được mấy tỷ rồi. Đấy. Như thằng Nam vừa rồi đây, nhằng gái là kiếm mấy tỷ ngon chết, chỉ có dàn ngồi cà phê chém gió nói láo. Thằng gì nhỉ, thằng Hải chủ cà phê Aroma bỏ phê rồi. Đấy. Thế nên người ta bảo là cái học trò của ông Bảy mà cái thằng nào mà sau này thất nghiệp, bỏ việc thì thằng đấy là cao thủ. Có nghĩa là đắc đạo. Đỉnh cao là chỉ bỏ việc. Vì tôi có ông bạn đấy, cái ông bạn mà thu hai cái nhà xong rồi bán nhà, vợ con bán nhà trả nợ đấy. Mà ông làm giám đốc điện lực Hai Bà Trưng gần nghìn quân. Thu nhập vào năm 2 tỷ. Mà cuối cùng ông bảo thôi, tao bỏ. Giờ tao xin nghỉ. Vì bây giờ tao ăn ngồi nhà nước rồi ăn được miếng thì chúng nó thằng này soi thằng kia soi mệt nhức đầu thì về đầu tư. Thế ông bỏ bây giờ suốt ngày ông lên Hòa Lạc, ông xây cái biệt phủ 2,7 hecta, suốt ngày ông lên đấy ông ở đấy 3 ngày, ông ở Hà Nội 3 ngày. Nghe đỉnh cao là thất nghiệp. Chứ còn ông học rồi mà ông vẫn còn phải đi lo miếng cơm manh áo, tháng này 10 triệu có đủ ăn hay không thì rõ ràng là ông không thể gọi là cao thủ được. Đúng không? Ông vẫn phải lo miếng cơm manh áo hàng ngày thì rõ ràng là ông chưa thể đắc đạo được. Những thằng đắc đạo là thỉnh thoảng nó vô phát này 3 tỷ, vô phát kia 10 tỷ, vô phát 30 tỷ thì đấy, thì bọn đấy nó đắc đạo. Đấy. Nên học nó phải có một quá trình để mới đạt được cái đẳng cấp đấy. Chứ không phải là ông cứ nói 2 ngày hoặc ông Bảy 2 ngày này quý lắm rồi về mình phải giàu ngay, không có đâu. Nghe cái về vỡ mặt ngay, sau lại thương binh bệnh binh đầy người. Nó như thế. Vấn đề ở đây nhá, cái săn lùng cơ hội nó như này này. Trong các loại tài sản thì có các cái cổ phiếu sản xuất, cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu mọi ngành nghề và cổ phiếu đất. Đấy. Và đất thì tất cả những cái này nó hình thành một cái thị trường tài sản. Và một cái thị trường tài sản nó rất là lớn. Đấy, như là ở Việt Nam đây, vốn hóa của nó là bây giờ là mấy trăm tỷ đô đấy.
thì nó lớn vô cùng. Và ông nào chọn được những cái tài sản định giá rẻ thì ông đấy cái cơ hội giàu sẽ lớn. Ví dụ cái thời sản xuất chẳng hạn, lúc Verney nó có 200 mấy chục điểm ấy, ôi giời, cổ phiếu toàn trà đá mà nhiều công ty siêu lợi nhuận lắm. Bây giờ tôi chỉ cho ông bạn tôi là mua một công ty nông sản Yên Bái, nếu giờ vẫn còn có cái bài nông sản Yên Bái ở trên cái diễn đàn F19 ấy. Tôi cho kể quý vị như này, nó có 6 nhà máy, năm lên nó lãi là 17 tỷ, mà mua cả công ty có 11 tỷ. Mà công ty to nhá, thủ tướng, phó thủ tướng đến bắt chân bắt tay tham quan, công ty đầu ngành của tỉnh Yên Bái, mà định giá là 11 tỷ mua cả công ty. Ở chứ mà mua xong vẫn lỗ nhá, mua xong nó còn giảm 20% đấy. Thế là mua xong ông này cũng bảo, ôi trời, tôi cho công ty nó lãi thế hay là nó sắp phá sản, mà giá cổ phiếu mua xong rồi rẻ thế rồi nó giảm. Thế bảo bây giờ cái ông chủ tịch này ông đăng ký bán, nhưng chắc là vợ con ông ấy đi đánh đất cát ở đâu đấy thua, khi ông cần tiền của ông phải bán thôi, chứ còn bây giờ cái giá này thì một xanh cỏ hai đỏ ngực thôi, chấp nhận thôi cậu. Hai thằng cứ an ủi nhau thế. Thế sau đấy độ khoảng 6-7 tháng thì nó tăng lại được khoảng 300-400%, năm sau tăng 20 lần. Có nghĩa là mua bây giờ giá 12.000 thì 5 tháng sau nó đã trả được 60% tiền mặt rồi, có nghĩa là trả cổ tức ấy, thì là giá của ông còn có độ khoảng 5-6.000. Ông lĩnh cổ tức có 2 năm là có hết vốn, giá vốn ông gần như bằng không, mà trong khi nó còn tăng mấy chục lần nữa. Tức là ông mua được cái giá siêu trũng, siêu rẻ. Bây giờ có công ty nào mà lãi 17 tỷ một năm mà mua giá 11 tỷ không? Ông làm sẵn cho mà ăn 6 cái nhà máy, đất đai vô biên, đúng không? Thế là lấy những cơ hội nó đổi lời vào con cổ phiếu cáp đấy, cũng là một con huyền thoại của cái đội A7. Đó. Có con Phú Tài cũng vậy. Lúc cổ sản xuất định giá gì? Một năm nó lãi 45 tỷ. Mà mua cả công ty là có 80 tỷ vốn hóa. Thế thì mua 80 tỷ vốn hóa mà sau đấy 4 năm lợi nhuận nó tăng được gần 10 lần nữa. Lợi nhuận nó lên đến 400 tỷ. Có nghĩa là ông mua một công ty giá 80 tỷ mà 4 năm sau lợi nhuận nó tăng lên là 400 tỷ một năm. Thì ông có giàu không? Ngang ông đi buôn thuốc phiện. Thế thì rõ ràng là con cổ phiếu Phú Tài cũng là một siêu cổ huyền thoại, mà đại ca của anh Thuần vừa nãy vừa ngồi đây là cũng kiếm được khoảng 1 triệu đô. Đúng không? Mà cũng từ vốn bé tí thôi. Tức là nó tăng được 30 lần từ cái lúc mà bọn tôi khai quật và hô nó ra. Đó. Nhưng mà cũng có ông cưỡi con Phú Tài đấy là coi như là bị điên. Tòa nhà má. Tức là đấy là mình nói là cái khi thị trường tài sản nó định giá rẻ như thế, nó trũng như thế thì cái cơ hội sản sinh ra đại gia là rất lớn. Đó. Cơ hội sản sinh ra từ những cái sự nỗi sợ hãi, từ cái sự định giá rẻ, từ những cái tin đồn, ví dụ như là thằng này vừa nhảy cầu, thằng kia sắp vỡ nợ, chết hết cả rồi. Thì cái lúc mà cứ chết hết cả rồi thì giá tài sản là thường rẻ như xin. Và hơn nhau là thằng nào dám đứng lại mà nhặt. Nhặt thì phải xác định là có thể chết. Nhưng nếu mình không xác định là có thể chết thì làm sao mình giàu được, đúng không? Có những lúc mà tài sản người ta rẻ đến mức độ không tưởng tượng được, mà tôi đi xui người ta mua, người ta cứ lắc đầu, thậm chí có ăn chửi. Rẻ như cho như vứt đi, rẻ không tin mắt mình nữa. Tức là nghĩa mình lập một cái công ty mới phải mất mấy năm mới có doanh thu, mới có lợi nhuận, mình phải đầu tư nhà máy, mình phải làm đủ các thứ bệnh ta gọi là trò ra để nó mới bán được hàng thì mới có lợi nhuận. Đằng này vào ông lợi nhuận mấy trăm phần trăm năm luôn, ăn coi như là vào hưởng luôn, thế mà người ta vẫn bán cái tài sản đi giá rẻ. Thế thì vào chỉ chộp cái là coi như chỉ hai cái là coi như là lên nhanh cực kỳ luôn. Lúc người ta bớt sợ thì là cái giá nó đã khác rồi. Lúc người ta lạc quan thì giá nó lại khác nữa. Cái cảm xúc ở trong cái tài sản là nó rất là lớn.
tức là cái cảm xúc nó của đám đông ấy là nó phản ánh vào cái giá của tài sản. Khi mà người ta sợ hãi tột cùng thì cái giá tài sản rẻ tột cùng. Khi người ta hưng phấn tột cùng thì giá đắt tột cùng. Và ai hiểu được cái điều đó? Bây giờ ông cứ ra hàng xóm hỏi thằng đánh giày bảo làm nghề gì giàu nhất. Nó bảo buôn đất. Chỉ là lúc đấy cẩn thận nổ cái bom. Nghe không? Lúc nó hỏi nó bảo nghề gì nghèo nhanh nhất, nó bảo ôm đất, thì lúc đấy giàu. Có nghĩa là lúc cả xã hội khiếp vía hồn kinh ra chỉ biết chạy thôi, thì luôn luôn là mỏ vàng mỏ bạc là vứt ra ngoài đường. Chứ không phải là cái lúc bây giờ chúng ta ngồi đây là đang nửa chu kỳ rồi. Chứ mình phải xác định rõ ràng, bắt đầu vào cái chân sóng bơm tiền thì đất cũng được hưởng lợi, nhưng mà đất nó cũng đi được khoảng nửa chu kỳ rồi. Chứ còn đến vài năm nữa mà quý vị mà học tôi, xin lỗi, chết hết. Bởi vì tôi sẽ biết nó vào cái vùng nào, tôi không dạy đâu, tôi không nhận dạy đâu. Đấy, vì nhận dạy, dạy ra một series đệ tử mà toàn thấy bán nhà cả là tôi không thích. Tôi biết thời điểm tôi nhận, tôi mới nhận. Thời điểm này còn cơm. Đấy. Chứ không phải vì tôi dạy, thực ra là với tôi cái gọi là học phí, học phí tôi toàn dạy vui thôi, mà vui chính ấy. Chứ không có quan trọng tiền đâu. Thế mà dạy ra học trò sau này lên đại gia, nó giàu sang phú quý thì mình mừng như mẹ, dạy ra toàn bán nhà vẫn nợ, mai nó bảo thầy ơi mình thầy dạy thế này thì em chết. Thì rõ ràng là mình, cái uy danh của mình nó mất chứ. Đúng không? Thế nên khi tôi dạy tôi phải 4 giờ. Tôi dạy thằng nào tôi bấm giờ hết. Giờ nào sống tôi dạy. Giờ nào chết là tôi dạy. Đấy. Nhưng tất cả vĩ mô là tôi nắm được hết mà. Ông chính phủ chuẩn bị ra chính sách gì, cố vấn chính phủ chuẩn bị họp cái gì tôi biết trước. Tôi báo trước. Ban cố vấn chính phủ chuẩn bị họp chu kỳ này là bơm tiền bao nhiêu tiền tôi biết hết. Dịch trước ý đồ hết cả rồi. Mình phải hiểu cái nền vận hành nền kinh tế như vậy. Nên tất cả những cái bài tôi post ở trên diễn đàn nên là toàn báo trước hết mà. Đó. Báo trước là sắp sửa rời vào cái chu kỳ bất động sản, sắp sửa vào chu kỳ bơm tiền, tất cả những lần mà hội thảo trước tôi đều nói hết cả. Thế thì mình hiểu được mình ngồi ở đâu trên bản đồ vĩ mô là mình mới nắm được cái cửa thắng. Không biết mình ở đâu, không biết mình tọa độ nào, lênh đênh dưới biển khơi, nhưng ít ra ta phải biết là phía bên này 10 km là đất liền Việt Nam rồi, phía bên kia là đất Trung Quốc rồi. Thì ta biết ta ở vị trí đấy thì ta mới triển khai được võ công. Chứ còn nếu mà ta tù mù, ta chả biết là hướng nào là đi về nước gần nhất, ta lại cứ bơi ra xa là ta chết rồi. Đấy. Thế thì tôi biết rằng là cái chu kỳ bất động sản đang ở chân một cái con đại sóng. Nhà nhà trú ẩn vào để giữ tiền. Vì tiền bơm ra là mất giá là ông nào cũng khiếp. Bắt đầu là cứ đi xúc đất, cạp đất. Thì là cái thị trường tài sản nó tăng lên. Bản chất hạ lãi suất ngân hàng là một cách bơm tiền ra, giải phóng tiền ra khỏi hệ thống bank. Ví dụ quý vị đang gửi 10 tỷ, một năm quý vị lãi được 800 triệu. Bây giờ nó hạ lãi suất xuống, quý vị còn có 300 triệu. Quý vị sẽ nghĩ rằng, ôi dồi thế này thì gửi bao giờ mới có lãi? Quý vị lại bảo, thôi ta đi cạp miếng đất, ta đi múc chứng khoán. Thế là cái thị trường tài sản nó sẽ bành lên. Và cái quá trình hạ lãi suất bơm tiền ra là một quá trình phân chia lại tài sản xã hội. Có nghĩa tiền từ các ông gửi banh sẽ mang nộp cho các ông ôm tài sản. Đúng không? Có nghĩa là xu thế tiền đang chảy về phía các ông ôm tài sản. Thì các ông ôm tài sản là như cá gặp nước là các ông sẽ phất. Còn nếu mà quá trình nó ngược lại là các ông mà không đỡ được là các ông điên mày hết đấy chứ. Gọi là không đơn giản đâu. Lúc mà chính phủ nó siêu lạm phát, nâng lãi suất lên 20% cứ ngồi ôm tài sản là chỉ có treo cổ nhảy lầu hết. Bởi vì bây giờ là tiền người ta sẽ bán hết tài sản để gửi vào vay. Lúc bây giờ là tiền có giá hơn tài sản. Còn bây giờ thì tài sản có giá hơn tiền. Đấy, thì nó cái bình thông nhau này, nghiêng bên này.
thì ta lại phải sang bên này ta hứng. Nó nghiêng sang bên này, ta lại sang bên này ta hứng. Nhịp nhàng, đúng không? Thế còn ta không biết bên nào và bên nào thì ta có thắng chỉ là thằng ăn may thôi. Xuân tốc đỏ ngày mai nó lại dì lốp thôi, không ăn thua đâu. Cho nên ra xã hội cũng đừng sợ cái thằng nào nó nhiều tiền hơn mình. Có thể ngày mai mà mình giỏi nó, mình lại bằng bố đó. Còn nếu mà mình ngu thì có khi mình nhiều tiền nhưng mình lại thua nó đấy. Vấn đề ở đây là mình phải hiểu. Nhiều anh em ở đây cũng bảo là chết chứng khoán năm 2007, 2008, 2011. Đấy, lúc 2011 nó sát tín dụng. Nó sát tín dụng thì tôi cũng cảnh báo thị trường sập rồi. Và ngân hàng vỡ rồi. Tôi còn những cái bài viết kinh điển năm 2008 tôi dự báo tất đặt. Thế thì lúc bây giờ là nó rút tiền đi mà ông lại cứ vào, ông xúc thì ông chết là đúng rồi. Ông không nhìn được ra cái vĩ mô. Đấy, rõ ràng là ông chỉ chẳng đi chém nhau thôi, nhưng mà ông giỏi thì ông chém được 3 thằng thôi. Nhưng ông Khổng Minh ngồi trên núi thì ông biết rằng là thằng này nó chuẩn bị nó hỏa công nó đốt rồi. Thế là nó biết đường nó chạy. Còn các ông cứ mãi chém nhau nó đốt đến sườn rồi bây giờ ông chết rồi mới biết rằng là ông chết. Đấy. Thế thì khi năm 2011-2012 là nó quá trình thắt tín dụng, hút tiền về banh để chống siêu lạm phát. Thì tất cả các cái tài sản là đều mất giá không phải. Đấy. Và cái chu kỳ đấy là tôi dự trước hết. Và tôi khuyên bây giờ là ai có đất bán đất, ai có nhà bán nhà, ai có cổ phiếu bán cổ phiếu. Đấy. Mua vàng. Giữ tài sản. Thế thì mình phải hiểu được như thế đã. Hiểu được cái đấy là mình đã hiểu vận trời rồi đấy. Hiểu thiên thời rồi đấy. Mà ý trời thì không cưỡng được đâu. Ông làm mà thuận ý trời là gọi là gặp may gặp mắn. Tiền nó đổ vào nhà ông. Còn ông mà cứ ngược ý trời là ông cứ yên tâm là ra đi. Không cưỡng đâu, không ai cưỡng được đâu. Ông giỏi mấy giỏi. Mà ông kiếm tiền ở chỗ mà tiền rút đi. Ông chỉ thiên mày. Nếu như anh Đức hoặc anh Gia Lai giàu không? Cả tỷ đô. Trồng cao su thì giá cao su giảm nửa thì có phải là tiền chảy khỏi ông ấy không? Mất thiên thời không? Đúng không? Thế trồng nông nghiệp thì nay thì bão chuối đổ ngày kia thì lại lý do này lý do khác. Thế thì cuối cùng là ông có mất tỷ đô rồi dần dần ông cứ teo dần một tí. Thế cho nên là mình phải hiểu được cái vĩ mô, hiểu được vận mệnh thì mới quyết định được vận mệnh. Chứ không hiểu không quyết định được. Và cái tôi dạy học trò tôi không phải tôi cho phím cái con mã cổ phiếu này, cái mã cổ phiếu kia. Chúng mày tự đào mới mà. Nhưng tôi dạy cái phương pháp luận và cái tư duy để mà nhìn ra được thiên thời, nhìn ra được vĩ mô, nhìn ra được các cơ hội trong cái xã hội nó lởn vởn quanh ta thì nhìn thế nào để nó ra được đó. Đấy. Và khi nhìn ra được thì sẽ không thiếu cơ hội. Còn nếu không nhìn ra được thì dĩ nhiên rằng ông chỉ loanh quanh thế thôi. Nhìn được ra thì mới khiếp. Vì ông nhìn ra 1.000 cơ hội thì ông sẽ chọn được 1-2 cơ hội tốt nhất. Thì ông sẽ giàu nhanh nhất. Còn nếu ông chỉ nhìn ra được có 1-2 cơ hội thôi thì ông sẽ là cái giải pháp nó sẽ kém hơn. Ví dụ, nhiều người thì chọn là ôm đất Minh Phương nhà tôi. Thế thì tôi thì lại chọn ôm cổ phiếu. Có đất Minh Phương thì giá đất Minh Phương mới tăng được 3 lần chẳng hạn, nhưng mà cổ phiếu tôi tăng được 100 lần rồi. Đấy là cái lựa chọn cơ hội. Ví như phải hiểu mới lựa được chứ. Nếu tôi không hiểu thì tôi cũng lại đi ôm đất. Đấy tại sao tôi thích cổ phiếu đất hơn là ôm đất là như thế. Bởi vì nó có những cái sự đặc biệt mà đất không có đâu. Ví dụ chẳng hạn nhé. Đất của quý vị đang giá 10 triệu. Có thằng rồ nó bán giá 1 triệu. Không có. Nhưng cái thị trường tài chính thì do cái kiến thức của các nhà đầu tư nó còn non nớt. Cho nên là có khi đất đang giá 10 triệu nhưng mà cổ phiếu nó bán giá có 100 nghìn. Tôi mua đã thấy thắng mấy chục lần rồi. Rẻ mấy chục lần. Thì cái cơ hội mà để mà bứt phá nó mới nhanh. Còn ví dụ như là giá nó đang đáng 10 đồng. Quý vị mua 9 đồng rồi. Thì cái cơ hội để quý vị giàu. Nó chỉ gọi là cơ hội kiếm tiền chợ thôi.
chứ không thể là đột phá để mà bay lên trời được. Mà muốn bay lên trời phải có những cái cơ hội định giá nó phải khủng khiếp. Tức là mình mua đã thấy rẻ, hiện tại đã rẻ 5-7 lần rồi, mà tương lai nó tăng lên nữa thì nó lại thành rẻ mấy chục lần. Thì như thế mới là những cái cơ hội mà mình thay đổi cuộc đời. Đấy. Vì đi buôn là gì? Đi buôn là mua rẻ bán đắt. Ông cứ mua đắt rồi ông cứ đòi bán đắt hơn thì ma nó mua của ông, đúng không? Ông phải mua được món hời, món ngon bổ rẻ chứ, thì sau này người ta mới trả giá ông được cao chứ. Còn giá nó đáng 10 đồng ông mua 9 đồng rưỡi rồi ông cứ đòi giàu không có đâu. Thế nên cái định giá tài sản là cái mà kiến thức cực kỳ quan trọng. Nếu không có đội nhóm mà không có anh em để mà hỗ trợ lẫn nhau là nhiều lúc mà mình định giá không chuẩn thì nó dẫn đến kết quả nó không tốt. Cho nên định giá chuẩn rồi nhá, mà chọn đúng mặt hàng nhá, chỉ cần 1-2 cơ hội thôi, không cần nhiều đâu. Cuộc đời ta chỉ cần 1-2 cơ hội thôi. Tôi có đấy, cái anh đệ tử của tôi đánh có 3 lần thôi mà từ 600 triệu bây giờ phải ngót 100 tỷ, 3 cơ hội. Là cổ phiếu Phú Tài, xong rồi đến cổ phiếu Lizy 14, xong rồi đất của Nha Trang, đất Hòa Lạc. Đấy, anh Giang ấy. Anh Giang cũng là một trong những cái người mà huyền thoại. Anh Lì theo tôi từ năm 2013-14. Theo là tin, điếc. Các anh kia là cứ lướt nhảy nhót tưng bừng, anh kệ cứ ôm. Cuối cùng anh giàu nhất. Chứ còn cái ông cứ nhảy lung tung có khi lại chán thua. Vì người ta ôm trong cái đầu cơ nó có một cái này này mà quý vị rất ít người hiểu. Nhưng mà phải chạm được thì mới giàu. Đó là cái lợi nhuận kép. Người ta gọi là kỳ quan thứ 8. Lợi nhuận kép. Tức là ông thắng mã này 1 tỷ. Nhân được 3 lần. Thì thành là 3 tỷ. Nhưng phát sau ông ăn cái nữa 3 tỷ nữa. Gấp 3 nữa là thành 9 tỷ rồi. Nó là gấp 3 của cái. Của cái sau. Đúng không? Thì gấp 3 phát nữa là nó cấp số nhân rồi. Mà quý vị học cái bài bàn cờ mà thả một ô thóc xong rồi ô sau thả hai ô, 64 ô là nó thóc giải khắp Việt Nam đấy. Thế thì tại sao nhiều người người ta giàu nhanh như thế? Còn ông lướt cứ 5-3% thì ông chỉ ăn lợi nhuận đơn thôi. Ông đi ông làm thuê hay làm công ăn lương ông chỉ hưởng được lợi nhuận đơn thôi. Có nghĩa là tháng này 12 triệu, tháng này vẫn 12 triệu, tháng sau 12 triệu, xong độ 2-3 năm sau tăng được lên đến 13-14 triệu. Tức là cái tốc độ nó tăng đấy là nó chỉ đi ngang thôi. Nó không ăn được lợi nhuận kép. Còn mấy cái ông mà đầu cơ giỏi ấy thì là thì nó đánh mã này nhân 3, mã sau nhân 5 là 3 năm, 10 năm rồi. Nó tốc độ nó nhân tài sản kinh hoàng luôn. Ví dụ vài ngày xưa tôi đầu tư lưu gì 14 chứ. Bây giờ tôi chỉ tăng 30% là tương đương 100 lần. Chỉ tăng 30% là tương đương 100 lần. Bởi vì là cái so với cả cái tài sản của tôi ban đầu tôi bỏ ra thì bây giờ nó to hàng trăm lần rồi. Đúng không? Thì có phải tăng 30% thì tôi đã là tăng cả trăm lần rồi. Thế thì cái lợi nhuận kép này mà ai mà chạm được vào thì cực kỳ nhanh giàu. Nhưng muốn chạm được vào nó đòi hỏi phải có tầm nhìn và có cái sự kiên nhẫn. Chứ ông cứ nhảy nhót nhót tưng bừng 5-3% thì suốt ngày ông chỉ có thế đấy. Nay thắng mai thua, nay thua mai thắng, tóm lại loanh quanh 10 năm sau thì ông vẫn chỉ hơn thế tí. Nhưng mà có nhiều người là ăn kép 2-3 cái là cả cuộc đời là đã thấy là không cần phải làm gì nữa. Chẳng hạn như ông thả đất Hòa Lạc cách đây 3 năm, bây giờ ông làm 5-6 lần rồi. Thế bây giờ ngắm được một chỗ khác như kiểu Bắc Giang, nó lại về Samsung Apple, ông lại cờ vồ được phát nữa. Kép hai phát vào nhau, đúng kinh khủng. Lô đề còn thua. Thế thì để có cái tầm mà ăn được lợi nhuận kép ấy, thì phải chọn được những cái vùng rất trũng và những cái vùng gọi là giá trị tài sản vô cùng hấp dẫn. Nó hấp dẫn thì ông nào thì ông này đi qua tí, nay ông này đi qua tí, mai ông này đi qua tí, nhìn lại thấy thèm thèm. Thì nó xuống giá tí là nó lại bành lên. Còn nếu như ở cái vùng nó cao quá rồi thì nó xuống chả ai thèm. Nó chưa đủ lòng tham để nó chiến thắng. Thế thì cái ông trong cái giới đầu cơ nó có nói một câu là quy tắc số 1 là không để mất tiền. Quy tắc số 2 là
đừng quên cái quy tắc số 1. Nhưng mà nhiều người không hiểu đâu. Nhiều người không hiểu cái ý nghĩa đó. Ai mà chẳng muốn đầu tư không bị mất tiền. Có ai muốn mất tiền đâu. Nhưng mà có ai làm được đâu. Cái câu đó nó hàm chứa một cái này. Cái chỗ mà ông không bị mất tiền ấy, là cái chỗ, cái tài sản lòng tham nó phải rất lớn. Có nghĩa rằng là ông mua nó rất an toàn ở cái vùng, có nghĩa là dưới giá thì thật rất nhiều. Thì cái tài sản của ông nó cực kỳ an toàn thì nó rất khó mất tiền. Và nó khi nó khó mất tiền thì nó rất dễ giàu. Đúng không? Cái lúc nào lòng tham nó cũng căng như sợi dây đàn, có thể nó kéo giá lên thì tài sản ông là an toàn. Nó gọi là cái khi mà cái giá sản phẩm tăng là khi cái lòng tham nó lớn hơn cái sự sợ hãi. Đấy. Còn khi sợ hãi lớn át thì là coi như giá tài sản nó giảm. Thế thì cái tài sản của ông mà lúc nào lòng tham nó cũng to hơn thì ông rất dễ giàu. Đấy. Ví dụ bây giờ nhé, cái đất Hòa Lạc cái 300.000 mét vuông chẳng hạn, mà bây giờ người ta đi qua người ta bảo cùng lắm tao lỗ 100.000 là một mét vuông là cùng gì. Chứ mà nhỡ tao mà lên 10 triệu sao? Nếu tao lên 5 triệu, 10 triệu thì tao ăn cả mấy triệu một mét, và trong khi tao lỗ cùng lắm tao lỗ có 100.000. Thế là cái lòng tham là chiến thắng đấy. Đúng không? Nhưng bây giờ em mà mua một cái gì mà nó đắt, ôi nó đắt ra, thì bây giờ người ta bảo chứ, ôi thế này cùng lắm lãi được 15% mà nhỡ nó giảm một nửa cái mình đi nhảy lầu. Thế là chúng nó khiếp, không dám nhảy vào nữa. Nó không nhảy vào nữa là mình ôm cái tài sản đấy là mình dở hơi. Đấy. Thế nên là cái câu là không để mất tiền là gì? Có nghĩa là mình phải cân đối được rủi ro và lợi nhuận để làm sao cái tài sản mình giữ nó luôn luôn ẩn chứa những cái lòng tham của xã hội. Nó ở cái vùng trũng nhất của xã hội để nó đẩy giá cho mình lên. Đó. Chứ không phải là cứ nói là tôi không để mất tiền. Không để mất tiền nhưng làm thế nào để không để mất tiền đây? Nhưng mà tôi cứ nói thế nhưng mà ra vẫn mất tiền. Vì mình không hiểu được ý nghĩa của những câu nói đấy. Bây giờ ông mua một cái đồng, một cái ô tô chẳng hạn, giá nó có 1 tỷ, ông cứ mua giá 1.2 tỷ, ông cứ bảo là tôi không để mất tiền đâu, nó sao mất luôn. Đó, nhưng cứ mua giá 100 triệu hay 200 triệu yên tâm không mất. Chỉ có thắng. Đấy là cái câu mà quản trị rủi ro. Cái quản trị rủi ro trong tất cả các cái hoạt động kinh doanh đều là yếu tố số 1. Và tất cả những nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới người ta đều dạy. Nhưng có cảm nhận và hiểu được không? Đấy. Có nghĩa là em làm cái gì cũng thế. Đều phải xác định. Mình thả ra hôm nay 1 tỷ. Được. Thì cụ được bao tiền. Thua, cụ mất bao tiền. Và mình khi mình thua, mình cảm thấy nó thanh thản. Nó đã trong cái vòng mình kiểm soát rồi. Đấy. Đánh trận hôm nay mình xuất ra 1.000.000. Thua, rút về 8.000. Làm chuyện khác. Được, dành cả non sông xã tắc, chiến luôn. Đấy, còn nếu mà thua, đặt mình vào cái thế mà thua, mất gần hết, được mà được một tí, thì tốt nhất là giải tán quốc hội. Đấy, thế mình bảo là nếu như mà ai quản trị rủi ro tốt, có nghĩa là giống một cao thủ lên võ đài, anh phải chịu được 10 cú đấm. Rất là nặng của đối thủ, mà anh không chết được. Cùng lắm thì gọi là liêu phiêu thôi, thì anh đấy sẽ là đứng được vững. Còn nếu như anh không quản trị rủi ro tốt, ví dụ như ông vào chứng khoán thì ông thị trường đang nóng, ông đu phát full margin 37. Đến lúc nó chỉnh cho một phát là coi như là ông cháy tài khoản luôn. Nó cũng giống như đánh vàng ấy. Đánh vàng thì nhiều người cứ bảo tôi, úi trời, anh Tuấn anh vào anh đánh vàng với em ngon lắm, một đêm em kiếm mấy tỷ. Nhưng mà khổ lắm, các bố toàn chơi margin 1/9, chơi siêu đòn 7 ấy. Có nghĩa nó chỉ giảm một phiên thôi là ông kiếm 10 năm là ông đi nhảy lâu luôn. Thế nó gọi là đánh như thế là đánh không hàng phòng thủ. Có nghĩa là chỉ dính một trưởng thôi là tất cả bao nhiêu thành quả từ trước đến nay là ông xóa sổ hết. Thế thì để mà đầu tư đừng bao giờ mình để đặt mình vào cái vị trí có nghĩa là một đấm chết luôn. Lên võ đài có một đấm nó đấm cho cái đã chết luôn rồi thì những cái người như thế không bao giờ giàu được cả. Mà phải chịu được nhiều cú. Bởi vì ông nào đầu tư mà cứ đợi mua hôm trước hôm sau là tăng luôn không có đâu. Ông nào mua cũng nhân 5 nhân 10 luôn thì có mà thành tỷ phú đô la đám đời rồi. Có lúc nó còn vả cho sưng hàm ra chứ. Nhưng có phải là đơn giản là cứ nói đầu tư là theo ông Bảy đệ tử ông giàu lắm là tôi cũng phải giàu không có. Vào nó còn vào sinh ra tử vào đủ các kiểu chứ.
chẳng qua nó hỗ trợ được rất nhiều kiến thức để là đỡ đỡ bị thua to, đỡ bị nộp học phí, đỡ nộp tiền ngu thôi. Chứ còn đánh nhau hay không, nó thành công nó cả quá trình rèn luyện. Chứ không phải là ông cứ bảo ông nghĩ ăn luôn thì ông nào đi học cũng giơ chân giơ tay, quyết tâm kinh khủng. Mấy năm sau tìm bốc mã chỗ nào chả biết. Đừng có đùa. Đấy là câu chuyện bình thường. Và người ta phải cảm thấy đấy là thua trong, trong trận mạc hay là thua trong đầu tư, nó là việc bình thường của nhà binh. Mình được phép thua, nhưng thua không ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Đánh nhau như ông Khổng Minh ấy, giỏi thế thua suốt, chạy cong mông lên, đúng không? Như có khi nhiều người người ta thua suốt đời, nhưng người ta đánh mỗi trận người ta giành được cả giang sơn luôn, nó bình thường. Nên cứ học thua cũng là một cái quan trọng. Mình thua mình biết mình thua do đâu và mình quản trị được nó, lần sau mình không thua nữa. Chứ thắng nhiều quá không tốt đâu. Tôi nói thật, dù có những học trò thắng kinh quá, rồi sau nó ngáo đá luôn. Tôi thắng nhiều quá, nó mắc bệnh ngôi sao, bắt đầu chủ quan khinh địch, bắt đầu là nghĩ mình là bố đời thiên hạ, cuối cùng nó vả cho, rơi ra hết. Nhiều lắm. Chứ không phải đơn giản đâu. Cho những ông thà, những ông mà thua nhiều rồi mà gặp tôi thì sau này cực kỳ giỏi. Giỏi kinh hoàng luôn ấy. Bởi vì nó nộp học phí rồi. Còn bọn kia là nó chưa nộp học phí. Thế là cuối cùng là thắng được mấy phát là nhân 5 nhân 10 tài khoản xong bắt đầu là vinh vinh vào báo là ra là coi như là trận sau đò ván luôn. Chứ không phải đơn giản đâu. Nên là cái này nó phải có một cái thời gian nhất định, kể cả tôi có chém quý vị này thì thôi chứ. Xong cũng phải chém đi chém lại vài phát. Đấy. Nó phải ngấm dần. Học để mà làm giàu phải dễ đâu. Cái người làm giàu nó chỉ chiếm tỷ lệ ít, cho nên cái cảm nhận được nó cũng ít. Ông nào cũng bảo thế này là đúng, nhưng mà cái giàu nó lại khác, nó lại bảo thế là sai. Cái ông đi mua cái đảo Tuần Châu, đất thì hoang vu, chả thấy bóng người, 50.000 mét vuông, thằng nào cũng bảo tâm thần thần kinh, dở hơi, điên, giàu. Đúng không? Ông ra mặt đường đẹp lung linh, khói lửa, nghèo, không giàu. Thế là thế. Cho nên là nó khác nhau. Ai mà cảm nhận được ngay, cái được ngay đâu. Phải qua trải nghiệm, phải qua đổ máu mới thấy được gì. Cổ phiếu thế. Thì bảo ông Hoan đánh giỏi lắm. Ông nhờ ông Hoan đánh ngộ và anh phát thua luôn. Đấy. Thế là mai lại về phán xét ông Hoan, bảo mẹ tưởng ông Hoan đệ tử ông Bảy thế nào thì cuối cùng mẹ cũng hạng ruồi. Thế xong rồi bảo thôi thì tao rút tiền tao về đấy. Nhưng mà 2 năm sau quay lại ông Hoan giàu thướng. Đấy là như thế. Cái này là nó mình nói nó không hay không bằng với cái sự trải nghiệm đó. Quý vị cứ trải nghiệm với tôi hết cái chu kỳ kinh tế này là chu kỳ sau sẽ ra được cao thủ. Cái anh Thuần ban nãy giới thiệu với anh em đấy là người ta trải nghiệm được 2 chu kỳ, cả nửa trước nửa sau chu kỳ. Theo tôi từ lúc 15 triệu bạc, 15 triệu bạc mà kiên quyết đi tìm thầy để học, để xây dựng sự nghiệp, đi ở nhà trọ, nhà thuê. Nó đáng nhẽ lên triệu đô rồi, nhưng mà có một cái phép nước tính tôi kể lại là cái bước ngoặt khi kiếm được 5 tỷ. Anh mới xin ý kiến đại ca là em mua cái căn chung cư cho vợ con em ở, vì chúng nó du mục lâu quá rồi, nó khổ quá. Thế thì tôi mới đánh câu, tôi bảo giờ mày chưa nhiều tiền lắm, mày cứ múc đất Hòa Lạc cho anh, xong rồi mày thuê chung cư 3 năm nữa mày quay lại mày mua cho anh 5-6 chung cư. Thế nó bảo nhưng mà em thấy thế thì hơi rủi ro, em thích nó ổn định cho vợ con em nó đỡ khổ. Thì chú tinh thế được, coi như là bớt phần lãi đi. Thế mua chung cư thì 7. Thế 3 năm sau thì đất Hòa Lạc nhân năm lên 7, rồi còn cái chung cư nó giảm mất 2%. Thế thì mỗi lần anh em chúng nó cứ nhắc đất Hòa Lạc tăng, ông cứ nhảy trộm. Thôi, không nhắc nữa. Đấy, tức là đấy là do cái cách tính. Thế mình bảo là cái chung cư thì không tăng được đâu. Ở thì ở được thôi, nhưng mà để tăng thì không tăng. Bây giờ thích phiêu lưu mạo hiểm thì phải
đi theo cái hướng đấy. Thế vừa rồi cái thằng Trịnh Hải cũng thế, cũng y như tuần năm 10 năm đầu tư không thấy lãi là gì. Thế gặp mình thì là mình cứ hay bị khoán nick, thì nó cứ lấy nick F39 thì nó dâng, nó bảo em dâng để nhận phí mà. Thế sau là nếu có 6 tháng sau thì nó kiếm được hơn 2 tỷ. Rút ra mua cái chung cư luôn. Bán lời vốn là rút mua cư. Xong 2 năm sau không thấy nó đâu cả. Tức là nó hài lòng với cái chung cư rồi. Không thích chiến đấu nữa. Bắt đầu về là mở quán ăn quán nước thì đấy, xong 2 năm lại thua lỗ. Lại thua lỗ xong lại quay lại. Lại đại ca ơi. Em ở gần đại ca đỏ lắm. Em ra khỏi đại ca phát là em chết. Thế là lại bảo đại ca lại cho em theo, em bán chung cư mẹ rồi. Đấy. Em mất mẹ chục tỷ rồi, bởi vì tại sao? Nếu mà em giữ cổ phiếu của đại ca đến giờ này là em có chục tỷ. Đấy. Coi như em có nửa triệu đô mà em trước đây em không từng tin. Đấy. Thế cuối cùng nó lại quay lại. Quay lại mấy vừa rồi lại khoe. Quay lại với đại ca 2 tháng em lại lãi được 1.5 tỷ. Đấy là như thế. Thế vấn đề ở đây là cái tầm nhìn, nhiều khi người ta nhìn ngắn quá, người ta không nhìn được hết cái trận mạc, cái xu thế xã hội, hài lòng sớm quá cũng là cái dở. Bây giờ cả đời đi không kiếm được cái chung cư, bây giờ kiếm được cái chung cư sướng quá gì nữa. Thế nhưng mà rõ ràng là lại bán cái tài sản khác quý hơn cái chung cư rất nhiều lần để đổi lại cái chung cư, và vài năm nhìn lại thì lại thấy mất tầm 5-7 cái chung cư. Thế thì cái người mà giỏi, người ta hoạch định là người ta sẽ biết đặt cái tài sản của mình vào những cái vị trí nào, nó đa phần cái tài sản của mình vào những cái vị trí nào chiến lược nhất. Ngay khi mà ví dụ cái thị trường tài sản nó tăng giá mà đến 80% cái tài sản của ông ấy lại nằm ở cái vị trí tăng giá nhiều nhất thì ông giàu nhất ấy. Còn nếu mà ông ấy đặt 80% tài sản của ông vào cái chỗ nó không tăng giá, trong khi chỉ có 20% nó tăng giá được thôi, thì ông giàu bình thường thôi. Không phát triển. Đấy. Thế thì cái vấn đề là mình nhìn được và mình đặt mình vào đấy. Vĩ mô, thiên thời, địa lý đều phải nhìn hết. Thế nhiều người cứ bảo tôi là tại sao anh lại đi chọn đất ở Việt Trì? Và anh chọn có nhiều lý do đặc biệt. Anh cũng thích Hà Nội. Bởi vì cái thành phố của anh nó gọi là cái ngã ba sông. Ngã ba sông thì hạ sông nó chặn mất 7% chu vi rồi. Sang qua sông là biên giới tỉnh khác. Phía đằng sau nó là cái đền Hùng lại chặn nốt. Có nghĩa là gần như thành phố đấy về lâu dài phát triển quỹ đất cho thập kỷ ô tô là không có. Nên đất mình là gần như độc quyền. Thế thì giá của cái thành phố đấy nó lại, mặc dù thành phố là nghèo hơn Vĩnh Phúc nhưng mà giá cao hơn Vĩnh Phúc nhiều. Bởi vì ông Vĩnh Phúc thì đất thì bạt ngàn, thẳng cánh cò bay. Thế thì đây là câu chuyện là địa lý, địa lợi đấy. Cận sông, cận thị rồi lại trung tâm thành phố, lại thành phố lại chặn 4B. Thì đấy là nó là địa lợi. Còn thiên thời là bơm tiền. Xã hội là bơm tiền, thập kỷ ô tô phát triển. Đấy là thiên thời ủng hộ mình. Thế mình có thiên thời địa lợi rồi, có nhân hòa trong công ty nữa. Ngày xưa cãi nhau như mổ bò thì mình bây giờ mình giản hòa. Thế là cân bằng lợi ích, thế là nó đủ cả. Thế đủ cả thì doanh nghiệp nó mới dễ phát triển. Đấy. Người Trung Quốc ngày xưa thâm hiểm phết. Tổng kết nhiều cái chuẩn, nhưng chẳng qua là mình không hình dung ra như nào là thế thôi. Nhưng làm mà có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa là đại nghiệp, là thành công. Nhưng nhiều người cứ bảo là cũng ta đi buôn đất nhưng lại buôn ở chỗ toàn thế cánh đồng cả. Thằng bán nhiều hơn thằng mua, dự án nhiều hơn khách. Thì rõ ràng là cái mức độ mà thành công của ông sẽ thấp đi. Đấy. Có những câu chuyện như đất của Đà Lạt, Sapa đấy. Khí hậu nó đặc biệt, diện tích thì ít, giá nó tăng là trả thế đô đỉnh. Cứ bảo nó đắt thì nó còn đắt nữa. Nhưng có những vùng thì nhìn thì hoành tráng, nhưng mà ra thì mua bao nhiêu chả có. Giá nó chả tăng, tăng ít thôi. Thì những cái này là những cái mình phải để ý và có đều phải soi hết. Chứ không phải là cứ thấy người ta buôn mình buôn. Thấy người ta buôn mình buôn thì thường là nghèo nhanh hơn là giàu. Còn nếu mình chịu khó lao động, tìm tòi, soi, thì mình sẽ có nhiều cơ hội lớn để mình giao được. Đấy là cái về tự thân vận động. Mình sẽ chỉ hướng cho cái cách các bạn tư duy như vậy thôi. Còn nếu ví dụ như chẳng hạn anh em nào có những cái phi vụ nào
mà cần tham khảo về ý kiến của mình thì mình sẽ góp ý một cách chân thành, mình luôn rất khách quan. Thế thường thường là anh em đệ tử hỏi em định làm cái này cái kia theo đại ca nào, là mình có thế nào mình nói thế luôn. Nhưng mà mình nói nhiều lúc nó độc mồm quá chúng nó sợ. Mình có, kể cả ngày xưa cái ông anh vợ lên làm không nhung cửa kính, bà xã mình mới hỏi thế theo anh thì làm ăn nào, bà đang phá sản về y rằng chết luôn. Thế xong cứ bảo anh gì mà nói năng phũ độc mồm độc miệng, anh tính anh như thế chết chẳng nhẽ anh bảo xấu đúng không? Vì mình nhìn cái kiểu làm mình biết là chết rồi. Tức là trong cái doanh nghiệp ấy, ở đây có nhiều vị làm doanh nghiệp không? Nhiều vị làm doanh nghiệp ấy. Thế thì mình nói này, trong một cái doanh nghiệp ấy, có những cái ngành nghề mà người ta phát triển được rất dễ, còn có những nghề là càng làm càng không có tiền đó. Ví dụ như là cái đầu tiên là quan trọng nhất là cái dòng tiền ấy. Nhiều người, nhiều ngành nghề làm rất là vớ vẩn, lãi biên lợi nhuận mỏng dính ấy, nhưng mà nó vẫn giàu như bọn cửa hàng vàng ấy. Thế là nó chỉ có một đồng đô với một cây vàng rồi một ít tiền. Thế là ba thằng là cứ giang lạc với nhau, thằng này xuống mua vàng, thằng kia xuống mua đô, thằng này mua vàng mua đô. Thì một ngày cái doanh thu của nó và cái dòng tiền của nó rất là nhiều. Và cái tài sản của nó giữ chủ yếu là vàng. Cho nên là về lâu về dài là cái vàng nó lại đỡ mất giá hơn thằng tiền. Thế nó cứ đảo vòng quanh như thế thì cái doanh thu của nó rất lớn và dòng tiền nó rất nhiều. Cái thỉnh thoảng nó lại xen vào, nó lại có thằng nào cần đáo hạn ngân hàng vay 3 ngày, nó lại cho vay phát lãi cắt cổ mấy phần trăm. Cái bọn đấy là thường cái chủ hàng vàng, có mấy thằng nó nghèo đó. Đấy. Hay là những cái nghề ví dụ như siêu thị nhá, cái bọn siêu thị như là kiểu Metro ấy, là nó cứ bà con nông dân đến bán thịt cá tôm gà cho nó thì 6 tháng anh trả tiền nhá. Nhưng mà khách đến nhà anh tiền luôn. Thế là nó chiếm dụng luôn cái tiền đấy, nó gửi banh và nó phát triển và nó mở ra các cái siêu thị khác. Nhưng tốc độ phát triển nó nhanh. Đấy, thế giới di động thế. Thằng nào bán hàng cho thế giới di động là nó chịu cho có khi 6 tháng năm. Nhưng mà khách đến mua điện thoại là bán tiền luôn. Ra khỏi cửa hàng chả thằng nào nợ xu nào cả. Thì những thằng đấy là thằng nó dòng tiền tốt là nó dễ phát triển. Còn anh em ví dụ như là đi làm mấy cái hợp đồng xây dựng chẳng hạn. Ký được đã chảy máu mắt ra rồi, làm xong 6 tháng xong mới xong, thậm chí một năm mới xây xong cụ nợ tiền chưa thanh toán, đi gãi có khi năm nữa chưa xong. Thế mà tiền thì cứ nuôi ngân hàng đi vay các kiểu để cho hợp đồng, là những cái nghề đấy làm là không tiền đâu. Đấy là những kiến thức kinh điển đấy, và cũng phải nắm để sau này các doanh nghiệp trên sàn ấy mình có tham khảo, là mình phải biết khi mình gặp những doanh nghiệp như thế tốt nhất là ngó tham khảo thôi. Nếu mà có cơ hội thì đánh một tí cho nó vui, chứ còn không có thì mình lại giải tán. Chứ không nên sâu cay vào, vì thực ra là trong xã hội nhiều người là làm đang đi làm kiếm tiền giả. Họ có biết đâu. Kiếm tiền giả hết. Và 80% kiếm tiền giả, không có tiền thật. Tiền giả là gì? Ông lại phải đi mua vũ khí. Vừa mua cái taxi xong, chạy hết khấu hao xong, taxi cũ quá rồi, không đáp ứng được cạnh tranh nữa, lại đi sắm lượt mới, lại đi vay ngân hàng tiếp. Có nghĩa là làm đâu cũng chỉ đi sắm vũ khí, tiền có đút được vào túi đâu. Và cái tình trạng đấy là rất nhiều doanh nghiệp vướng. Chắc chắn là nhiều anh em ở trong này sẽ vướng. Thế thì những cái đấy là trong thị trường tài chính, nó đều giải quyết cho anh em hết. Hiểu là mình sẽ nâng một cái tầm mình lên, sau này mình kinh doanh mình không vướng vào những cái trò đấy. Thế nhưng người bảo là học ông bảy này sau này kể cả ra xã hội làm gì cũng được. Bởi vì là khi kinh doanh nó chọn nghề, chọn nghiệp, nó tỉnh táo. Nó không có bị những cái lỗi sơ đẳng như thế. Thế mà khi ông đã bị những cái lỗi sơ đẳng như thế, ông ngấm vào rồi, khổ cái bầy cái công ty ra dù ông muốn dẹp không dẹp được. Bỏ thì thương vương thì tội. Lỗ thì ông không chấp nhận, ông xóa sổ làm văn mới vì ông tiếc. Thế ông cứ theo đuổi 5 năm, 10 năm, xong cuối cùng ông nghèo mãi mà ông không ra được. Thế khi bản thân chọn nghề mà nó sáng sủa, nó có những cái tầm nhìn sáng sủa thì nó đã khác rồi. Thấy những cái nghề mà nó cảm thấy như thế thì người ta không tham gia, mà cảm thấy thằng nào mà dễ giàu thì người ta tham gia. Nhưng thường thực ra là khi mà ở lứa tuổi trẻ trẻ, nhất là các bạn trẻ, khi kinh doanh đầu tiên thì nghĩ thấy chỉ mấy được cái thứ là mở quán cà phê này, rồi coi như là quán sữa trà chanh, rồi quán gì nhỉ? Trà sữa chân châu, tại khái mấy cái thứ đấy thôi.
Nhưng mà nếu vào tài chính ấy, thì cơ hội người ta rộng mở, người ta phân tích ra, bảo, nghề này không thua, đấy thằng nó giàu hơn. Thế thì nó sẽ làm cho mình một cái tầm nhìn nó lớn hơn, và lần sau mà rủ dê như thế là sẽ không bị. Lúc nào ông bạn vàng, ông quý mình thật, ông rủ mình, nó rủ mình rất tâm huyết đấy, nhưng mà chỉ là trên thế thôi. Mình mới nghe nó khi mình nó kéo mình xuống luôn. Giàu sang phú quý đều do tất cả những cái mối quan hệ xung quanh mình, người bạn mình mang lại. Bây giờ rõ ràng đang chơi thân với nhau, nó rủ làm chung một cái ABC nào đấy, chẳng nhẽ mình nó nói hay thế mình theo. Thế mình theo xong rồi, nhưng mà trình nó có hạn, thế là mình theo mình nó chết thì mình cũng chết. Đấy, xuống cùng xuống. Đấy, thế nên là người ta bảo là chơi với người thế nào thì thường thường cái kết quả nó sẽ phản ánh. Dần dần nó sẽ phản ánh. Ông chơi với 5 thằng giỏi hơn ông nhiều, kiểu gì sau này ông giỏi. Mà ông chơi với 5 thằng rốt hơn ông nhiều, kiểu gì sau này ông cũng nghèo. Nên người ta phải tìm đến những cái người mà đẳng cấp để người ta vươn lên. Nên có những người ta ở gần với ông Bảy, với cái đội ông Bảy này. Người ta, mình cứ cho nó xu nào đâu, nhưng mà chỉ toàn cứ bão mới gió phun phì phì, thằng nào thằng đấy tự nhiên là mấy năm sau là thấy nó cuộc đời là nó sang cái trang khác rồi đấy. Đấy, thế thì cơ bản là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian, như là có thể là sau cái buổi này mà quý vị tiếp tục có thể chém ở trong room, hoặc là có thể có những cái buổi khác. Thế nhưng từ từ thì ta sẽ mới hấp thụ được hết cả một lượng kiến thức, chứ không phải là một ngày này không giải quyết cái gì đâu. Ngày mà thành cao thủ thì xin lỗi, đất nước Việt Nam là toàn tỷ phú đô hết rồi, nó không được đâu, nó phải từ từ. Đấy. Tất cả mọi cái là đều phải qua từng quá trình một trải nghiệm. Đấy. Hôm nay chỉ là buổi gọi là chém sơ ban đầu thôi. Còn về quý vị phải tìm hiểu những khái niệm về chứng khoán, tài chính, mở tài khoản, đặt lệnh như nào. Thế rồi từ từ tôi sẽ hướng dẫn cho cách chọn công ty, khai thác mỏ vàng, đào kho báu, nhìn thiên thời, vĩ mô, vi mô, các loại mưu mô. Chơi hết. Đấy. Ta nghỉ nhá. Đây. Rồi. Các anh chị cho một tràng pháo tay lớn cho người thầy của chúng ta không ạ? Mấy anh chị nào chưa check in thì ra trưa thì mình check in nha. Rồi chúng anh em tất cả mình ăn trưa, đi ăn trưa. Khoảng 1 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi. Thì cứ kéo dài từ 1 rưỡi tới 2 giờ. Mình xin tiếp tục nhé. Tức là bây giờ việc đầu tiên mà các bạn muốn vào thị trường tài chính thì đầu tiên là phải về nhà tối nay các anh em chia sẻ nhau cách làm sao mà có cái room của anh Dương ấy, là chia sẻ nhau cách đặt lệnh, các cái lệnh nhìn trên bảng như nào là phải hiểu đã, đúng không? Thế là mở tài khoản thì có thể liên hệ với một hai anh ở trong này, như anh Thuần hay là anh nào đấy có quen rồi thì là cứ mở tài khoản ra đi. Tài khoản thì chứng khoán thì nói đúng ra là có mấy triệu cũng mở được. Cho nên là ai có thể để mở được luôn. Và tập giao dịch luôn, đặt lệnh mua định bán online ở nhà. Đấy, thì những cái đấy là bước khởi đầu mà phải làm quen. Đối với anh chị nào mới biết rồi thì không phải nói nữa. Còn những anh chị nào không ấy thì hỏi. Đấy thì bây giờ mình xác định những người chưa vào thì nó cũng là chập chững bước chân vào thị trường tài chính. Thì dĩ nhiên nó sẽ còn một vài cái bỡ ngỡ, nhưng mà đừng có nản chí vội. Bởi vì nó như thế này. Cơ hội nó rất rộng mở. Mình vẫn nói là thị trường tài chính là một biển tiền. Biển tiền của xã hội có nghĩa rằng là người ta kiếm được tiền cả đời đi làm nghề này nghề kia rồi người ta cũng phải trú vào đấy thôi. Đấy. Ông có đi làm quan, ông đi cướp giật hay ông đi đánh bạc hay ông làm gì, ông kiếm được tiền ông lại ra ông mua cái nhà ông giữ thôi. Chứ không giữ được thì cũng mất hết mà. Thế cho nên là cái thị trường tài sản là cái kênh mà nó gọi là khi có bất biến thì nó cũng là cái kênh trú ẩn tài sản của xã hội. Và những cái người thông minh thì người ta sẽ chọn để làm cái nơi để mà gia tăng cái giá trị của mình lên theo cái con sóng. Thế thì mình biết bây giờ là gọi là muộn so với các thế hệ đi trước, nhưng mà vẫn sớm so với tương lai. Bởi vì thực ra của mình bây giờ cái tỷ lệ tài khoản trên dân số là thấp lắm.
Thị trường mình là mới sơ khai thôi mà. Nên đi sớm bây giờ là còn rất nhiều cơ hội đấy nha. Chứ đến khi mà cả nước đến những người cuối cùng người ta cũng vào chứng khoán rồi, bây giờ mình vào thì chẳng biết bán cho ai nữa. Đấy, bây giờ là cái giai đoạn là tôi vẫn nói là cái chu kỳ này nó mới đi được nửa. Thì tôi biết là cái con đường quý vị thành công phía trước vẫn còn sáng. Thì tôi mới nhận lời tôi dạy. Chứ còn nếu mà nó đã vào đỉnh bong bóng rồi, mời tôi dạy tôi không dạy đâu. Dạy xong quý vị ra chết. Đấy, nói như thế. Nó là sự thật đấy. Bởi vì cái cách của tôi là tôi không thích dạy ra những kẻ chiến bại. Đấy. Chính vì thế cái uy tín của tôi bao năm nay là nó rất là nổi tiếng. Bởi vì đã dạy ra đồng chí nào là hầu như là đều thành công và đánh đâu được đấy. Sờ đâu cũng có tiền. Chứ còn dạy mà sờ đâu cũng có tiền tôi không dạy. Đấy. Nhưng mà cá biệt thì cũng có nhiều trường hợp mà không theo kịp cái trình độ chung. Nhưng mà nếu mà đây cũng dặn luôn là nếu như anh chị nào mà cảm thấy là chưa đủ trình theo kịp thì cứ bám vào cái thằng giỏi nhất ấy. Thì thường là nó được 10 thì mình cũng phải được 5. Nhưng mà cái xác suất chết thì nó ít. Đấy là gọi là đu càng những ông giỏi hơn. Thế còn để mà đào sâu được thì mỗi ngày chúng ta chỉ đào sâu được một khúc thôi. Chứ bởi vì kiến thức mênh mông vô tận luôn. Không thể nào hiểu nổi đâu. Đấy, ví dụ là bây giờ chẳng hạn như nó thằng Trung Quốc, nó như năm 2008 ấy, là thằng Trung Quốc nó kích cầu, nó xây cái sân vận động rất là to, hệ thống sân vận động để nó làm cái Olympic. Thế mà coi như nó kích cầu đến mở giá thép, giá dầu, giá rồi coi như là giá tàu biển tăng 10 lần. Thế là những cái con cổ phiếu tàu biển là có những con là nó tăng đến mức độ mà lên đến mấy trăm nghìn đồng một cổ phiếu, tăng mấy chục lần ấy. Thế thì chính phủ nhà mình là dính đỉnh đấy. Gọi là bị thế giới úp bô. Tức là khi bây giờ thì các ông hưng phấn quá là chính phủ cho thành lập Vinasin, Vinaline là nhà đóng tàu. Thì bây giờ thực ra là cũng không phải nó tham ô tham nhũng gì ghê đâu. Vì thực ra nhà nước là thằng nào chả tham ô. Thế nhưng mà vấn đề là bây giờ nếu như mà nó tham ô mà giá cước tăng tiếp ấy, thì tất cả mọi cái xấu đấy nó sẽ bị lấp đi. Người ta không nhìn thấy. Nhưng bây giờ sau khi là nhà đóng tàu thì nó dẫn đến là cái tải trọng sau 4 năm là nó cung ra cái tải trọng thừa lớn quá thì nó lại xảy ra một quá trình khủng hoảng thừa. Khủng hoảng thừa thì giá cước là giảm, cái chỉ số Dow Baltic là nó giảm từ 11.000 điểm mà xuống còn 500 điểm thôi. Có nghĩa là ông đang cho thuê tàu 10.000 đô một ngày thì chỉ còn có 500 đô thôi. Có nghĩa là giảm đến gần như hết ấy, thì coi như tất cả là các ông nổi lành phành hết. Từ tàu bè là đắp chiếu, coi như là Vinasin, Vinaline là nợ ngân hàng như chú chổn là phá sản hết. Thì các ông bị bắt. Trước khi lúc nó đang hoàng kim là lãnh đạo toàn anh hùng cả đấy. Thế rồi mấy ngân hàng Agribank cho vay tàu bè là chết hết. Đấy là cái câu chuyện là quả đấm thép Việt Nam là bị gãy là do là khủng hoảng vận tải biển. Chứ còn nhiều thằng thì nó vẫn ăn vẫn uống thôi. Nhưng mà bây giờ thiên thời nó ủng hộ nó thì giá cước nó vẫn tăng thì nó vẫn lãi to thì nó vẫn anh hùng. Đấy, nhưng chỉ có những thứ mà người ta bảo là khi mà nước rút thì mới biết ai không mặc quần. Mà. Tức là... Đấy. Thế thì đây là câu chuyện là như thế. Chứ còn khi mà có thiên thời ủng hộ rồi thì sai thành đúng. Chân lý thuộc về kẻ chiến thắng, thuộc về thiên thời. Còn nếu mà khi ông đã bị mất thiên thời rồi, có nghĩa là ông có thể là bao nhiêu quân cũng chết và tất cả mọi thứ anh hùng của ông, thành tích quá khứ đều xuống sông biển hết. Bởi vì ông đi làm một cái nghề xây dựng chẳng hạn, bây giờ giá sản phẩm của ông giảm mất nửa, trong khi chi phí nhân công vẫn thế, chi phí máy móc vẫn thế thì chết, ông chết là cái chắc. Còn tôi đi làm đất chẳng hạn, đất tôi thì nhân 3, nhân 5 mà giá sản phẩm của tôi vẫn chỉ thế. Tôi cứ ngồi không, tôi đếm tiền. Thế là cái cách mà để vận hành là cái thiên thời là cái mà bài học kinh điển của các loại kinh điển. Và ai hiểu được nó là đã nắm được cái vận mệnh của mình rồi. Tự tạo được vận may, tự tạo được số phận. Đấy, chống lại được tất cả rất nhiều cái yếu tố khách quan mà nó mang lại. Đấy, như vừa nãy có tâm sự với anh gì là anh mới thua 20 tỷ chứng khoán từ năm 2008, là cái năm bây giờ là lãi suất cao, anh vẫn cứ đu tiếp, tức là anh đi chống lại thiên thời đấy. Tức là dòng tiền xã hội nó đang thắt về trả về banh. Thì anh bơi ở trong cái đống đấy, tiền nó bị rút đi. Bây giờ lãi suất banh lên đến 25-27% gửi banh, có nghĩa là người ta mang 1 tỷ gửi vào ngân hàng, 4 năm sau người ta nhân được gấp đôi. Trong khi ông ôm cổ phiếu thì thu nhập tính PE thì có khi đến lúc bây giờ nó đang bong bóng thì đến 70 năm mới thu hồi vốn. Thì rõ ràng rằng là cái gửi ngân hàng nó lợi thế hơn nhiều.
thì tất cả dân tình là đổ xô bán bất động sản, bán cổ phiếu, bán lấy được bán đổ bán tháo đi để mang về gửi ngân hàng. Đấy, thế thì mình cưỡng lại cái xu thế đấy là mình sẽ là thành ra là dở hơi, tức là người ta gọi là đi ngược xã hội, đi ngược đám đông. Nhưng mà nếu mà đám đông đông quá thì ta lại phải chạy theo họ. Chứ không phải rằng là nó đông quá mà mình lại cứ ra mình cản, là gọi là cản tàu hỏa. Đấy. Cứ giơ đầu ra cản tàu hỏa là chết. Ví dụ bây giờ chẳng hạn như ngày xưa cái hồi bọn tôi đầu tư cổ sản xuất thì bây giờ tôi biết là cái nhóm ngân hàng và bất động sản nó sẽ chết bởi vì do sát tín dụng, và khi sát tín dụng như thế thì nhóm sản xuất là nó sẽ lên ngôi. Thế nhiều ông là vẫn cứ lao vào cổ bất động sản, lao vào cổ ngân hàng. Thế bọn tôi cứ gọi là cứ lao đầu ra cản tàu hỏa mới thử lốp ô tô. Thế là cuối cùng là chết hết mà. Đấy, thì ở đây cái là vận dụng được cái thiên thời, hiểu được thiên thời là cái đầu tiên để mà quyết định mọi sự thành công. Không có thiên thời ông chả làm được cái gì đâu. Nói thật, ông không làm nổi một việc gì cả. Ông có giỏi mấy giỏi, ông hạch toán chi ly, ông tiết kiệm, ông các kiểu, nhưng mà tóm lại rằng là tiền nó cứ đội nón nó ra đi. Bởi vì tại sao? Bây giờ ông xây cái nhà máy rất nhiều chi phí, ông tuyển rất nhiều công nhân, lương ông không giảm được. Máy móc ông không dừng được, điện ông không giảm được. Mà bây giờ giá sản phẩm giảm thì ông còn làm ăn gì nữa. Đấy. Thế thì cái nghề mà giàu sang phú quý thường thường là những cái nghề mà giá sản phẩm nó dễ tăng. Đấy. Chứ còn cái nghề mà giá sản phẩm anh không theo kịp được cái tốc độ tăng giá của cái sự bơm tiền ấy, là cái nghề đấy rất là ốm yếu. Ví dụ chẳng hạn bây giờ nhá, bạn may một cái áo, bạn làm sản xuất may mặc đi. Tức là chính phủ bơm ra 10 lần tiền, giá sản phẩm bạn tăng được 1 lần. Thì có nghĩa là bạn đã bị đi tụt lại so xã hội rồi. Đấy. Thế thì thường những cái ông mà cứ làm những cái nghề mà cứ bảo là bán những cái sản phẩm nọ kia, thế nhưng mà cứ càng làm lại càng nghèo, càng bán lại càng nghèo. Bởi vì là cái chính là cái tài sản của ông không gia tăng được, mà nó cứ bị tụt đi so với lạm phát. Tụt dần, mỗi hôm nó bào mòn một tí. Thế nhiều người người ta làm mãi mà không thấy có tiền. Thế cái hôm mà tôi gặp cái ông chủ cà phê, tôi chỉ phân tích này thôi. Tôi bảo là em làm cái nghề này không bao giờ có tiền. Mà nếu anh dạy em kiếm tiền, em sẽ dạy em từ đầu. Vì tại sao? Tất cả bàn ghế, máy điều hòa, tủ lạnh, thiết bị cho cái quán cà phê của em trang trí, vẽ kẻ vẽ. Tất cả cái này của em khi em đầu tư ra nó là tiền thật. Nhưng tất cả khi em thu về nó là tiền giả. Bởi vì là tạp hóa đồng nát. Thế bỏ tiền to ra để nhặt tiền lẻ. Bỏ mấy trăm triệu ra đầu tư quán cà phê xong rồi ngồi nhặt 20.000 cốc. Nhặt bao giờ mà một tháng tiền chi phí cứ tính ra gần 30 triệu, tức là mở mắt ra mất triệu rồi. Mở mắt ra mất triệu rồi mà 1 triệu thì bán bao cốc cà phê. Đấy. Thế thì mình mới bảo nó là em làm này chả bao giờ có tiền. Thế nó hiểu ra cái là bán ngay chung cư. Theo ông Nam kìa, oánh lên chứng khoán. Kiếm được tiền tỷ luôn. Đấy. Thế chỉ cần đơn giản, chỉ có gọi là khai thông huyệt đạo. Cái giải quyết đúng cái chỗ bế tắc. Người ta đổi ngay cái cách suy nghĩ, là người ta sang cái hướng khác ngay. Và bây giờ thì rất là đam mê đầu tư. Đấy. Cũng may mắn cho hắn là cũng tuy mới nhưng lại vào được cái nhóm gà trọi. Nhóm gà trọi của bọn tôi, đầu tư dạy thằng con trai của tôi thì tôi thả mấy đồng chí vào đấy. Thì suốt ngày để cho chúng nó đi đây đi đó để nó tìm hiểu và cọ sát. Vì cái quan điểm tôi là bây giờ tiền thì mình cũng không cần nhiều nữa, thì chủ yếu là củng cố đời con. Có nghĩa là để làm sao nó học được những cái thứ bí mật của mình, những cái thứ bí truyền mình, sau này nó duy trì được cho nó đỡ học phí tiền ngu. Tí nữa có khi nó đến đây, Nam Tử gọi Đạt cho nó có dùng đây không? Nào, nó bảo chiều xuống. Đấy thì đội này thì toàn 9X ấy. Có đồng chí 95, 97. Và trong khi đó có những thằng 95 học 7 năm tốt nghiệp đại học. Vì nghe tôi chém kinh quá thì là sướng, nó cứ ngồi nghe tôi chém thôi. Nó học mãi, nó bảo em học không vào. 7 năm trường đại học cứ giữ làm cán bộ khung. Nghe anh Bảy chém sướng quá, mà nó 95 mà nó cầm bằng mấy triệu đô đi, nó đầu tư, nó thắng như trẻ tre. Mà trông nó ngoài rất là buồn cười, trông nó cao lêu khêu ra mà trông ngô ngô ngố. Đấy là những cái trường hợp như thế. Nó cầm lúc đấy 40-50 tỷ ấy. Đi nó đầu tư nào đất, nào là cổ phiếu, gì chỗ nào thì có. Đấy, nó năng động lên như thế. Nó bảo vào được cái room này nghe chém xong rồi không thể đi học được thầy nào nữa. Bởi vì là tất cả những kiến thức kia toàn dạy thằng làm thuê.
Còn đây mới là kiến thức để dạy cho làm ông chủ, làm những cái nhà đầu tư săn lùng tài sản. Thế là bỏ hết. Sao ông biết có tốt nghiệp chưa? Thế thì bây giờ vấn đề đây là khi mà mình chịu khó đào bới các cơ hội trong xã hội thì nó rất nhiều, nó nằm ở mọi ngóc ngách, mọi chỗ, mọi nơi. Có nghĩa là nếu mà ông tinh danh dậy, gọi là anten sóng của ông tốt, ông có một cái giác quan tốt thì ông bắt sóng được mọi lúc mọi nơi. Tiếu riêng bắt được sóng. Đấy, như Nam đệ tử tôi vừa rồi đấy, bắt sóng cái mấy con đất, a mấy con cổ phiếu đất nhằng nhằng cái kiếm được mấy tỷ. Thế đại loại thế anh Hoan này này, gì nhỉ? Đúng rồi. Đấy thì cũng theo cũng một thời gian nghe chém room vừa rồi cũng vô được mấy tỷ. Thế đại loại thế. Mà đấy mấy anh em đấy thì xuất phát điểm để vốn liếng nhỏ nhoi thôi. Không ai gọi giàu cả. Chứ nếu mà xuất phát điểm mà nó có độ chục tỷ, 20 tỷ, có khi bây giờ nó phải kiếm tương đối ấy. Đấy, thế nhưng vấn đề là xuất phát điểm toàn ra 300 triệu thôi. Thế nhưng mà kiếm được tiền tỷ thế là cũng quay rồi. Nó có thời gian rất ngắn thôi. Đấy. Thì soi đào bới thì đòi hỏi tầm nhìn rộng, tầm nhìn cực rộng, càn lướt, dò xét, bới móc hàng trăm cái báo cáo tài chính ra đọc và phân tích. Đấy, hàng trăm doanh nghiệp, những yếu tố nào lợi hại đến thiên thời, yếu tố nào nó có thể gây đột biến. Đơn giản thôi, như vừa rồi con thế giới số đi đi tan vua ấy, nó bán hàng cho Xiaomi với cả Oppo ấy, nó vèo phát nhân 4-5, 7-8 lần. Có trong vòng 5 giờ. Đấy, những cái đấy mà chỉ chớp một phát là đời chớp phát hai phát là thấy là sang trang khác. Đấy. Chứ không phải đánh nhiều đâu, không phải là cứ là lướt sóng cọc 15% mà giàu đâu. Không ai giàu thế được cả. Thế là cách kiếm tiền lẻ thôi. Còn như là người giỏi phải ăn được lợi nhuận kép, ăn lũy kế. Người giỏi phải chạm được vào lũy kế. 5 x 5 bằng 25. 25 x 5 nữa là 125. Chứ không phải là oánh như thế nó mới lên được hàng trăm hàng nghìn lần. Nhiều người cứ bảo anh em tôi toàn là phép, làm sao mà đánh được hàng trăm lần. Bởi vì hàng trăm lần nó là ăn lũy kế. Chứ không phải là ăn đơn. Ông cứ kiếm lương 10 triệu, sáng nay 10 triệu, tháng sau 11 triệu. Tháng sau lại về 10 triệu thì làm sao ông có ăn 10 năm trả lên được gấp 3. Đúng không? Thế nhưng vấn đề đây nó là cái lũy kế thì nó mới tăng cấp số nhân được. Đấy, mà muốn có lũy kế thì phải có tầm nhìn siêu dài. Đấy, chứ nếu ông nhìn ngắn thì không có đâu. Ông nhìn được xuyên cả chu kỳ kinh tế thì ông sẽ không định lượng được. Bây giờ nó như thế này. Giá một tài sản nó có thể tăng giá là bao nhiêu lần trong một chu kỳ, ông phải định vị được, ông phải hiểu được. Nó giống như bây giờ ông xem một con xe, ông phải biết là đi được đến Thanh Hóa hay là đi được đến Nghệ An hay là đi được đến Đà Nẵng thì nó hết xăng. Đấy, thế thì ông biết rằng nó đi được đến Đà Nẵng mà có khi ông mới ra Gà Giáp Bát ông đã xuống tàu rồi thì làm sao ông ăn được, đúng không? Có nghĩa là ông không định lượng được hành trình. Cái bài toán định lượng hành trình là bài toán cực kỳ khó trong cái đầu tư và đầu cơ. Có nghĩa là ông không biết là giá của ông ôm một cái sản phẩm ABC này nhưng ông không biết là ông nó sẽ tăng được giá nào. Cái đấy là tất cả đều vướng. Đấy. Thế thì cái này mới là cái khó nhất ấy. Mình cho là khó nhất bởi vì mua rẻ thì ông nào cũng có thể mua được rẻ. Thế nhưng mà bán giá nào khó vô cùng. Đa phần có bán xong thì nó toàn tăng tiếp. Mình thì ăn được tí. Bởi vì thiếu tầm nhìn mà. Thế thì cái này là phải học cái chu kỳ kinh tế, chu kỳ vĩ mô, dòng tiền thì mới có thể đoán được cái giá sản phẩm đấy. Chứ không phải là mình cứ ngồi đoán mò không ra được đâu. Đấy. Ví dụ như là mình thấy rằng là cái thời kỳ ô tô nó bùng nổ này mà tốc độ bà con sắm ghê quá. Thế thì đất ven chỗ này vị trí này đẹp quá, đi lại rất thuận lợi tiện. Thì mình phải bấm được là nó tăng rất dài. Tăng rất dài có thể là tăng đến hết cả cái chu kỳ kinh tế. Đến lúc nào một bong bóng, siêu bong bóng nó mới nổ được. Thì mình phải giữ đến đoạn đấy. Chứ nhiều người không hiểu về bong bóng thế nào cả. Cứ thế nó tăng 2-3 lần rồi bảo là bong bóng bán rồi. Không đúng đâu. 2-3 lần chưa rồi bong bóng. Thì nào nó phải điên. Điên đến mức độ mà coi như là dân tình rút hết cả ngân hàng ra để mua đất. Thế là đội ôm đất giàu quá đến mức độ xã hội điên hết không nào chịu được. Giá như năm 2011, 2010 nhiều nơi tăng 20 lần. 10 lần một năm. Đấy mới là lúc nó điên loạn.
bây giờ mới chỉ khởi hành, tàu mới bắt đầu vào cái khúc gọi là chạy dạo dạo, chưa phải lúc điên đâu. Nên nhiều khi là anh em chưa hiểu thì là thấy hơi thấy chững chững lại rồi, chắc là xì rồi. Nên là chạy xong rồi lúc nó tăng cho vài phát nữa là ta lại nhảy mõm múc. Đấy. Thế là cứ loanh quanh như thế là không có tiền. Đấy. Không ăn được lũy kế đâu. Đấy. Luyện cái tầm nhìn. Nên nhớ là con đại bàng, người ta nó bay trên cao. Nó có thể nhìn được hàng chục, hàng trăm km. Thế còn nếu anh bay dưới thấp, anh chỉ ở dưới mặt đất thì anh chỉ nhìn được vài mét là lấp cây lấp cối hết rồi. Không nhìn thấy gì nữa. Thì mình phải nhìn được từ trên cao nhìn xuống thì mình mới có cơ hội được. Mà luyện từ trên cao thì phải tìm những người ở trên cao có tầm nhìn trên cao chỉ cho mình. Mình tự tìm hiểu thêm bằng cái sức lao động của mình nữa để mình tìm ra cái hướng thì mình mới có được thành quả. Chứ cứ nói ngay ra hỏi ông này ông kia mà giàu, xã hội không có ai nghèo cả. Ông nào cũng thắng chứng khoán, ông nào cũng giàu to trăm lần nghìn lần, thì bây giờ chắc là từ đứa trẻ sơ sinh nó cũng đang mở tài khoản rồi. Đấy, nó như thế, nó phải thành quả lao động của trí tuệ. Đấy. Thế thì bây giờ nếu mà học xong về cái mục mà gọi là tìm hiểu công ty ấy, thì nó có cái này về báo cáo tài chính ấy, sẽ có một lớp học riêng để phân tích các báo cáo tài chính để biết công ty nào lừa đảo, công ty nào không lừa đảo, công ty nào là tốt, cái nào là xấu. Thế rồi các cái điểm mua và điểm bán làm sao cho phù hợp. Đấy, chủ yếu là bây giờ phân tích cái doanh nghiệp nó là rất quan trọng. Đấy, không phải thằng nào cũng giàu đâu, mẹ lừa đảo đầy ra đấy. Thế nên mình không cẩn thận là mình sẽ dính. Nhưng mà tôi chả dính cả, vì tôi nhìn ngửi một mùi báo cáo nó tôi biết là thằng này có mùi không đấy. Chứ không phải là cần thiết phải phân tích. Nhưng tôi nhạy lắm, nhạy đến mức độ mà đệ tử nó khiếp. Và tại sao anh không đọc mà anh biết? Tao ngửi mùi tao biết. Đấy. Nên có những công ty đẹp long lanh mà tôi tuyên bố phá sản cái một thời gian sau quay lại phá sản luôn. Đấy. Mà các cái bích tôi viết, tôi phân tích đến 12 năm học trò vẫn phải móc lên để mà nghiên cứu tại sao ông lại viết ra như thế. Cái thời Vinasin vẫn nợ. Bây giờ giá cổ phiếu nó 300.000 cổ phiếu mà tôi tuyên bố nó về 10.000, về sau nó về 1.000 luôn. Tức là phá sản luôn. Bởi vì là khi mà nó bị khủng hoảng đấy. Thế thì trong cuộc đời các anh em là sẽ gặp những cái cuộc khủng hoảng lớn. Và cái cuộc khủng hoảng nào cũng có thể tạo ra cơ hội. Không sợ khủng hoảng. Khủng hoảng là bạn với những kẻ thông minh. Khủng hoảng mà bạn biết chắc chắn là sập thì bạn có thể bán khống. Biết bất động sản sẽ chết thì bạn có thể quay ngược lại. Bán hết tài sản, bất động sản mình đi và thậm chí vay đất, vay cổ phiếu đất bán. Giá mỗi lại giá. Sợ gì khủng hoảng. Vấn đề bạn có nhận diện ra khủng hoảng hay không? Hay lại là làm ngược? Đúng không? Thế bây giờ khủng hoảng thì lại luôn tạo ra rất nhiều cơ hội. Càng có cái sự bập bềnh của vĩ mô, càng có bập bềnh của nền kinh tế lại càng có nhiều cơ hội mở ra. Đến lúc cả xã hội sợ quá chết hết rồi, bây giờ lại vào bắt xác xã hội ta lại giàu lên. Tức là gọi là cứ hút vòng quanh, nhịp nhàng. Thế hôm nay thì cái ngành này, cái chu kỳ này, cái giai đoạn này thì cái nền kinh tế nó phục hưng cái ngành sản xuất. Thì lại đánh đu theo ngành sản xuất đi lên. Lúc nào nó thiên về bất động sản, dòng tiền lại chảy về bất động sản nhiều hơn, ta lại đánh đu ngành bất động sản đi lên. Lên chơi lên xuống chơi xuống, kiểu gì chơi được. Chứ còn nếu quý vị chỉ có biết ôm miếng đất thôi, ở mỗi cái vị trí thôi, quý vị chỉ có đứng yên một chỗ thôi, không tiến được. Thế tiến và lùi ở trong chứng khoán này nó rất là cơ động. Đấy là một cái mà không phải cái bất kể lĩnh vực nào cũng có được. Nói thôi chứ lúc mà đất đóng băng mà ông muốn bán miếng đất khoái, bán được xong có khi mình vỡ nợ lâu. Đấy, bởi vì là nó đóng băng có khi ra hàng năm trái mùa. Mà nó mình bế tắc, lúc bây giờ bế tắc bởi vì đất thì không xé lẻ ra được, không làm gì được. Còn cổ đất thì nếu mà có biến chạy 5 phút, cảm thấy là mình không ngon nữa thì 5 phút sau là đã rút được tiền ra rồi. Không phải công chứng, không treo điểm chỉ, chết gì. Đấy là cái ưu việt của thị trường tài chính. Mà về lâu dài nó sẽ lấn át cả bất động sản. Bởi vì là nó có nhiều cái ưu việt nha, ví dụ như ông mua đất, lúc mà nó sốt bong bóng lên 10 tỷ lô, có phải ai cũng có 10 tỷ đâu. Thế cái ông 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, nhiều như Quân Nguyên. Thì người ta lại vào, người ta thị trường
tài chính người ta mua cổ phiếu bất động sản. Nên cái thành phần để mà tham gia của cái thị trường tài chính nó lớn hơn nhiều. Ông có 1 tỷ đô la cũng múc được. Ông 10 triệu cũng múc được. 10 triệu bây giờ ai đi buôn đất được. Đúng không? Đấy, thế nên là cái tính ưu việt của nó thì dần dần nó sẽ được thể hiện dần. Mình phải hiểu. Đấy. Nếu bây giờ ông đầu tư vào doanh nghiệp cá nhân ông thì thôi. Nếu ông đã sai đường lối, sai thiên thời là ông đánh cản tử quân. Nghĩa là hy sinh hết sạch luôn. Thế nhưng mà nếu như ông đầu tư sai ở trên thị trường tài chính, ông có thể rút được về 7-8% binh mã về để làm trận khác. Bán cái nhà, cái xưởng đồng nát có dễ đâu. Cổ phiếu cùng làm bán sàn phiên hết. Đấy. Thế nên là đừng có sợ nó cái gì cả. Ai nói vỡ nợ, ai nói phá sản, ai nói nhảy cầu kệ họ. Vấn đề là mình phải tìm được những doanh nghiệp nó làm ăn phát đạt lên, sung túc lên thì mình theo. Còn những thằng mà nó lụn bại thì nó cũng giống như nhà mình kinh doanh rồi mình làm sai thôi. Công ty của mình tự quản lý thì nó vẫn chết bình thường. Có khác gì nhau đâu. Không phải sợ. Đấy. Tìm hiểu tất cả những cái ngóc ngách của nền kinh tế, ngóc ngách của ngành nghề. Ví dụ thậm chí như ngồi đây phải soi ra mía đường thế giới. Soi thậm chí xem ví dụ chẳng hạn như là COVID đã bùng ở Mỹ chẳng hạn thì nó lại xảy ra cái ngành nào nó hưởng lợi. Thế rồi cái lúc mà giá đường, giá mía, giá tôm, giá cá, tất cả cái gì có đều có thể có cơ hội nhân 5 nhân 10 tài khoản hết. Thậm chí chỉ một con tôm mà bây giờ nó chỉ tăng giá gấp rưỡi thôi mà ông lại ngắm con nào doanh thu độ khoảng 1.000 tỷ tiền tôm mà lại đang định giá độ khoảng 100 tỷ. Thì là có khi ông lại có 3-4 lần tài sản đấy. Bởi vì tại sao? Nó cũng doanh số nó 1.000 tỷ tiền tôm chẳng hạn. Mà giá tôm tăng 30% là ông nhìn thấy lãi 300 tỷ rồi, lãi thêm 300 tỷ rồi. Thế mà ông lại mua có 100 tỷ cái công ty đấy mà một năm lại lãi 300 tỷ thì có phải là ông lại trúng quả không? Đấy, thì là giá nó lại phi mầm. Thế vấn đề là bây giờ theo dõi những thứ đó, cập nhật ý, thì nó mở cho mình cái tầm nhìn ra. Chứ mình không theo dõi mình chả biết cái gì cả. Cái xung quanh thằng khác nó giàu tướng lên mình chả biết nó tại sao thì mình không có tầm nhìn. Đấy. Còn khi mà vào thị trường bất động sản này mà có tầm nhìn ăn cực kỳ to, to lắm. Đấy, vì những cái đất ấy vị trí tốt tăng cả chục lần. Mà tăng cả chục lần thì cái cổ phiếu đất nó không phải tăng chục lần đâu. 100 lần. Thậm chí tôi còn đang hy vọng cái cổ phiếu của tôi tăng 1.000 lần để đi vào cái lịch sử của chứng khoán. Mà tôi tin là nó đủ sức đi. Đấy. Tức là tăng 1.000 lần sau khoảng 10 năm. Đấy là không phải viển vông đâu, nó có cơ sở. Chứ không phải là mình cứ nói chuyện viển vông đâu. Đấy. Ai mà nhìn cái đồ thị công ty của tôi là tăng 100 lần rồi đấy. Mà 10.000, 10 lần nữa là 1.000. Nghe phiêu không? Khi đi buôn đất là chỉ lãi được 15% chốt rồi. Đấy, nhưng mà tầm nhìn nó mới quyết định đấy. Tầm nhìn là gì? Đi tắt đón đầu. Đào được những mỏ vàng, mỏ bạc người ta tiềm ẩn ở dưới đất. Chưa lộ diện. Mua được rẻ. Dưới giá trị. Săn lùng tài sản. Đấy. Nhiều người ta làm giàu thật sự là nhanh hơn ăn cướp. Bởi vì là đấy như cái câu chuyện nhà máy nước ấy. Mua 25 tỷ cái nhà máy nước một năm lãi 80 tỷ. Mấy thằng chia nhau. Buôn gì trở lại, ông đi buôn gì trở lại. Đấy. Rồi những cái ô đất vàng, mấy hecta đất trong thành phố Hà Nội bán mười mấy tỷ. Vồ được phát là ấm luôn. Thế mình không có tầm nhìn thì thiên hạ đào hết, không đến lượt. Đấy. Ở đây thì có anh Nam, nhờ anh Nam chia sẻ cho một tí anh em về cái thêm về cái cổ phiếu tí. Anh Nam này là cũng học tôi mấy năm rồi đây. Rồi cũng ăn các cụ bảo là giang hồ đồn là lôi mồm. Vâng. Xin chào các anh chị ạ. Em xin chào em là Nam. Cũng là cựu học viên ở bên Nick bên mình. Thì em học Nick từ 2017, sau đó cũng mở văn phòng có đất ở hai anh em mở văn phòng có đất ở dưới Vân Đồn ấy. Sau đó là
chung là ngày xưa thì cũng chưa biết gì, học thì cũng học mấy bộ môn đi làm cỏ đất, nhưng mà chưa biết được gì là liên quan đến kỳ vọng và niềm tin. Đấy, quan trọng nhất là kỳ vọng và niềm tin. Sau đó là khi làm cỏ đất thì bỏ qua quá nhiều cơ hội, chỉ ăn được cái phần cò thôi, không ăn được những cái phần gọi là lòng tham của con người. Đấy, xong lúc rảnh rảnh thì có chat với này anh Bảy, lúc này anh Bảy là viết bà trên diễn đàn, thì mình có gọi là chat cho đại ca, thì đại ca bảo mai có lớp học, thì cũng đi từ Quảng Ninh bắt cái con xe sớm sớm lên học đại ca, thì gặp đại ca nói chuyện hay quá, thì thôi giải tán luôn vào phòng cỏ đất, thì bảo để lại thằng bạn làm. Thì chia sẻ với anh chị một câu là thị trường thì định giá bằng niềm tin, đại ca hay dạy là thị trường định giá bằng niềm tin, mọi thứ tài sản bằng niềm tin hết. Thì cái lúc mà cơ hội mà Vân Đồn nên đặc khu thì giá đất lúc đấy em về là mặt đường 334 là có 7 triệu mét, 6-7 triệu thôi. Thì nó tăng trước đó là trong một tháng nó tăng từ 4 triệu lên 7 triệu. Thì 10 anh em học viên Nick về, lúc 10 anh em về bảo là mẹ trời tối này không có chỗ nào đi chơi, tối om om này, giá tăng thế, nóng quá rồi. 10 anh em sau đó là 10 anh em đi về, không ai múc được cái gì cả. Thế nhưng 3 tháng sau nó lên 26 triệu mét. Mà nếu mà lúc đấy mà em đã học được những cái phân tích và kỳ vọng niềm tin này thì đặt đi đặt cọc bán chênh rồi, đặt cọc rồi công chứng. Vì lúc đấy sổ sách nhiều toàn sổ cũ, cái đặt cọc khéo là để cho bà con làm xong sổ lúc mình ăn to à. Thế nhưng mà không phân tích được kỳ vọng và lòng tham thì toàn đi ăn cò thôi, đặt được một lô thì cuối cùng là tích lại lô kiếm được ít. Sau đó là cũng theo đại ca Hoàng Trứng thì cũng học được một số bộ môn võ công đầy đủ thì đỡ bị lừa trên thị trường chứng khoán. Thì em đánh giá là thị trường chứng khoán thì nó quá nhiều cơ hội. Quá nhiều cơ hội. Nếu mà mình mà biết được thì khi mình chứng khoán nó không hẳn là mình nghe chứng khoán, nhưng chứng khoán nó chính là sợ là nó là đầu tư. Đầu tư đây là phải gia tăng giá trị theo thời gian. Đấy, mình mua những cái gì mà tương lai nó đang bình thường, mà hiện tại nó đang bình thường, nhưng mà tương lai của nó mà nó lại tốt hơn rất nhiều lần thì mình được hưởng sự gia tăng giá trị đấy. Còn mình mua mà cứ mua nay xong đó là tháng sau mình lại bán, khi mà cái doanh nghiệp nó chưa kịp lớn thì mình mua thế xong nó mình hôm sau nó lại tiếp tục đi kiếm con khác. Thế 9 con ăn được đến con thứ 10 đứt, thân lại về mo lại làm lại. Thì ở đây thì cũng chia sẻ anh chị là cũng một số anh em học viên Nick thì em có chơi cùng đợt trước, là mình Trọng Đông Anh này, ở đây có anh Hoan này, cả dưới kia có chị Hương này, thì có hơn năm trước có phím cho mấy con. Thì một số người thì giữ được thì cũng đã ăn lối mồm. Thế một số người thì gọi là trẻ thì cứ thấy nó giảm, Covid có veo nó giảm thì cũng bán mất, thì đó là cái lãng phí. Có những cái doanh nghiệp thực sự là nó như mình, nếu mà mình có cái hệ thống cơ sở và tư duy của đại ca thì mình xoay nó dễ. Còn nếu mà mình mà không có cái hệ thống tư duy này thì mình đi xoay mình cũng cảm thấy rất vất vả. Các công ty trong sàn, trên sàn chứng khoán Việt Nam này. Và bây giờ thì em chỉ cần đọc một cái tin nào đó trên báo thôi là có thể biết được là doanh nghiệp này ngoan hay không ngoan. Và thậm chí ở bên nước ngoài thì mình nhìn đọc một tin thôi là cũng biết được doanh nghiệp này tương lai không tương lai. Và giá cổ phiếu còn tăng hay không tăng. Bởi vì tất cả mọi thứ đều phản ánh vào niềm tin và kỳ vọng. Các chuyên gia trên thị trường tài chính thì em có vào phản biện nhiều. Một số chuyên gia là Tần Nguyễn, Tần Nghèo thì đi đánh những cái doanh nghiệp lụi bại SKG. Vừa rồi mới ra báo cáo chính lại giảm 79% lợi nhuận. Càng ngày càng lụi bại. Thế nhưng mà những doanh nghiệp nào mà mình mua mà tương lai nó tốt hơn thì không cần lãi lời gì cả. Hiện tại nó không cần lãi. Nhưng mà tương lai của nó lãi, mọi người tin là tương lai nó lãi thì cái giá cổ phiếu nó sẽ tăng tiếp tục. Kể cả đất cát cũng thế thôi. Đấy là cái nguyên lý của thị trường đầu tư nó như vậy. Tương lai tốt, quan trọng là mua tương lai. Còn đa số mọi người thì lại mắc cái lỗi là cổ phiếu tăng rồi và không mua nữa. Mà thích mua con cổ phiếu nó giảm rồi hoặc là nó rẻ. Thị giá rẻ thấp 5-7 nghìn, 10 nghìn. Thế nhưng mình mua thì không quan trọng là đắt rẻ, quan trọng là rẻ so với tương lai. Thì mình mua những con D2D 70 vẫn lên 108. Thế nhưng mua 7 nghìn nó khác với 3 nghìn. Đấy. Thì đấy là một số cái kinh nghiệm của em có chia sẻ. Thì ngoài ra thì cái thiên thời như đại ca nói là cái quan trọng nhất, dựa vào thiên thời. Thiên thời là quan trọng nhất. Xong đến thiên thời thì đến cái hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Đấy, như những cái công ty, một số công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam về làm bất động sản thì giá vốn của nó nhiều khi chỉ 3 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Thế nhưng nó bán khoảng 15-20 triệu là bình thường.
vì người ta tích được đất từ 10 năm trước, 20 năm trước rồi. Đấy là những cái cơ hội cực kỳ lớn. Mà chẳng qua đây là hiện tại người ta tích thế, người ta chưa bán thôi, chưa có lợi nhuận. Và cái, nếu mà mình tìm được cái doanh nghiệp nào mà sắp bán, mình biết được kế hoạch của công ty sắp bán mà nó định giá rẻ nữa thì vào đỡ phải chờ đợi hơn rất là nhiều lần. Đấy, mình sẽ ăn được, rút ngắn được cái thời gian chờ đợi. Thì có thể là mua phát 1-2 tháng sau nó lên vù vù, em mua con nào 2 tháng sau nó kiểu gì nó cũng vù vù vù. Vì mình phân tích được vừa kỳ vọng ngắn hạn vừa kỳ vọng dài hạn. Đấy là cái quan trọng. Khi mình mua một cổ phiếu nào luôn luôn đặt câu hỏi là tại sao những nhà đầu tư khác cũng mua cổ phiếu này và người ta sẵn sàng đua trần 3-5 phiên là bình thường. Và người tiếp tục mua. Bởi vì ai cũng bảo là sắp sửa giàu rồi. Sắp sửa giàu rồi. Mua cổ phiếu này sắp sửa giàu rồi. Thì cổ phiếu, giá cổ phiếu người ta sẵn sàng trả giá cao hơn để cho mình bán cổ phiếu đấy. Đấy, có những cổ phiếu như một số cổ phiếu như L14 đây cũng tích lũy được đất khác. Đất Nam Minh Phương có 4 triệu ra vốn hạn. Hoặc những con như NHA ra vốn có cũng tầm 4 triệu. Nhưng mà tương lai bán 20-30 triệu. Mà giá đất mà theo anh tính toán như đại ca rồi chỉ cần x2 phát nữa thôi. Thì nó cả một kho báu. Thì lúc đấy nó thị trường nó sẽ vào cái gọi là khúc nóng nóng. Giá đất x2 trong khoảng 2 năm tới nữa thôi. Thì lúc đấy có những cổ phiếu nó lãi 10.000 tỷ là bình thường. Lãi thêm. Và định giá công ty nhiều khi là chỉ 1.000-2.000 thôi. Thì đấy là cái bong bóng khi xảy ra cái đòn bẩy. Nó hơn rất nhiều lần anh chị viên em ở đây là trước khi buôn đất. Là mua miếng đất này, mình mua 20 triệu, kỳ vọng 40 triệu mét. Lâu lắm, thật sự. Và mua không chuẩn thì nhiều khi kẹp đất. Thế nhưng mà soi cổ phiếu thì mình có rất nhiều công ty để soi chọn đến 1-2 công ty tốt xong đánh tất tay vào con cổ phiếu đấy. Tất tay xong đó là khi mà nó định giá gọi là hơi đắt rồi và cái ta lại đảo sang công ty khác hoặc là sử dụng cái sức mua margin nó ra là mình mua thêm công ty khác và ăn lũy kế sang. Đấy là cái cách mà mình khi mà phân tích một doanh nghiệp. Còn để mà phân tích mà sâu nữa thì mình cũng phải là đi, nhưng mình không đi được thì có phải anh em bạn bè đi xem công ty như thế nào, đánh giá ban lãnh đạo như sao hoặc làm ăn có minh bạch hay không. Cái đấy là cái cực quan trọng. Nhiều công ty các anh chị mà nhiều người mà chưa có nhiều kinh nghiệm thì cứ đi mua những công ty mà cũng bảo sóng đất, nhưng mà đi mua những doanh nghiệp mà như CKG, CKG ấy. Tài sản rất là nhiều. Nhưng mà lãnh đạo nó chả cầm cổ phiếu, vì công ty nguồn gốc nhà nước thì lãnh đạo đi làm thuê chả cầm cổ phiếu. Tài sản rất là nhiều, nó cứ phát hành. Nó thu mấy trăm tỷ của cổ đông về xong đó là nó lại chuyển sang sau. Đấy. Nhưng mà mình ngoài cái việc đánh giá tài sản rẻ đắt ra còn phải đánh giá cả ban lãnh đạo, cơ cấu cổ đông là cái cực quan trọng. Và là mua cổ phiếu, nhiều khi em mua cổ phiếu nào, ở đây có chị Hương biết, ở dưới kia biết, năm ngoái phí nữa anh em một số con ngân hàng con VIP, bất động sản của SHC là 14, HDC, DG. Sau toàn tăng X2, X3 hết. Covid, kể cả Covid, lúc đấy là chưa xảy ra Covid, chứng khoán 1.000 điểm, sau chứng khoán xảy ra Covid, xong nó lại về 1.000 điểm, tất cả con cổ phiếu đều X2, X3 hết. Vì sao? Bởi vì nó sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô, vài tỷ đô là bình thường. Chẳng qua cần thời gian để khai thác, quy ra được tiền cho cổ đông. Thì mình mua với giá nó giá trị thật tính khoảng 10 đồng thì mình mua 2 đồng thôi. Thì cái cơ hội, cái khả năng của mình chết nó thấp. Còn cứ mua 10 đồng mà cứ mua khoảng độ giá trị thật là 10 đồng, mình mua là 10 đồng, hoặc là mua 20 đồng nữa thì nhiều khi là toàn bị úp bô. Tức là bị bọn nó bán sàn rồi là các kiểu volume sàn khoảng độ kéo 3 cây trần, xong nó bán 10% một công ty một ngày. Chết, không chạy kịp. Đấy, em xin phép là chia sẻ một số cái kinh nghiệm của bản thân, là cũng học hành đại ca, là cũng biết được nhiều bài, nhiều môn võ công. Dạ. Xong là ngày trước thì cũng thất bại thì có hai thất bại. Chia sẻ thất bại trước là hai thất bại. Một là đi mới vào nghề, mới vào em thì đánh chứng khoán lâu rồi nhưng mà trước không biết gì. Nhưng mà ngày 2016 2017 thì 2016 đợt đấy là cứ cướp tàu theo chuối khoai,
một giờ chiều là nó sẽ trên F319 nó sẽ tung ra một con cổ phiếu volume nhỏ 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 đấy. Xong là nó sẽ thế này, tối hôm trước nó sẽ phím trong 10 thằng, đúng 11 giờ trưa ấy, nó sẽ phím trong 10 thằng, là 10 thằng đấy sẽ biết trước và nó có 30 phút để mua từ 11 giờ đến 11 rưỡi. Và 1 giờ là chuối khoai nó sẽ tung ra là cái con cổ phiếu trên F39. Là hồi em làm Samsung là bắt đầu là có hơn 100 triệu nữa. Là thằng đấy nó hô có gì phát là kiểu gì cũng tím 7 phiên. Tím 7 phiên liên tục. Thế sau đó mình cũng đi cướp tàu. Cướp tàu sau đó là bị đập đợt đấy, cướp tàu sai và con ATA. Oánh từ 2 lên đến 6. 6 xong nó lại về 4. Về 4 xong lại, nó lại tiếp tục lên 8. Thế lên 8 thì mình đợt đấy cướp tàu xong cũng ăn được tí, may mình chạy kịp, thằng bạn không chạy kịp thì gặp anh 7 đấy, anh 7 đợt đấy là có viết bài đập phát thế thôi, đập từ 8 về 1. Bây giờ lại về 500 đồng. Bây giờ về 500 đồng rồi. Bởi vì lúc đấy là rồi bọn nó bảo mẹ mày sóng thủy sản sóng theo các kiểu hoàn trang lắm. Thế nhưng mà anh 7 lên bài, bạn đăng bài là doanh thu một năm có 200-300 tỷ mà bây giờ tồn kho cá 500 tỷ. Thì tồn kho 500 tỷ lại ra bảo là mẹ toàn cá thối. Mà doanh thu con năm 200 tỷ mà bây giờ tồn kho 500 tỷ nhưng mà cá thối, thế này thôi. Đập mà sàn không bán được, may thì mình ăn non mua sớm múc được thì còn về T3 đấy, thì thằng bạn không chạy kịp là coi như là về 2-1 thế. Bây giờ 500 đồng. Mà khoảng 2 tháng sau đúng là ra tin kiểm toán là cá thối 200 tỷ hay 300 tỷ đó đấy. Đấy là cái vụ mà mình không thất bại vụ đấy. Vụ tiếp theo là vụ SH Bank. Là break giả 2018 đợt đấy là VN Index như các anh chị hiện tại đang vào này. Đợt đấy là SH Bank 2018 là SH Bank ấy, vâng. SHB 2018 là đợt đấy là 13. Volume 20 triệu break. Nào, đi lang ngang 6 tháng break rồi, tin lại tin rồi hợp tác Alibaba rồi các thể loại tin. Nhưng volume to mà giá nó lên được tí. Thế là múc vào sau đợt đấy lại chiến tranh thương mại mèo nó cứ rơi. Từ 13 vào về 10 chấm mấy xong về sau nó về 8 chấm mấy, mình cắt lỗ thì mất 200 triệu vụ đấy. 200 triệu. Vụ SH Bank 2018, sau vụ đấy là đánh gần như là không bị mất nữa. Chỉ có chết Covid là đợt đấy là tham margin, may là lúc đáy là nếu mà con HDC đợt đấy mà nó tiếp tục giảm khoảng 2 giá nữa. Có lẽ là lúc đấy là mình đứt. Nhưng may nó về 16, may nó mà về 14 hoặc 13 thì chung là mình đứt. Thì may, chính xác là may, còn cũng may mắn là mình mua những công ty đấy sau vụ Covid thì nó lại tiếp tục nhân 2 nhân 3. Nhân 2 nhân 3 lên thì bây giờ chung là cũng ung dung. Giá vốn mình rẻ và mình thấy là sắp tới mà đất mà khoảng độ x2 nữa hoặc là chỉ cần đất như bây giờ thôi thì những con cổ phiếu mình cầm đều là tuyệt vời. Hiện tại thì đang cầm một số con cổ đất thôi. Một số con cổ đất thì cứ đánh xoay quanh mấy con cổ đất đấy. Còn những ngành khác thì thời gian em cũng chơi, cũng biết, cũng phân tích được ngân hàng VIP ngon, Tiền Phong Banh cũng ngon. Nhưng mà hiện tại là không cầm con banh nào cả. Bán hết banh, chuyển sang cổ đất. Và cổ đất thì cũng khuyên các anh chị một câu là chỉ mua các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn. Ngày xưa không mua những doanh nghiệp mà nhà nước 100%. Thì nhà nước 100% hoặc là tư nhân, công ty tư nhân đều bánh vẽ hết. Công ty tư nhân đều bánh vẽ. Xeo xuống hay đất xanh, đất xeo. Toàn bánh vẽ. Còn hay là nhiều con đó. AAV rồi. Mấy con. Rồi LDG. FLC. Cái kiểu toàn bánh vẽ. Thì tốt nhất là nên mua các doanh nghiệp nhà nước và đã thoái vốn. Bây giờ về tay tư nhân. Và lãnh đạo cầm nhiều cổ phiếu. Đấy. Không, bởi vì thực ra này, vì khi mà mình mua những cái doanh nghiệp như đại ca chia sẻ vào những cái doanh nghiệp nhà nước thoái vốn thì nhiều cái tài sản nó ẩn đằng sau, cái lớn. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đến cái trụ sở đi thuê. Trụ sở đi thuê thì làm đất cát cái gì được nữa. Doanh nghiệp nhà nước đấy, những trụ sở, các anh chị biết những cái trụ sở có doanh nghiệp nhà nước về những doanh nghiệp nó khác hoàn toàn. Ví dụ như về trụ sở là 14 đại lộ Hùng Vương to mấy nghìn mét, trái thành nhân viên đâu, toàn thiết trụ sở to mấy dãy nhà. Thì đấy là những cái tài sản mà nhiều khi định giá trên báo cáo chính tỷ 2 tỷ, bởi vì người ta làm 35 năm trước rồi, hoặc là mấy chục năm trước rồi, lúc đó ra vốn như thế thôi,
hay về những doanh nghiệp như là HDC cái thứ, trụ sở rất to. Đó, nhưng mà trên báo cáo tài chính thì không có đâu. Đấy là những cái nguồn lực mà mình mà ít người nhìn ra được. Còn cái mấy công ty tư nhân mà toàn bánh vẽ, lãi toàn trên mạng giấy tờ CRE với các kiểu xác hưng xác hùng, lãi toàn trên giấy tờ, bảo lãi 400-500 tỷ nhưng tiền trả thấy đâu, toàn tồn kho vào các tòa chung cư, xong đó là một tòa chung cư nó chậm ra hàng rồi là dính pháp lý phát lãi kẹp vào đấy. Đấy là những cái mà em cũng được học hỏi từ gọi là các cái thế hệ đi trước, thì cô chia sẻ lại cho anh em và cũng cứ theo đấy mà đánh thôi. Còn bây giờ mình mà nhiều khi mình chưa tìm hiểu, các anh chị đây một số người chưa tìm hiểu đủ sâu ấy, thì nhiều khi là mình cứ chưa đủ hệ thống nguyên lý thì mình có thể mình sẽ đi sai. Sai tốt nhất là cố gắng là phải kiếm một cao thủ nào đấy đi theo. Đi theo để người ta giải thích cho. Không phải là những cái con như đợt trước hai anh em với đại ca còn chém gió và tiến bộ. Mà cả doanh nghiệp tập đoàn tiến bộ thì bạn làm vật cầu lông, làm mấy cái tòa chung cư giá rẻ trên Thái Nguyên định giá 1.100 tỷ. Lúc này còn hơn L14 nữa. Định giá lúc đấy L14 có 600-700 tỷ, nó 1.100 tỷ. Đánh một phát break từ 22 lên 23, các cái chuyên gia kỹ thuật, bao nhiêu chuyên gia kỹ thuật vào mẹ múc break rồi. Đứt nó rơi từ 22 break giải lên 23 về 4.000. Chạy không chạy kịp. Tuy nhiên mà nếu mà mình không biết định giá mà cứ theo ba cái đồ thị kỹ thuật mấy môi giới nó đấy, môi giới hồ mình diễn đàn hồ nhiều lắm, break đẹp, đồ thị thật cực đẹp. Điểm tức là đang đi ngang 6 tháng này, xong bơm một cái tin tốt ở đấy ra, hai tin tốt ra trên báo chí, cộng với trên diễn đàn gà vịt hồ anh em diễn đàn broker hồ ầm ầm múc mẹ đâu doanh nghiệp. Em thấy đợt bán và đại cả của doanh nghiệp này 1.100 tỷ định giá này, 22 lên broker lên 23, vừa sau rơi còn có vẻ 2 mấy là đấy. Thế nhưng mà nó lấy lý do là lúc đấy là rơi rồi lãnh đạo bị côn margin côn nhau, nhưng mà thực ra là người ta xả sân sau hết rồi. Khi mà gà vịt có hay vào anh em bọn nhỏ lẻ ôm ấy, thì đứt. Như đợt này SH Bank, thế SH Bank đang có dấu hiệu rơi từ giá 19 là rơi một nửa. Như cái vụ em 2018 em dính ấy. Bởi vì sao? Bởi vì hôm trước mình lên diễn đàn, mình bảo anh em, mấy anh em ngồi hay ngồi với đấy, đội con trai anh Bảy với lại đội cháu với lại mấy anh em trẻ đấy, em có hay ngồi cà phê suốt ngày ấy. Và mẹ, vụ này tao thấy là từ 19 phải rơi về 10. Ít nhất thì phải rơi về 10. Một ngân hàng tao đấy. Vì sao? Bởi vì mình thấy là đúng như cái vụ 2018 của mình, nó diễn bài đấy. Volume 60 triệu một phiên, 50 triệu một phiên. Giá xanh được 3 like. Từ 19, nó đến 19.5. Break, xong đó là bơm tin chuyển sàn. Bơm tin chuyển sàn từ HNX sang sàn house, HOSE. Xong đó là gà vịt. Thì hôm qua, bắt đầu tối hôm qua mình bắt đầu chắc chắn rồi sao? Tối hôm qua lên diễn đàn. Một bài, kể cả sáng nay anh chụp lại là một bài một thằng đăng lên là em múc 19, giá SH Bank 19X. Bây giờ về lỗ thì có xử lý như nào? Một bài nó đăng lên, úi dồi, 300 bình luận. Tất cả anh em đã trên tàu rồi. Họ 300 triệu cổ là có thể là bố con nhà Hiển, chủ tịch Hiển là mua ra 5 ra 6 kéo lên. Là người ta phân phối là đứt. Thì đấy là những cái mà học đại ca thì, có nếu học đại ca thì sẽ tránh được những cái cơ hội, những cái mà rủi ro như thế. Thì mình tránh được thì mình đỡ bị đứt. Ngày xưa 2018 vào chưa nắm được cái như thế. Cũng SH Bank cũng vụ đấy, mẹ rơi từ 13 về sau cuối cùng về 5, may về 800 mấy mình chạy kịp. Thiệt hại 200 triệu vụ đấy. Sau vụ đấy đi là mình không bao giờ mình chơi những thể loại mẹ volume to. Xong đó là những cái mà nó dạng như kiểu là volume to mà giá không lên. Xong đó là gà vịt nhiều. Kiểu gì cũng bay 50%. Những vụ PVFWA hay TDT đợt vừa rồi mình dệt may quá. PA20 định giá cả doanh nghiệp mà Covid Covell này xuất khẩu chả xuất khẩu được, doanh thu thì chả thấy đâu, lợi nhuận chả thấy đâu. Dệt may mà định giá hơn 300 tỷ mình. Mà nó giá một phát nó kéo từ 18 đến 25. 25 xong đó bắt đầu volume cả công ty có 13 triệu cổ phiếu. Mỗi hôm nó bán 1 triệu volume 1 triệu trong vòng 3 ngày mình. Mẹ, thay 3 hôm bán 30% công ty này. Có anh em đứt rồi. Nếu có một thằng bạn bạn còn quý này. Bán nó đà mua TDT. Đùa. Mẹ đứt rồi em ạ. Nhưng mà nó mẹ giá cổ phiếu vẫn lên không bán. Anh khẳng định mày đứt một nửa. Thế nó sập cho một phát từ 25 về 15 không bán được luôn.
đấy, mình học đại ca đây mình biết chuyện này định giá. Khi mình định giá 10 đồng, mình mua doanh nghiệp 10 đồng thì mua 1-2 đồng. Và mình ăn được cái phần 10 đồng đấy, nếu mà tài sản nó x2 nữa thì nó là 20. Và mình mua chỉ 2 thôi. Thì lúc đấy mình ăn được 10 lần với cái giá trị thật của nó. Chứ còn mình mua mà ứng trước tương lai, ví dụ doanh nghiệp bây giờ như cái doanh nghiệp TDT 1 năm lãi được 10 tỷ mà định giá 30 tỷ thì mình định giá ứng trước tương lai 30 lần. Định giá công ty 300 tỷ anh ạ. Mà lãi được có tí, 10 tỷ năm Covid, Covid này, nó lãi toàn trên giấy. Thế xong nó đập rồi ra tin phát hành. Phát hành phát là đứt rồi. Hay nhiều doanh nghiệp như thế là bất động sản cái thứ là nhiều cái thằng làm chả có vốn làm. Xong nó đợt này nhân tiện nó đánh lên, ví dụ như là con API. Mấy API IDJ. Dự án xây tỷ đô nọ tỷ đô kia, APEC. Đợt vừa rồi mới ra cái bài APEC huy động vốn 300 tỷ trái phiếu nhưng mà chả ma nó mua cả. Nhưng mà thị trường chứng khoán đang gọi là hưng phấn này thì nó bắt đầu nó đánh một phát từ 9-10 là 22 đấy. 22 nhưng mà bánh vẽ thôi. Mình nếu mình là người tỉnh táo ấy mà học lại ca về cái bài hiệu quả sử dụng vốn thì mình biết là game thì mình hiểu thì, game thì 12 lúc 12 là cũng bảo đảm anh em mà con này quánh lên phải 2x thì lúc ấy mình có thể chơi giao lưu ít ít thôi. Tức là mình hiểu cái bài của người ta. Chứ mấy cái doanh nghiệp đấy thì định giá cái gì mà dự án toàn tỷ đô nọ tỷ đô kia, nhưng mà toàn đi xây mấy cái Corotel, toàn xây Corotel APEC Maria Phú Yên rồi là Royal Huế rồi là đủ các nơi, toàn xây Corotel, toàn đầu tư mấy nghìn tỷ. Vậy tiền đâu ra mấy nghìn tỷ mà đầu tư không có. Thì nó bánh vẽ nếu mà mình hiểu học đại ca rồi thì mình sẽ có thể tránh được những cú như thế. Ví dụ như bây giờ ông cứ đi vào định giá IDJ, em bảo mẹ IDJ giờ có 4,5 hecta đất, ông xây 3,000 căn Corotel tít ở trong mũi né, 3,000 căn Corotel người đâu khách đâu mà ở mà hết được, mà nó chuẩn nó bánh vẽ tỷ đô nọ tỷ đô kia, sau đó ra tin phát hành kiếm 300 tỷ đơn giản. Chủ lãnh đạo doanh nghiệp kiếm 300 tỷ đấy. Nếu doanh nghiệp tốt thì cần gì phải huy động vốn nhiều như thế. Doanh nghiệp tốt thì chưa sao. Doanh nghiệp tốt ở đây là bây giờ người ta có miếng đất rồi, là không có tiền làm hạ tầng ấy, thì huy động từ khách. Khách cọc vào hoặc là người ta bán buôn đi ô thì không cần phải huy động vốn như thế. Đấy, thì đấy là doanh nghiệp mà người ta hiệu quả sử dụng vốn trông xấu bẩn bẩn nhưng mà người ta đầu tư nhiều khi là cái dự án, ví dụ như con DHD ngày xưa em chơi là tổng đầu tư dự án Lộc An có 240 tỷ 2017, tổng đầu tư 240 tỷ nhưng mà lãi được hoạt động 1.100 tỷ trước thuế, 240 tỷ lãi không, đầu tư tổng đầu tư dự án là 240 tỷ nhưng lãi 1.100 tỷ trước thuế. Trước thuế hơn 5 lần so với tổng đầu tư. Anh chị ở đây không thể đi buôn đất cát được như nó. Bởi vì sao? 2017 là nó xơi được 42 hay 43 hecta đất Lộc An gần Long Thành. Lúc đấy thì đất Long Thành mới dùng dịch sốt thôi thì nó xin được dự án. 2017 nó bắt khởi công. Khi bắt đầu khởi công phát là giá cổ phiếu từ 30 đến 70 thì lúc đấy mình chơi được. Xong 70 đi ngang thì mình chơi vào lúc nó định ra 70. Giá báo cáo chính mà. Doanh nghiệp ngon thế này. Đầu tư 240 tỷ lãi 1.100 tỷ trước thuế. Đấy là những cơ hội mà lúc đấy thị trường VN Index sập từ 1.200 về 880 mà cái con cổ phiếu nó vẫn tiếp tục tăng. Hay kể như đợt vừa rồi Covid DTD, Covid cũng ngồi với anh Bảy bảo mẹ con này ngon anh ạ, là định giá cả doanh nghiệp lúc đấy có 300 tỷ. Thế mà cái bây giờ nó ký hợp đồng, lúc đấy em xem cũng chỉ đọc trên F319 là bây giờ nó ký hợp đồng là tổng cộng hơn 30 hecta, rồi nó có hơn 100 hecta khu nghiệp đấy, chỉ khu nghiệp đấy thôi mà và ký hợp đồng 30 hecta, tổng doanh thu khoảng hơn 500 tỷ. Rồi, tức là đã ký được hợp đồng cho thuê này, 30 hecta là tổng đầu tư tổng doanh thu là hơn 500 tỷ rồi. Phải biết lợi nhuận nó con này 50, chủ thuê khu nghiệp 50-60%. Định giá cả doanh nghiệp 300 tỷ. Lúc đó Covid 2 sập sàn 3-40 điểm, con vẫn trần. Nó tăng một phát từ 13 mà tính bây giờ cả cổ tức cổ teo xong nó bây giờ 30-30 mà cổ tức 15% cổ phiếu thì 36 rồi. 5% tiền nữa, 36.
thì nó tăng một phát từ 13 lên 36. Đấy là những con mà khi mà lòng tham mà chiến thắng nỗi sợ hãi thì COVID nó vẫn trần. Hay cả cái D ngày xưa nó cũng tiếp tục phi. Hay cả mấy con L14 đây thế. Đầu tư, tổng đầu tư dự án xong là ông bỏ ra khoảng 600-700 tỷ, ông sau ông lãi khoảng tùy. Với giá đất bây giờ lãi khoảng 4.000 tỷ, nhưng mà nếu mà đất mà x2 phát nữa thành 8.000, thì tổng đầu tư 600. Tổng thực ra là tính hạ tầng với đền bù khoảng 600 thôi. Nhưng mà nó có cơ hội lãi khoảng 10 lần so với số mình đầu tư ra. Đấy là những cái mà nó mình mới thấy và là ở đây lúc đấy là cái lòng tham nó chiến thắng nỗi sợ ra cổ phiếu. Mà khi người vào sau, người ta tiếp tục mình bán cho người ta cái sản phẩm có giá trị, tức là cái cổ phiếu có giá trị, thì giá cổ phiếu mới tăng. Mà cái con cổ phiếu nào tốt thì không ai bán, cổ phiếu rất cô đặc, ít người mua, ít người bán, vừa phải thôi. Một cổ phiếu không tốt chính là khi mà nó phản ánh gọi là xem rồi, volume ngày LDG siêu phẩm, LDG volume ngày 12 triệu, có những phiên nó tăng dần dần thì 24 triệu cổ phiếu một phiên. Nhưng thế siêu phẩm gì mà nó bán như rác này, nó gì có siêu phẩm. Khi mà tất cả hỏi mấy thằng em về báo cáo đại ca LDG game, mày tao thật mày game mày cũng biết rồi thì game đéo nữa, làm gì có game. Ông nào cũng đi vào game rồi là bánh vẽ nọ bánh vẽ kia. Thế mà game gì mà nó bán một ngày 20 triệu cổ phiếu, trần kéo trần 24 triệu cổ, không bình thường ra. Anh Quốc này, siêu phẩm, anh Quốc LDG em ạ, sell. Không anh, mẹ, sell đéo, sell chết đấy. Bây giờ đầu tư 3.000 tỷ, 5.000 tỷ Corotel, em biết hết sell rồi, em biết rồi. Em ở Vân Đồn em thấy nó đầu tư dự án này, bây giờ sell Vân Đồn là tổng đầu tư 2.000 tỷ rồi, không bán được. Không bán được luôn. Bởi vì em thật anh, chưa thấy một shop house nào nó xây 7 tầng. Trong đó nó có một tầng gọi là để xe. Lần đầu tiên trong ở Việt Nam mình xây shop house mà có tầng để xe. Nhưng mà tổng đầu tư 2.000 tỷ, mẹ vẫn đồn lạnh này. Em ở đấy rồi, em biết. Du lịch ở trong đảo không thằng nào đi đâu. Và anh vẽ làm sao, anh vẽ là nhà tư bây giờ còn lâu nó mới mua. Tổng đầu tư 2.000 tỷ rồi. Cái đợt vừa rồi tiếp tục oánh, sell lên. Mình anh em nào cũng bảo mẹ sell game mình. Cái phiên mà nó lên break mình à, con này tiếp tục lại, tiếp tục lên để bán giấy thôi. Chứ đầu tư mẹ gì con này. Thế là mình hiểu, chỗ đấy thì mình không bị dính. Ví dụ như là lên 12 rồi có thằng nào ở trên lại diễn đàn nó bảo con này 150. Nó mua bây giờ nó sâu lệnh luôn 10.8, 150 nó sẽ bán. Thì nó tính như này, 300 hectare đất Phú Quốc. Bây giờ mỗi mét vuông là 10 triệu thì 300 hectare nó nhân lên. Thế mà mẹ chứng khoán có phải thế đâu. Chứng khoán này tổng lượng là ông hiệu quả sử dụng vốn. Mình đưa tiền cho doanh nghiệp đầu tư thì cái quan trọng nhất là cái doanh nghiệp đấy nó mang lại cho mình bao tiền. Chứ không phải là cái việc mà ông ngồi bánh vẽ đến vẽ bao nhiêu đất nhân bao triệu. Đấy, đa số anh em mà nếu mà mới vào nghề hay chứng khoán thì cũng đều bảo là mẹ, nhân quốc nó xèo và nó to lắm, phụ đất LDG ngon cả 1.000 hecta. Nhưng mà 1.000 hecta quan trọng nhất là nó quy được tiền cho cổ đông hay không. Và 1.000 hecta đấy mà nó cứ đầu tư mấy nghìn tỷ một thì nó lại tiếp tục huy động vốn của cổ đông. Hay bao thằng bảo mẹ là 14 đều tao đất ta phải Novaland với SCR. Thế SCR cứ oanh lên 10, 12. Nó tiếp tục oanh lên 12 xong lại tiếp tục ra tin phát hành. Anh em lại tiếp tục nộp tiền vào. Đấy, ra tin phát hành phát đợt này chứng khoán nó lên. Lại bây giờ là đổi bài là tiếp tục con nào mà ra tin phát hành lại tiếp tục đánh trần. Thế nhưng mà khi mà dòng tiền nó đang có dấu hiệu rút đi rồi con nào mà lên mà đánh trần lên. Đợt này nó lại khác bài nữa, ra tin phát hành nó lại tiếp tục giãn cho sàn. Thì mình nên tránh những cái doanh nghiệp như thế ra. Thì nên tập trung là mình phải luôn đặt câu hỏi là mình đưa tiền cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp nó phải kiếm mình bao nhiêu. Đưa cho một đồng mà nó kiếm cho mình lại được 5-6 đồng, 7-8 đồng thì ngon. Đấy, là doanh nghiệp như là 14 hay là mấy doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp là biên lợi nhuận toàn 70-80%. Đấy, những doanh nghiệp tốt. Và mình đánh giá lãnh đạo doanh nghiệp tốt hay không tốt phải là qua cái biên lợi nhuận. Cái biên lợi nhuận mình phải tách ra được là doanh thu bao nhiêu từ mảng nào. Và cái giá vốn nó bao nhiêu. Ví dụ như nhiều doanh nghiệp như L14 cả xây lắp thế nào nữa thì mình phải bóc tách ra được. Bất động sản bao nhiêu thì mình đếm mà tồn kho bao nhiêu, giá vốn bao nhiêu. Đấy là chưa bán thôi hạn. Hoặc tổng đầu tư dự án là bao nhiêu. Nhiều doanh nghiệp mà mình tổng đầu tư nó chỉ 200-300 tỷ thôi. Mấy ông nhiều khi tổng đầu tư dự án là 500 tỷ nhưng mà dự kiến nó lãi được 3.000 tỷ. Là bình thường.
tổng đầu tư 500 tỷ, 700 tỷ, lãi 3.000 tỷ trước thuế là bình thường. Thế nhưng mà em còn dự tính là đất còn 3 năm nữa là x2 phát nữa thì cái chỗ lãi 3.000 tỷ nó là x2 thành 6.000. Thế nhưng mà tổng đầu tư vẫn chỉ 500. Và chứng khoán thì nó là được phản ánh kỳ vọng vào tương lai, là niềm tin. Không nhất thiết là nó phải bán cả cái chỗ thành 6.000 đấy là ông sẽ quy đợi 6.000 thành 6.000 đâu. Ông phải đi trước từ bây giờ. Đấy, ngồi ủ mưu trước. Xong đó là đợi bắt đầu cứ doanh nghiệp bây giờ dự án nó lấy đâu ra đẹp đẽ phân lô phân nền đâu, bây giờ không khéo nhiều khi là ruộng. Còn ruộng thì mình phải bấm trước là mẹ chỗ này có thể biến ruộng thành đất được hay không? Thành khu đô thị đẹp đẽ hay không? Còn nếu nó mà có khả năng biến được thành thì mình lại ăn đủ. Đấy, nhiều thằng tuy cũng là giá bán cũng vị trí đẹp thật đấy, nhưng mà chỗ này khoai không thể làm được. Toàn nhà dân. Thì mấy bố cứ ngồi bánh vẽ, nhưng mà bánh vẽ sau 3 năm sau nó vẫn tiếp tục, nó chả thay đổi gì cả. Thế thôi là mình chết rồi. Đấy, nhiều khi mà còn cái, đây là một cái kinh nghiệm của em bản thân em nữa, là không nhất thiết là mình cứ bấm nhiều ông bấm đất cả to. Thế nhưng mà định giá rẻ thật đấy, nhưng chưa chắc cổ phiếu nó lên. Bằng cái việc ông đất cát vừa phải và tiến độ dự án ông làm được. Ví dụ như con ngày xưa là D2D, là từ lúc khởi động dự án đến lúc mà nó bán dự án thu tiền về là giá cổ phiếu phải tăng 6 lần đấy. Và lúc đấy từ 30 hơn ấy, 30 trước chia tăng một phát lên 180. Nhưng mà từ 2017 đến 2019 với 30 trước chia là ông Quỳnh Tiên ông đánh nhỉ. 30 trước chia xong phát khởi động dự án lên 70. 70 xong là bắt đầu hạch toán là lên 180. Hay cả bây giờ quá trình này còn nhiều con nữa. Cả mấy ông bất động sản cũng phải, em theo em thấy là từ giờ đến 2023 là cũng phải tăng trung bình phải mấy lần nữa. Thì anh chị vào đây thì em cũng biết là đại ca nhận lại dạy là về đất cát là vẫn còn ăn được. Thì đại ca mới dạy. Chứ còn thì bây giờ mà lúc đỉnh đỉnh rồi chắc chắn là đại ca sẽ không dạy đâu. Thì lúc đỉnh rồi đại ca hay chia sẻ là lúc đỉnh rồi mà vào dạy mẹ bọn nó chết hết. Thì lúc mà chứng khoán mà không ai theo dạy, không ai nghe, lúc đấy là đại ca bảo giàu. Lúc mà cũng dạy hô một phát cả nghìn thằng học thì lúc đấy là đứt. Nên là cái đại ca không dạy nhiều là như vậy. Đấy, còn chứng khoán là ngày em cũng chia sẻ câu chuyện trước đi học đại ca, bao nhiêu anh em đi học cũng lớp cũng chục anh em 1.200 có mặt đông đủ, sau 880 còn 2-3 anh em, xong lại 1.200 bây giờ lại đông đủ. Nó là như thế, tức là sao lúc đấy chả thấy ông anh em đâu, chết hết rồi không thấy đi học. Quan anh quan đại ca đấy thấy 1.200 thì anh em đồng lắm, xong là về xong nó lại tiếp tục lại bây giờ 1.200 lại, nhưng bây giờ nó đánh hay hơn nhiều rồi, theo anh em đánh hay nhiều rồi, nhưng bây giờ đông lắm. Bây giờ 1.200 là so với đoạn 880 là thấy nó đông đủ rồi, nhưng mà nó còn lên nữa. Sự luôn. Còn lại nữa, đấy là những cái chỉ báo, gọi chỉ báo. Thì chứng khoán là thế, chứng khoán không dành số đông. Khi mà tất cả mọi người, anh em trên tàu là lúc đấy là bọn nó phân phối rồi. Phân phối cho nhỏ lẻ rồi. Đấy là một số cái gọi là chia sẻ của em thôi. Không biết là anh em, chị nào có câu hỏi gì không? Vâng, em mời anh ạ. Không, thực ra đây là những công ty người ta niêm yết thị trường chứng khoán rồi. Niêm yết rồi thì thường là bên người ta có bộ phận quan hệ cổ đông. Mình nếu mà mình thường người ta sẽ tiếp những cái doanh nghiệp lớn hoặc là nhóm cổ đông, tùy từ doanh nghiệp anh ạ. Có những doanh nghiệp ví dụ như doanh nghiệp vừa phải người ta ở tỉnh thì người ta sẽ tiếp rất là nhiệt tình. Còn những cái doanh nghiệp như anh đi gặp ngân hàng nhau thì nhiều khi chỉ gặp gọi là nhân viên bộ phận quan hệ cổ đông, người ta đến người ta vẫn là thích bình thường. Còn không thì anh có thể vào cái ngày đại hội cổ đông anh đi. Nếu không thì anh đến doanh nghiệp ở tỉnh thì thường người ta tiếp rất là tình, gọi là đến vẫn có cơm ăn các kiểu nhậu nhẹt đi về được. Đấy là doanh nghiệp ở tỉnh, tùy từng doanh nghiệp anh ạ. Và còn anh mà gặp mấy cái thằng ví dụ như gặp mấy thằng Hà Nội này thì không có đâu, thì đến gặp nhân viên thôi. Còn gặp chủ tịch là anh về gặp ví dụ như là 14 là vẫn có thể gặp được chủ tịch bình thường, nhậu nhẹt bình thường. Hoặc là mấy cái ông NHA hay mấy cái ông HDC là anh em bạn bè em đi nhiều rồi, là những doanh nghiệp đó người ta sẽ tiếp rất là tình.
Nhưng mà trước khi đi thì mình phải gửi email hoặc gọi điện trước. Gửi email thì người ta trả lời lại sẽ có lịch anh về. Còn ai có câu hỏi không? Vâng. Thường thì nó sẽ đăng trên cà phê app, anh chị cứ đọc mấy cái bài Việt Nam Biz hay cà phê app ấy, thường nó sẽ có cái thông tin các doanh nghiệp chuẩn bị thoái vốn ấy. Ví dụ như đợt này nó sẽ ra kế hoạch năm nay là bộ này thoái vốn, loại thoái vốn kia nhiều. Được kế hoạch này, nhưng mà nhiều khi kế hoạch nhà nước em thật chị nhiều ông cứ đánh theo kiểu dòng thoái vốn ấy. Đứt đấy. Thoái vốn thì tùy mình vẫn phải định giá, nhưng nhiều ông mẹ cứ thoái vốn BR 30 xúc vào tây ta xúc ầm ầm. Về còn có 7, 6. Nhiều khi đánh cái thoái vốn này, dòng thoái vốn này cũng phải định giá chuẩn chuẩn, sau đó là nó cũng phải đánh giá lại cái lịch sử xem là nó như nào. Rồi không, nhiều con thoái vốn em đánh giá là ngon đấy, nhưng mà nhiều con thoái vốn xong là đứt. Và thường thoái vốn này là những cái doanh nghiệp mà khối lượng cổ phiếu giao dịch nó rất thấp, ở ngoài free float rất thấp, mình múc vào cái mà trên cao cao ấy là cũng đứt đấy, thưa chị. Bởi sao? Bởi vì khi mà thoái vốn xong vào mà lúc cao cao là bọn nó bán hết cho mình rồi, mình vào mình múc là đứt. Thoái vốn ý là doanh nghiệp nhà nước thoái vốn này là những doanh nghiệp mà bây giờ mình phải đánh giá lại là cũng phải có khối lượng giao dịch, kế hoạch quan trọng nhất là này. Nhiều anh chị cứ bảo là như một số doanh nghiệp bất động sản thì mẹ tài sản to thế, nhưng mà quan trọng nhất đây là cái dự án nó cứ để đấy thôi. Bây giờ mình làm đất nó không quy được tiền, dự án nó trả triển khai liên tục, nhưng bây giờ đi kỳ vọng vào những con như HTM, HTML nó đánh từ 10 lên 20, xong đó là có mấy cái thằng Trần Lucy, mấy cái thằng nó bảo con này phải lên 40. Thế mấy ông trẻ trẻ mình bảo thôi mẹ anh thật mày, thôi te. Thế bây giờ mày đi kỳ vọng vào mấy cái BRG, BRG ấy, nó đếm ra ôi dồi, đất nó đăng trên diễn đàn 107 mảnh đất vàng toàn phố cổ Hà Nội. Những cái khách sạn đẹp nhất ở Hà Nội này, vị trí đất vàng đẹp nhất ở Hà Nội này là của Hapro hết. Thế mà cứ đi kỳ vọng không đâu về đấy. Đất nó quy tiền đâu, cứ kỳ vọng ở đấy. Nhiều khi này, mình ôm nó mẹ cả năm trời rồi nó không lên. Nhưng mà mình bán rồi nó mới lên. Bởi vì mình không thấy được cái doanh nghiệp đấy hoạt động triển khai dự án liên tục như thế nào. Cứ đi kỳ vọng vào những cái người ta mua những cái đấy, người ta tích trữ tài sản thôi. Thế cứ đi kỳ vọng ở đấy, chết bao thằng PWA cái thứ. Đứt hết. Toàn những doanh nghiệp nhà nước trái thể triển khai dự án mẹ gì. Mình phải mua những doanh nghiệp mà có tốc triển khai dự án. Thì mình vừa, bây giờ mình về thăm công ty thấy nó triển khai dự án. Hoặc là nó sắp xin dự án đấy, thì 6 tháng sau nó tiếp tục nó bắt đầu mở bán, hay là đọc cái tin nội bộ đọc tin chuẩn bị mở bán dự án nọ dự án kia thì mình hay là bắt đầu đền bù, thì nó có niềm tin cho cái tay to hay là cái cổ đông vào. Bây giờ cứ đi mua mấy cái doanh nghiệp thoái vốn thì mẹ cứ ôm đấy. Nhưng ôm được 3 năm không, chờ 5 năm không? Nó không làm ấy, cứ xong nó là lúc nào nó làm phát mà hàng ngày cứ nhìn các cái doanh nghiệp khác nó cứ tăng, thằng nọ thằng kia anh em nó cứ ôm hô mẹ ăn lôi mồm, mình cứ ôm cái doanh nghiệp này trái cái niềm tin mẹ gì. Thế xong lúc bán xong nó lại tiếp tục tăng, thế nó thôi đứt. Thằng mấy thằng em thế mình bảo thôi giải tán C69, ôm thằng Cường nó ôm bao lâu tao thấy cái doanh nghiệp này nó bé. Thế xong nó cứ ôm ICG chả có volume vô leo gì, chả thấy gì, cứ đi bắt đầu kỳ vọng. Em thấy mẹ nó xây chung cư, nhưng mà tao thấy nó xây 3 năm này nó vẫn xây chả ăn thua gì. Thế nhưng mà đấy, phím cho mấy con mà nó bắt đầu trả hết nợ. Phím cho DTD hay HLD hay là NHA nó cũng nợ 100 triệu, 500 triệu là bây giờ nó hết hết nợ rồi. Và một số anh em còn tương bừng. Đấy thì mình